vậy cũng không nói rõ gì cả. Nếu hôm nay chúng ta không trùng hợp gặp phải thì không chừng ả Liễu Đạo Nguyên đã lên giường này rồi. Cổ Tiểu Âu tức giận nói. Vậy hai người bọn họ sao không lấy phòng cạnh nhau cho tiện không? Đồng Úc lắc đầu nói. Tôi vừa hỏi nhân viên phục vụ thì biết phòng Quốc Đống Ca đã sớm có người đặt, vì thế phòng Liễu Đạo Nguyên nhất định là do cô ta tới đây mới đặt. Cổ Tiểu Âu và Kiều San nghe Đồng Úc phân tích như vậy cũng thấy đúng. Cả hai nhìn chằm chằm vào Đồng Úc như thể sinh vật lạ vậy. Đồng Úc hơi nóng mặt khi bị hai người nhìn thế nên vội vàng đổi đề tài. Chẳng qua bây giờ bọn họ coi như gặp mặt rồi, mai Quốc Đống Ca đi Kiềm Dương, tôi đoán Liễu Đạo Nguyên cũng sẽ đi. Nếu chúng ta không đi theo không chừng. Cổ Tiểu Âu lập tức bị việc này làm chú ý. Hừ, không được, mai chúng ta nhất định phải cùng đi Kiềm Dương. Kiều San chỉ cuối cùng nhìn Đồng Úc, xem ra Đồng Úc đúng là người tinh tế, ngay cả điều này cũng nghĩ ra. Qua đó đủ để thấy Đồng Úc cảnh giác với sự xuất hiện của Liễu Đạo Nguyên, không dễ. Kết quả chuyến bay từ Côn Châu đến Kiềm Dương có thêm mấy cô gái rất đẹp. Triệu Quốc Đống ngủ dậy mà không khỏi bất đắc dĩ. Hắn liền ra vẻ không nghe không hỏi, cứ làm theo lịch trình của mình. Lúc này nếu nói một câu là sẽ chuốc vạ vào thân ngay nên biện pháp tốt nhất là im lặng giống như chưa xảy ra chuyện gì cả. Đến Kiềm Dương, Triệu Quốc Đống đến gặp Liễu Đạo Nguyên, Liễu Đạo Nguyên cũng rất vui. Y gọi cả thị trưởng thành phố Kiềm Dương, Chu Đăng Cao cùng với thư ký của Y, Phùng Minh Khải là biến hóa của Triệu Quốc Đống đến ngồi cùng. Gọi Chu Đăng Cao theo có nhiều ý nghĩa, một là do Chu Đăng Cao là lãnh đạo của bạn học của Triệu Quốc Đống, cũng có thể do Liễu Đạo Nguyên coi trọng Chu Đăng Cao. Phùng Minh Khải làm thư ký cho Chu Đăng Cao được 7-8 năm, nhưng cuối năm nay có lẽ sẽ xuống dưới nhận chức. Tuổi Y không nhỏ, còn lớn hơn Triệu Quốc Đống một tuổi. Sang năm nghe nói Chu Đăng Cao sẽ thay đổi vị trí. Tuy đi đâu không rõ nhưng tóm lại là lên chức. Quyển 14, chương 117. Triệu Quốc Đống không nghĩ Liễu Đạo Nguyên ở Kiềm Nam vài năm mà lại thích uống cà phê. Theo hắn biết trước đây Liễu Đạo Nguyên không thích thứ này. Chẳng lẽ theo địa vị thay đổi, sống ở các nơi khác nhau nên cũng khiến sở thích thay đổi sao? Anh không mẫn cảm với cà phê nhưng uống trà tối sẽ mất ngủ, vì thế anh thích uống cà phê buổi tối. Liễu Đạo Nguyên có lẽ nhận ra Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc nên cười nói. Lão Chu thì khác, uống cà phê để thức khuya hả? Tôi đề nghị anh tối nay đừng uống, Tết mà phải nghỉ ngơi chứ, mệt quá sẽ không có lợi cho sức khỏe. Chu Đăng Cao đeo cặp kính gọng đen làm y thêm nho nhã. Y cao khoảng 1m8, người to hơn cả Triệu Quốc Đống nên trông giống một giáo viên thể dục hơn. Liễu Đạo Nguyên đứng trước mặt Chu Đăng Cao đúng là vừa gầy vừa thấp. Đương nhiên đây cũng không có nghĩa là khí thế của Liễu Đạo Nguyên kém hơn Chu Đăng Cao. Nghe nói thị trưởng thành phố Kiềm Dương này thích tập thể thao, đều là cao thủ trong các môn tennis, bóng chuyền, bóng bàn, cờ vây cũng là cao thủ nghiệp dư, cũng là hội trưởng hội bơi mùa đông Kiềm Dương. Tuy nói nhiệt độ mùa đông Kiềm Dương không quá thấp nhưng cũng giảm đi vài độ nên nếu muốn nhảy xuống sông tắm đúng là cần có chút dũng cảm. Bí thư Liễu, Tết bây giờ cũng không có gì hay để chơi mà. Chuẩn bị một chút công việc trong năm mới cũng coi như vừa nghỉ ngơi vừa làm việc. Chu Đăng Cao nói chuyện khá tùy ý cho thấy y và Liễu Đạo Nguyên khá thân thiết. Lão Chu, Quốc Đống thì anh cũng biết, hai người về sau có thể trao đổi nhiều một chút. Kỳ tích Ninh Lăng đã được lên các nhật báo lớn của quốc gia. Quốc Đống, tốc độ tăng trưởng GDP năm ngoái của Ninh Lăng đứng đầu cả nước, bí thư Đông Lưu đã có phần thưởng gì cho chú chưa? Liễu Đạo Nguyên cười ha hả nói. Đã đột phá 50 tỷ rồi hả? Còn kém một chút, đây cũng toàn bộ là nhờ Liễu ca giúp. Triệu Quốc Đống trước mặt Liễu Đạo Nguyên thì thoải mái hơn so với Thái Chánh Dương một chút. Có lẽ do Liễu Đạo Nguyên chưa từng làm lãnh đạo trực tiếp của hắn. Mà phong cách làm việc của Liễu Đạo Nguyên cũng khác Thái Chánh Dương. Được rồi, đừng có chụp mũ cho anh không giúp gì được cho chú mà. Liễu Đạo Nguyên ngừng một chút rồi nói. Ninh Lăng là nơi đồi núi ở trong tay chú có thể làm tốt như vậy, GDP thậm chí vượt qua cả Kiềm Dương, rất không đơn giản. GDP năm trước của Ninh Lăng mới hơn 20 tỷ phải không? Một năm tăng hơn gấp đôi bảo sao truyền thông khen ngợi Ninh Lăng như vậy. Lão Chu, hình thức của Ninh Lăng chưa chắc đã thích hợp với Kiềm Dương chúng ta, nhưng tôi thấy Ninh Lăng có thứ đáng học tập. Tốc độ tăng trưởng nhanh như vậy thì dù thực hiện như thế nào cũng đáng để thị ủy, ủy ban Kiềm Dương phải suy nghĩ. Phùng Minh Khải gật đầu, kinh tế Kiềm Nam xếp top cuối của cả nước, tình hình không quá lạc quan. GDP của Kiềm Nam thấp, kết cấu sản nghiệp cũng chỉ có mấy ngành gây ô nhiễm môi trường cao.
Một hai năm qua Kiềm Dương vẫn cố gắng điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đưa ra việc chuyển việc gia công sang thành tự sản xuất, phần khác chính là phát triển các ngành nghề mới, phát triển các ngành thuốc, sinh vật mới. Nhưng điều chỉnh cơ cấu sản nghiệp cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nhất là khi kinh tế công nghiệp của Kiềm Dương khá đơn nhất, nếu như thoáng có động tác sẽ khiến cho cả nền kinh tế Kiềm Dương gặp chấn động. Mà phát triển thêm ngành nghề mới không phải trong lúc nhất thời là có hiệu quả ngay. Hơn nữa Kiềm Nam lại nằm ở khu vực phía Tây nghèo khó. Cả cơ sở vật chất và quan niệm tư tưởng đều có chênh lệch với khu vực Duyên Hải, hiệu quả thu hút đầu tư mặc dù có nhưng quan niệm cũ vẫn ảnh hưởng đến sự phát triển của Kiềm Dương. Điều này làm cho Chu Đăng Cao làm thị trưởng Kiềm Dương 2 năm gặp nhiều khó khăn. Liễu Đạo Nguyên vừa nói tới việc này mang tới không ít áp lực cho Chu Đăng Cao. Nói thật Chu Đăng Cao đúng là rất muốn biết xem người trẻ tuổi trước mặt này có bản lĩnh gì mà chỉ trong hơn năm biết một thị xã có điều kiện kém hơn Kiềm Dương trở thành kỳ tích kinh tế. Nếu chỉ là trò chơi con số thì thôi, nhưng tốc độ tăng trưởng của Ninh Lăng được lên nhật báo Nhân Dân, kinh tế thì dù có hơi nói quá cũng đủ chứng minh Ninh Lăng làm được nhiều thứ đáng tự hào. Đối với Triệu Quốc Đống thì có thể dùng từ nghe danh đã lâu để hình dung cũng không quá đáng. Y từ thư ký Phùng Minh Khải của mình mà nghe không ít về Triệu Quốc Đống. Đây là người học ngành cảnh sát chuyển sang bên hành chính mà có thể làm ra thành tích như vậy, mỗi bước đi đều đạt thành tích rõ ràng. Chu Đăng Cao cũng hy vọng có thể làm quen với Triệu Quốc Đống. Chu Đăng Cao tự nhận mình có vài ý tưởng, nếu có thể ngồi uống rượu, trao đổi kinh nghiệm phát triển với Triệu Quốc Đống thì đúng là việc thoải mái trong đời. Chẳng qua có Liễu Đạo Nguyên ở đây nên không tới lượt bọn họ làm chủ. Cũng may sau này còn có cơ hội mà. Triệu Quốc Đống cũng có ấn tượng tốt đối với Chu Đăng Cao. Đây không hoàn toàn do Chu Đăng Cao đối tốt với Phùng Minh Khải, mà là do đối phương khá cố chấp với mục tiêu mình đặt ra. Nó giống như việc Chu Đăng Cao đưa ra điều chỉnh ngành sản xuất phân bón vậy, y từng bước giảm bớt tỷ lệ sản phẩm sơ cấp trong tổng sản phẩm của công ty, yêu cầu công ty cần phải thực hiện các lời hứa về bảo vệ môi trường, có thời hạn nghiêm ngặt để thỏa mãn. Nó tuy khiến các công ty phân bón phản ứng vì đây đều là các công ty lớn, có thực lực tài chính mạnh, lực lượng sau lưng không chỉ riêng ở Kiềm Dương. Vậy mà Chu Đăng Cao vẫn kiên trì tới cùng. Mặc dù gặp áp lực từ mọi phía nhưng cuối cùng Chu Đăng Cao vẫn thắng trong cuộc chiến này. Giá trị sản lượng của ngành sản xuất phân bón Kiềm Dương không ngừng tăng lên, còn về mặt bảo vệ môi trường cũng đạt thành tích lớn, được Tổng cục Bảo vệ Môi trường Quốc gia khen ngợi. Hơn nữa Chu Đăng Cao đưa ra ý kiến xây dựng Kiềm Dương thành một thành phố hạnh phúc đã khiến lãnh đạo Trung ương chú ý, cảm thấy nó phù hợp với phương hướng điều chỉnh của Trung ương, khiến cho tương lai của Chu Đăng Cao trở nên sáng sủa hơn rất nhiều. Từ chi tiết nhỏ là biết ra được trái tim nghề nghiệp của một người. Đây đều là điều Triệu Quốc Đống nghe từ Phùng Minh Khải giới thiệu về Chu Đăng Cao. Phùng Minh Khải cũng không cố ý khen năng lực của Chu Đăng Cao, nhưng từ một chi tiết nhỏ này cũng làm Triệu Quốc Đống đoán được năng lực của Chu Đăng Cao. Trước mặt ba người, Phùng Minh Khải chỉ là nhân vật phụ trợ. Ba người nói chuyện thì y không có tư cách xen vào, chẳng qua y lại thấy rất thoải mái, không có gì khó chịu cả. Con người có hoàn cảnh khác nhau, Triệu Quốc Đống có thể ở cấp bậc nói chuyện vui vẻ với sếp của mình đương nhiên có bản lĩnh của hắn. Đây là điều Phùng Minh Khải thấy rất bình thường. Sau lần họp lớp đó, Phùng Minh Khải chỉ biết bạn học của mình không phải người bình thường. Mà hành động rất đơn giản của hắn đã giúp mình thay đổi số phận. Làm mình cảm kích. Không có Triệu Quốc Đống thì sẽ không có Phùng Minh Khải ngày hôm nay, thậm chí ngay cả Giang Giao có còn ở bên y hay không cũng không rõ. Phùng Minh Khải không phải người không biết ơn, nhưng đối với Triệu Quốc Đống mà nói thì Phùng Minh Khải biết mình bây giờ không thể giúp được gì cả. Phùng Minh Khải cũng chỉ có thể cố gắng tiến bộ để chứng minh Triệu Quốc Đống giúp mình không uổng. Đúng như lời Triệu Quốc Đống từng nói với mình vậy, đã vào chính trị phải không ngừng tiến lên hoặc giữ ổn định tiến bước. Đứng phía sau bức tường bằng kính, Phùng Minh Khải thở dài nói. Quốc Đống, sang năm mới tôi có thể xuống quận, huyện nào đó làm phó bí thư, tôi rất lo lắng. Nhiều năm đi theo sếp mặc dù gặp không ít chuyện, học được một chút, cũng tìm được vài ý tưởng trong công việc nhưng để tôi tự mình đi làm việc đúng là sợ. Minh Khải, ông là người thành thật, khiêm tốn, đi đâu cũng được chào đón. Hơn nữa ông làm phó bí thư cơ mà, nói cách khác là công việc hư vô một chút. Tôi thật ra cảm thấy ông có thể làm phó chủ tịch quận, huyện càng rèn luyện tốt hơn. Đương nhiên làm phó bí thư cũng có nghĩa ông dễ tiến bộ hơn. Chỉ là ông ở vị trí phó bí thư có thể phải học tập rất nhiều công việc của một phó chủ tịch. Như vậy nếu gặp cơ hội chủ tịch lên hoặc điều đi cũng o mất mà phải không? Triệu Quốc Đống vỗ vai Phùng Minh Khải và nói. Ai cũng đi lên như vậy cả mà, tôi cũng thế thôi.
Triệu Quốc Đống an ủi. Quyển 14, chương 118. Tôi có thể so với ông sao? Phùng Minh Khải tự biết bản thân mình ở vị trí nào. Mặc dù y hơn tuổi Triệu Quốc Đống nhưng khởi điểm khác nhau, kinh nghiệm khác nhau khiến vị trí của hai người khác nhau. Nhưng tôi sẽ cố gắng học tập ông, đến gần được ông. Ồ! Triệu Quốc Đống cười hì hì đấm vai Phùng Minh Khải và nói. Trong lớp chúng ta thì hình như chỉ có hai ta và Tiêu Chí Viễn đi theo con đường chính trị. Tiêu Chí Viễn làm cũng được, vào Trung ương đoàn, có lẽ một thời gian nữa sẽ xuống địa phương công tác. Ừ, Tiêu Chí Viễn cũng thi thoảng gọi cho tôi. Lúc xếp Chu làm phó bí thư thị ủy thì Tiêu Chí Viễn có đến Kiểm Dương. Lúc ấy y mới vào Trung ương đoàn chưa lâu, tôi và y đã ngồi ăn cơm sau đó vẫn có liên lạc. Chẳng qua tôi cảm thấy Tiêu Chí Viễn có vẻ có địch ý với ông. Phùng Minh Khải cảm thấy điều này khá chính xác. Có phải giữa hai người có xung đột gì không thế? Hay là chỉ vì buổi họp lớp lần đó? Có cần vậy không? Cuộc họp lớp nói khó nghe chỉ là sân khấu để mọi người khoe khoang bản thân mà thôi, muốn xem ai ở vị trí cao hơn. Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Tính cách của Tiêu Chí Viễn không xấu, cũng thích hợp với chính trị nhưng y thiếu chính là quá hẹp hòi, luôn thích lấy mình làm trung tâm. Hẹp hòi. Phùng Minh Khải nháy nháy mắt đầy quỷ dị. Cuộc họp lớp ông đoạt danh tiếng người ta không nói, còn đoạt thịt trong miệng hổ. Nếu là ai khác cũng không nuốt trôi mà phải không? Cái gì mà đoạt thịt trong miệng hổ? Triệu Quốc Đống ra vẻ không biết. Hừ, đừng nói với tôi mẹ á và ông không có gì. Khấu Linh cũng thế nữa, mấy năm không gặp nhưng chỉ nói vài câu là tôi nhận ra ngay là cô ấy đã lên giường với ông. Chẳng lẽ hai hoa hậu của lớp đều bị ông hái đó? Phùng Minh Khải trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Cút! Triệu Quốc Đống đẩy Phùng Minh Khải một chút nhưng trong lòng đúng là phục ánh mắt nhạy bén của Phùng Minh Khải. Mễ Á đến Kiểm Dương sao? Ừ, xem ra Mễ Á bây giờ rất thoải mái, bay tới bay lui chẳng qua vẫn sống một mình. Nhắc đến ông là tôi thấy mặt Mễ Á đổi khác, dùng từ gì để hình dung nhỉ? Đó chính là sự yêu thương, không cần đoán cũng biết hai người đã lên giường với nhau rồi. Phùng Minh Khải nói rất thẳng. Tiêu Chí Viễn nếu ở đây sợ là muốn nuốt sống ông mất. Được rồi, ông đừng có nói về việc này nữa. Tiêu Chí Viễn đã sớm thấy tôi không vừa mắt là điều ai cũng biết, mấy việc quan hệ nam nữ không có ảnh hưởng gì cả. Triệu Quốc Đống không thừa nhận cũng không thừa nhận. Hừ, lộ rồi chứ gì. Quan hệ nam nữ trong mắt ông là bình thường nhưng người khác thấy sẽ như thế nào? Mà tôi phải nhắc ông, thân phận của ông giờ đã khác, phải chú ý một chút. Mê Á ở Thượng Hải còn đỡ. Nhưng ông ở Ninh Lăng đừng xảy ra chuyện gì. Sếp tôi rất phản cảm việc này. Ha ha, tôi biết mà. May là sếp Chu của ông không phải lãnh đạo trực tiếp của tôi nếu không chắc phải dùng kính lúc xăm soi tôi mất. Triệu Quốc Đống đương nhiên hiểu Phùng Minh Khải nhắc mình là có ý tốt. Nhưng mọi người sao có thể cùng theo một khuôn mẫu cố định cơ chứ? Nếu vậy đã thành sản phẩm dây chuyền, Triệu Quốc Đống cảm thấy chỉ cần mình không mất nguyên tắc là được, còn mấy vấn đề ngoài lề thì không cần quá so đo. Chẳng qua quan điểm này Triệu Quốc Đống không dám nói với ai khác. Hắn hoang đường không thể mong người khác cũng hoang đường theo mình. Nhưng anh nếu làm việc gì cũng theo quan điểm người khác thì sống có ý nghĩa gì nữa? Hừ, ông biết là được rồi. Vị trí của ông khiến nhiều người chú ý. Tôi dám cá có không ít người mong ông mất chức, chỉ cần có chút sơ hở là sẽ tạo sóng gió ngập trời ngay được. Phùng Minh Khải thở dài một tiếng. Đừng có mà nghe tai này bỏ tai kia. Dù là ông thực sự gian xảo cũng phải giấu cái đuôi thật kỹ vào đừng để người khác túm được. Triệu Quốc Đống nở nụ cười đấm mạnh vào vai Phùng Minh Khải. Đây mới là bạn thật sự, không phải là khuyên anh bỏ cái này cái kia bởi vì Phùng Minh Khải biết Triệu Quốc Đống không làm được. Như vậy không bằng bảo Triệu Quốc Đống đề phòng thì hơn. Phùng Minh Khải nhìn thoáng qua mấy cô gái bên kia mà không khỏi thở dài một tiếng. Bí thư Liễu và sếp đi chỉ còn lại y và Quốc Đống ngồi nói chuyện với nhau. Trong lúc đó Triệu Quốc Đống nhận được mấy cuộc điện thoại và vài cô gái đến, giống như là người từ An Đô sang Kiểm Dương. Qua đó có thể thấy tâm tư Triệu Quốc Đống xấu như thế nào. Mặc dù Triệu Quốc Đống tìm mọi người thoái thác nhưng cô gái trông như người nước ngoài kia nhất định có quan hệ mờ ám với Triệu Quốc Đống. Chỉ riêng sự thân thiết đó đã thể hiện hai người đã lên giường với nhau. Sau đó Triệu Quốc Đống còn bảo Mai có việc cần đi nên bảo Phùng Minh Khải chuẩn bị xe. Chuẩn bị xe đương nhiên không sao nhưng người đi cùng toàn là phụ nữ khiến Phùng Minh Khải có chút lo lắng. Ngoài ra ánh mắt mấy cô gái nhìn Triệu Quốc Đống đều không ổn, điều này vừa làm Phùng Minh Khải phục Triệu Quốc Đống về khả năng hấp dẫn phụ nữ vừa lo lắng.
thằng này đừng xuất hiện vấn đề vì phụ nữ, nếu bị người khác túm được sơ hở đúng là xong đời. Triệu Quốc Đống thực ra cũng không quá xấu như Phùng Minh Khải nghĩ. Hắn đi cùng mấy người Cổ Tiểu Âu là vì không muốn các cô thất vọng mà thôi. Nhưng chuyến đi này đến khu vực nghèo khó của Kiềm Nam đúng là làm hắn rất giật mình. Kiềm Nam không thiếu tài nguyên nhưng làm như thế nào khai thác một cách hợp lý và để dân chúng cùng hưởng lại là vấn đề. Xe trên đường là có thể nhìn ra được vấn đề, xe Nhật Bản không ít, xe Mercedes, Benz BMW cũng không hiếm thấy, hơn nữa biển toàn biển đẹp. Người từ xe xuống trông rất oai phong nhưng nhìn qua là biết đám giàu sổi. Theo lời Đồng Úc nói đó đều là chủ các mỏ quặng ở quê. Ngay cả lãnh đạo chính quyền địa phương đều rất ưu ái những người này vì bọn họ mang tới nhiều tài chính cho chính quyền địa phương. Nhưng hoàn cảnh ở khu vực này ô nhiễm một cách rất nghiêm trọng. So sánh với bên An Nguyên thì chính quyền địa phương bên này khát vọng phát triển kinh tế đến mức không chú ý đến hoàn cảnh. Càng nghèo càng muốn phát triển càng bất chấp hậu quả. Mà bất chấp hậu quả sẽ mang tới kết quả ác liệt hơn. Đến sau này khi anh muốn bù lại sẽ phải trả giá gấp trăm lần, thậm chí còn không thể vãn hồi lại được. Quê Đồng Úc ở một nơi xa xôi phía Tây tỉnh, bố cô là một cán bộ chính quyền thị trấn. Khi chiếc xe đầy bùn đất tiến vào trấn nhỏ cũng không làm nhiều người chú ý. Triệu Quốc Đống cả người đầy mồ hôi. Đường ở khu vực này quá kém, Triệu Quốc Đống mặc dù lái giỏi nhưng có lẽ chiếc xe Cherokee này đã chạy được tầm chục năm nên có hai lần xe bị thụt rãnh phải tốn nhiều sức mới lên được. Bốn cô gái trên xe đều mệt mỏi, chỉ có Đồng Úc là trông tốt hơn một chút, có lẽ do cô đã quen với tình huống này. Nhìn Đồng Úc mặt hơi tái vì mệt, Triệu Quốc Đống nhìn thị trấn trước mặt và nói. Đây là quê em. Vâng, em từ nhỏ đến cấp 2 ở đây, sau khi tốt nghiệp cấp 2 thì lên thị trấn lớn học cấp 3. Đồng Úc cố nở nụ cười vì cô đang mệt. Rất nghèo phải không? Nghèo không phải vấn đề chủ yếu là hoàn cảnh tự nhiên ở đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đoạn phía trước càng không xong. Nước sông đầy cặn bẩn, đồi núi cũng bị tàn phá nghiêm trọng. Nếu như mùa mưa không chú ý một chút là xuất hiện hiện tượng lở đất ngay. Trên đường đi tới Triệu Quốc Đống đã cảm thấy tính nghiêm trọng ở đây, hắn không biết Liễu Đạo Nguyên đã đến những nơi như thế này chưa. Nhưng theo hắn biết Liễu Đạo Nguyên thích xuống cơ sở nên không thể không biết việc hoàn cảnh tự nhiên ở Kiềm Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy chứ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 14, chương 119. Bắt đầu từ mồng 3 chính là truyền thống ra Tết. Mấy người Triệu Quốc Đống đến vừa lúc Đồng gia tổ chức tiệc ra Tết. Khách đến Đồng gia đều có chút tò mò vì chiếc xe Cherokee đầy bùn đất đó bên ngoài. Theo bọn họ biết thì chỉ có các ông chủ quặng mỏ gần thị trấn mới có loại này, còn đâu bình thường đều là mấy xe như Santana. Chiếc xe Cherokee 4700 này nghe nói là của Cục Giao thông thành phố Kiềm Dương, cục trưởng trước đã đi nhưng số không quá tốt và bị bắt. Không biết có phải do chiếc xe này trông quá hào hoa hay không mà cục trưởng bây giờ không thích đi, hầu hết để cho văn phòng dùng. Ai muốn đi thì đi nhưng đương nhiên là phải có đủ tư cách. Phùng Minh Khải gọi điện hỏi, cục giao thông liền đưa xe tới. Qua đó Triệu Quốc Đống cũng thấy được uy thế của thư ký thị trưởng. Đương nhiên Triệu Quốc Đống cảm thấy Phùng Minh Khải nói chuyện khá khách khí giống như lần đầu làm việc cá nhân vậy. Bố Đồng Úc rất nhiệt tình, đương nhiên cũng có sự hào sảng của một cán bộ xã, thị trấn. Đồng Úc từng nói nếu không có bố thì cô không có cơ hội đi học đại học. Không phải ai thi đỗ đại học cũng có thể đi học đại học. Chi phí 4 năm học có thể khiến một gia đình đã nghèo nay nghèo gấp 10 lần. Nhà Đồng ra cách đường chính thị trấn vài trăm mét, lần này ngoài họ hàng ra còn có không ít người có tai có mặt ở thị trấn. Bữa ra Tết này là nhân vật, anh càng làm to chứng tỏ địa vị và quan hệ của nhà anh trong họ hàng, bạn bè. Người đến nhiều, thân phận cao sẽ khiến cho tiếng của gia đình này tăng lên. Triệu Quốc Đống cũng không biết xe mình mượn để đến đây cũng khiến Đồng gia tăng thêm không ít tiếng. Mặc dù hắn cũng biết ở quê khá chú trọng bữa ra Tết nhưng nếu nói đó là cách để so sánh nhau đúng là có chút cực đoan. Ngồi cùng bàn với Triệu Quốc Đống ngoài bốn cô gái còn anh trai của Đồng Úc. Đó là một người trên 30 tuổi, bây giờ nghe nói được em gái mua giúp một chiếc xe công nông chạy hàng lên huyện, chủ yếu là chở mỏ quặng từ núi ra. Người này rất nhiệt tình, y có thể cảm nhận ra Triệu Quốc Đống trông khá đặc biệt. Không biết có quan hệ kia với em gái mình không? Cả bốn cô gái đều đẹp, tuy nói y tự tin vào em gái mình nhưng thật lòng mà nói không ai thua gì Đồng Úc mấy. Từ lời nói của các cô này, y đều không nhận ra bốn cô gái có quan hệ kia với Triệu Quốc Đống, cũng chỉ nói là bạn của mọi người mà thôi.
Nhưng quan hệ bạn bè đến mức nào mà phải đi xa như vậy đến đây, hơn nữa em gái mình đã lớn mà không có bạn trai, các cô gái ở quê bằng tuổi đều có con hết rồi, dù bây giờ Đồng Úc có sống ở thành phố cũng không đến mức cả đời không lấy chồng chứ. Qua 12 giờ là bắt đầu bữa ăn, mấy người Cổ Tiểu Âu cùng Lam Đại lần đầu ăn tiệc ra Tết to như vậy nên đều thấy là lạ. Ngăn cách mâu thuẫn giữa các cô như biến mất, dù sao đây cũng là nhà Đồng Úc, dù có không thoải mái thế nào cũng phải chôn vào bụng. Mấy người Triệu Quốc Đống ngồi cách không xa bàn cấp cao nhất, qua đó có thể thấy bố Đồng Úc coi trọng Triệu Quốc Đống như thế nào. Mặc dù Đồng Úc tìm mọi cách giải thích cô chỉ có quan hệ bạn bè bình thường với Triệu Quốc Đống, nhưng đồng phụ lại nhìn Triệu Quốc Đống như con rể, trong lòng lời nói đều có ý giao con gái mình cho Triệu Quốc Đống. Bàn ăn bày đủ cả con gà, vịt thể hiện Đồng gia có chút thực lực ở địa phương, nó khác một số hộ chặt đôi con gà ra, vịt cũng chỉ có vài miếng sau đó thêm rau vào. Triệu Quốc Đống khá hứng thú ăn đồ ăn Kiềm Nam, thức ăn Kiềm Nam bị ảnh hưởng của hai tỉnh Xuyên, Tương nên có vị cay. Dù là cá, vịt, gà đều cay cả. Cũng may Triệu Quốc Đống không sợ cay nhưng mấy cô gái kia lại khác, mặt đỏ bừng, nước mắt thiếu chút nữa trào ra. Ngoài cửa đột nhiên trở nên náo động, Đồng Phụ cùng với anh Đồng Úc ngồi cùng bàn Triệu Quốc Đống đứng lên ra ngoài đón, tất nhiên là có nhân vật lớn nào đấy. Triệu Quốc Đống không quá để ý cứ tiếp tục ăn. Lý Tài Thần đã về. Không biết ai kêu lên như vậy. Khách xung quanh Triệu Quốc Đống đều đứng lên, không ít người thò cổ nhìn ra ngoài. Có chuyện gì thế, Lý Tài Thần nào vậy Tiểu Úc? Cổ Tiểu Âu là người thích náo nhiệt nên thấy mọi người xôn xao cũng đứng lên nhìn quanh. Mặt Đồng Úc có chút kỳ quái giống như không muốn nói. Cô có chút do dự rồi nói. Là một người bố tôi quen từ mấy năm trước, cũng có chút họ hàng xa với nhà tôi. Mẹ tôi họ Lý, nếu nói về họ hàng tôi phải gọi là chú. Kiều San cùng Lam Đại đều thấy vẻ mặt Đồng Úc là lạ giống như có chuyện bí ẩn gì đó. Một xe Lincoln màu đen từ từ đỗ bên cạnh xe Triệu Quốc Đống. Có vẻ như muốn so sánh với xe của Triệu Quốc Đống, hai xe cách nhau không đầy 2 mét. Một xe đến từ gia tộc Ford, một xe đến từ gia tộc Chrysler bên kia bờ Đại Tây Dương, không ai nhường ai. Nhưng xe Lincoln được lau rửa cẩn thận nên trông bề ngoài hơn xe của Triệu Quốc Đống. Ở khu vực nông thôn mà có thể thấy một xe Bắc Mỹ đúng là hiếm, ngay cả Triệu Quốc Đống cũng phải thừa nhận bất cứ khu xa xôi nào cũng là đầm rồng hang hổ. Mặc dù ở nơi đây mà chơi Lincoln có vẻ hơi không phù hợp nhưng dù sao có thể mua được xe này cũng không uổng hai chữ tài thần. Từ trên xe đi xuống là một người khoảng 30 tuổi trông đầy kiêu ngạo. Mọi người thấy là tên này đều có chút giật mình nhưng lập tức cười cười chào hỏi đầy khách khí. Tên thanh niên lấy một bao Trung Hoa trong xe ra mời mấy vị chú bác đứng đầu, nhờ bọn họ mời giúp mọi người. Sau đó y nhìn quanh như tìm ai đó. Đồng Phụ cười ha hả chào tên thanh niên. Anh Đồng Úc cũng đứng bên cười nói. Xem ra bọn họ đều cảm thấy vinh dự khi tên thanh niên này tới. Tiểu Úc, đây là chú bà. Kiều San có chút tò mò nói. Xem ra không hơn bà mấy tuổi mà. Đây cũng là bình thường, họ hàng ở quê rộng nên có nhiều người ít hơn mình mà còn là bậc bề trên. Triệu Quốc Đống thực ra không ngạc nhiên vì việc này. Quê chú trọng thứ bậc nhưng khi cuộc sống xã hội hiện đại ăn mòn khiến cho hệ thống gia tộc ở quê dần sụp đổ. Ai có bản lĩnh hơn, ai có nhiều tiền hơn người đó có sức ảnh hưởng lớn hơn. Mọi người rất nhanh nhìn về phía bàn Triệu Quốc Đống. Lúc trước Triệu Quốc Đống xuất hiện khiến không ít người bàn tán, không ít người cũng tưởng là con rể Đồng Phụ tới nhà nên đều chúc mừng. Đồng Phụ mặc dù có ý phản đối nhưng trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý khiến không ít người thầm đoán là đúng. Nhưng lúc này mọi người khi nhìn về phía bàn Triệu Quốc Đống lại với ý khác hẳn. Tên thanh niên kia cũng đã tách đám người để đi tới. Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc bỏ đũa xuống. Hắn nhìn Đồng Úc đang đầy lo lắng rồi nhìn Đồng Phụ có vẻ xấu hổ mà đoán ra được gì đó. Tiểu Úc, sao em lại về thế? Anh nghe chú nói em không phải không muốn về sao? Tên thanh niên có chút tham lam nhìn bốn cô gái nhưng rất nhanh đã ẩn đi. Muốn về thì về thôi. Đồng Úc lạnh nhạt nói. Quyển 14, chương 120. Tên thanh niên có chút khinh thường nhìn Triệu Quốc Đống. Y lấy một hộp xì gà ra. Châm lửa, phả làn khói rồi hỏi Đồng Úc. Đây là bạn trai em. Đồng Úc có chút khó chịu nói. Lý Chí Hàng, chuyện của tôi không cần phải báo cáo với ai khác chứ. Đương nhiên, chẳng qua cô trước đây đã hứa gả em cho anh, đây có tính là sai lời hứa không? Tên thanh niên nói. Đời này nhà em nợ anh, em càng nợ anh hơn. Đồng Úc tức giận nói. Lý Chí Hàng, chúng ta đã trưởng thành,
anh chắc cũng biết cái bây giờ còn nói đến cái kiểu bố mẹ đặt đâu con ngồi đó là không tồn tại. Chẳng lẽ anh cảm thấy cần phải trở lại thời kỳ trước đây sao? Ồ, Đồng Úc, đây là phẩm chất của Đồng gia các người sao? Tên thanh niên có lẽ sớm đoán ra Đồng Úc sẽ nói như vậy. Không có gì, anh chưa bao giờ mong em thực hiện điều đó, nhưng thật ra đó chỉ là do mẹ em tình nguyện mà thôi, đừng tưởng rằng mình đi học đại học là giỏi lắm rồi. Thời buổi này sinh viên ra trường không được việc đầy ra đó. Tôi chỉ là muốn xem bạn trai cô là người như thế nào thôi, đáng để cô trốn tôi mấy năm không gặp không? Là hắn ư, thằng như thế này mà cũng xứng với cô sao? Triệu Quốc Đống không ngờ đối phương thoáng cái đổ lửa giận sang mình. Nói thật tên này bề ngoài cũng được, ngoài lời nói có chút ngông cuồng ra cũng không có gì quá đáng ghét. Nhưng tên này nhằm vào mình, hơn nữa nói mình là kẻ không ra gì, từ này rất dễ gây xung đột. Người anh em, có thể nói hẳn hoi được không? Triệu Quốc Đống rất bình tĩnh giống như Đồng gia nợ ân tình người ta vậy. Tên kia có vẻ giúp người rồi đòi người trả ơn vậy. Thằng kia, mày xứng gọi anh em với tao sao? Đừng tưởng mày trông to con nên làm gì cũng có thể như ý, mày chơi không nổi đâu. Tên thanh niên đầy tức tối xoay người nói. Chú, đây là con rể chú chọn sao? Không biết tốt ở điểm nào, ăn cơm nhà nước hay kiếm được nhiều tiền? Trông cũng được đấy, có cả xe Cherokee cơ đó. Không, đây là tôi mượn bạn. Triệu Quốc Đống có chút buồn cười, thằng này hình như chỉ muốn làm nhục mình trước mặt Đồng Úc để phát tiết cơn tức giận trong lòng. Mấy cô gái đều lộ vẻ tức giận. Không ngờ coi Triệu Quốc Đống là kẻ không ra gì. Tên kia đúng là quá kiêu ngạo. Ồ, mượn à, mượn mà dám lái xe đến đây, đến ăn hiếp thị trấn Ô Vưu này chưa từng thấy xe hay là cảm thấy huyện Tây Trương này nghèo. Tên thanh niên càng thêm đắc ý. Tôi không có ý đó, chỉ là cảm thấy đường không tốt nên mượn xe của bạn đưa Tiểu Úc về đây mà thôi. Triệu Quốc Đống bình tĩnh nói giống như không cảm nhận vẻ gây hấn của đối phương. Thấy Triệu Quốc Đống mềm yếu nên tên thanh niên cũng có chút hài lòng mà thu lại đôi chút. Tiểu Úc, được đó, tìm bạn trai phải là nhân tài, nếu tìm người như thằng này có khác gì hoa nhài. Triệu Quốc Đống dở khóc dở cười, không ngờ tên này lại dùng thơ văn để châm biếm mình. Ha ha, người anh em gặp nhau là có duyên, hay là uống chén. Triệu Quốc Đống cầm chai lên định rót rượu cho đối phương. Tên thanh niên có chút khinh thường đẩy tay Triệu Quốc Đống ra. Tự cầm chén rót đầy cốc thủy tinh cho mình, giơ đến trước mặt Triệu Quốc Đống. Mày uống hết chén này thì mới có tư cách gọi anh em với tao. Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Anh một chén, tôi một chén. Mày mặc cả đó à? Ở thị trấn Ô Vưu này ai dám nói điều kiện với tao? Tao để mày uống là để mắt tới mày. Mặt tên thanh niên hơi nhăn nhó lại, y định phát tác nhưng thấy người xung quanh đang nhìn nên không tiện. Cháu, Tiểu Triệu uống không được mấy. Để chú uống thay. Đồng phụ sợ có chuyện nên vội vàng đi tới khuyên. Chú, không phải cháu không nể mặt chú mà là Đồng gia không suy nghĩ gì sao? Hôm nay thằng này nếu uống hết chén là cháu thấy nó vừa mắt, không chừng tha cho nó. Nếu nó không uống hoặc còn ra vẻ với cháu thì chú đừng trách cháu trở mặt. Triệu Quốc Đống bất đắc dĩ nhìn trò hề này. Đợt Tết này có vẻ không tốt đối với mình. Mấy cô gái có mâu thuẫn, bây giờ dừng lại thì lại gặp cái việc này. Thằng danh này rõ ràng là tới gây sự, dù mình uống hết chén y cũng sẽ tìm cớ khác chơi mình. Đồng phụ bị Lý Chí Hàng nói như vậy không khỏi run lên. Y đương nhiên biết sự bá đạo, ngông cuồng của Lý gia. Làm mỏ nếu không có thế lực thì dù muốn kinh doanh bình thường cũng không dễ. Lý Bổn Phúc ở huyện có thể nói là quan hệ rất rộng, mặc dù bản thân y là người biết lý lẽ nhưng con thứ ba của y lại không tốt đẹp gì. Thằng kia, mày uống không? Bây giờ mày không uống thì lát tao bắt mày uống cả chai. Lý Chí Hàng không nhịn được nói. Y nghe nói Đồng Úc về nên mới tới đây. Bố y ở nhà ăn cơm cùng mấy vị khách, ngoài phó chủ tịch huyện Giang ra còn có một vị khách rất quan trọng, đó là nhân vật bình thường khó gặp được. Nhân lúc ông bố bận, y mới lấy được con xe của ông bố chạy đến đây ra oai. Cháu! Đồng phụ chưa nói được gì đã bị Lý Chí Hàng gằn giọng cắt ngang. Đủ rồi! Tôi kính trọng ông mới gọi ông là chú, đừng có mà lên mặt. Hôm nay bố tôi có khách quý nên tôi không muốn làm lớn chuyện. Nó hôm nay nếu không uống rượu mời thì tôi bắt nó uống rượu phạt. Đồng lão nhị, ông mau bảo thằng con rể nhát gan kia uống đi, không chừng Chí Hàng ca bỏ qua. Hôm nay chủ tịch Giang cùng với Bổn Phúc Thúc đang ở nhà tiếp khách quý nên đừng có chọc giận Chí Hàng ca, nếu không Đồng ra các người không có gì hay đâu. Một thằng đứng trước cửa nói vọng vào.
Triệu Quốc Đống nhìn đối phương không khỏi ngẩn ra. Thằng này xem ra cũng là một nhân vật xã hội nhưng trên người mặc đồ lao động và có bốn chữ năng lượng quốc toàn khá bắt mắt. Năng lượng quốc toàn. Có thể để tôi gọi một cuộc điện không? Triệu Quốc Đống cười lạnh một tiếng nói. Hứa Vĩ thấy số điện thoại gọi tới không khỏi có chút kinh ngạc. Là đại ca gọi tới, hỏi mình Tết có về không ư? Tử toàn ca phải bảo với đại ca rồi mới đúng, trước Tết mình cũng gọi cho hai bác rồi mà. Hứa Vĩ bây giờ rất bận, y đi theo phòng tử toàn chạy quanh mấy năm, bắt đầu từ năm trước nghiệp vụ bên Kiềm Nam về cơ bản giao cho y. Năng lượng quốc toàn đầu tư vào hai tỉnh Tấn, Mông là chính, bên Kiềm Nam không có địa vị chủ yếu. Nhưng Hứa Vĩ sau khi đến liền thấy cơ hội hiếm có ở Kiềm Nam. Đó là do tỉnh ủy, ủy ban Kiềm Nam đưa ra chính sách bảo vệ sinh thái xanh của Kiềm Nam, yêu cầu đóng cửa các mỏ khai thác than nhỏ, hạn chế mỏ nhỏ, cổ vũ việc thu mua các mỏ than, cũng đưa ra các yêu cầu, tiêu chuẩn cao trong việc khai thác than. Điều đó khiến nhiều mỏ nhỏ rơi vào vực, hoặc bị đóng cửa hoặc bị công ty khổng lồ mua lại. Mặc dù tỉnh ủy, ủy ban Kiềm Nam không rõ ràng yêu cầu do công ty nhà nước tiến hành mua lại các mỏ nhỏ, Hưng chính thức đáp ứng được yêu cầu của tỉnh ủy, ủy ban Kiềm Nam thì cần tài chính khổng lồ, gần như không có mấy công ty than tư nhân có thể đáp ứng. Vì thế mà việc ép giá các mỏ than nhỏ là rất nhiều, nhất là mấy công ty than nhà nước trong tỉnh đưa điều kiện rất ngặt nghèo. Năng lượng quốc toàn không thể nghi ngờ là cọng cỏ cứu mạng cho các mỏ nhỏ. Bởi vì quy mô của năng lượng quốc toàn ở Kiềm Nam không lớn nhưng có thực lực mạnh, cũng hy vọng mở rộng ở Kiềm Nam và chiếm cả thị trường Tây Nam. Vì thế Hứa Vĩ đến Kiềm Nam và đạt được thành quả nhất định. Ở tập đoàn năng lượng quốc toàn, Hứa Vĩ có thân phận là trợ lý chủ tịch nhưng y lại phụ trách nghiệp vụ của tập đoàn ở Kiềm Nam. Bởi vì như thế nên y gần như đặt hết tâm trí vào Kiềm Nam. Hôm nay được một ông chủ mỏ than định mua mời mãi, mà người này cũng có chút sức ảnh hưởng ở huyện Tây Trương cho nên y cũng đành phải cùng một người anh em tới đây. Đối phương thậm chí còn mời một vị phó chủ tịch huyện tới tham gia. Năng lượng quốc toàn mở rộng ở Kiềm Nam không phải là mua toàn bộ mỏ, mà dùng cách mua một số cổ phần, sau đó mời đối phương tham gia cùng. Năng lượng quốc toàn sẽ đầu tư cải tiến thiết bị, dây chuyền sản xuất, đồng thời cũng đưa nhân viên của các nhà máy, công ty nhỏ vào hệ thống tập huấn của năng lượng quốc toàn. Dù là nhân viên quản lý hay công nhân đều phải được huấn luyện lại. Chính quyền địa phương rất ủng hộ cách làm này của năng lượng quốc toàn. Dù sao ngành khai thác than luôn tràn ngập nguy cơ tử vong, sập hầm. Mà nếu như các mỏ tư nhân đóng cửa hết cũng là tổn thất không nhỏ đối với chính quyền địa phương, bọn họ không thể chịu nổi. Công ty nhà nước lại quá tham lam, chỉ nhận mỏ than phù hợp điều kiện, mỏ không phù hợp thì bỏ đó. Năng lượng quốc toàn xuất hiện chính là lựa chọn tốt nhất. Chú ở đâu? Triệu Quốc Đống bình tĩnh nói. Em đang ở Kiềm Nam. Không đợi Hứa Vĩ nói xong, Triệu Quốc Đống đã cắt ngang. Anh hỏi vị trí cụ thể của chú ở Kiềm Nam. Khi Hứa Vĩ kinh hãi vội vàng đứng dậy đi ra cửa, người trong bàn cũng cảm thấy Hứa Vĩ sợ là nhận được điện của nhân vật rất quan trọng. Hứa Vĩ đến Kiềm Nam chưa đầy 2 năm nhưng là người dù đối mặt với đối thủ hoặc gái đẹp đều không đổi sắc. Đây là do Hứa Vĩ đi theo phòng tử toàn mấy năm ở Nội Mông đã luyện được. Các mỏ than sang tay động tí là mối làm ăn trên chục triệu, đàm phán chênh lệch tầm triệu chỉ sai khác một câu. Các chủ mỏ than đều muốn có giá tốt nên đều dùng hết chiêu số. Nhưng chưa ai chiếm được lợi từ Hứa Vĩ. Hứa Vĩ nói vài câu rồi mặt trở nên rất khó coi. Y vẫy tay, hai tên vệ sĩ đi cùng cũng nhận ra có vấn đề mà vọt tới đứng phía sau Hứa Vĩ. Hứa Vĩ nhìn chằm chằm vào chủ nhà. Lão Lý, anh có con trai. Tôi có 3 con trai, Hứa công tử, ý anh là. Lý Bổn Phúc có chút khó hiểu nói. Giỏi, tôi nói với anh, còn anh bây giờ đang làm chuyện ngu nhất trên đời ở Ô Vưu. Không ngờ dám uy hiếp đại ca, muốn gây phiền toái cho đại ca tôi. Tôi đề nghị với anh, trong vòng 10 phút tốt nhất bảo nó xin lỗi đại ca tôi, sau đó lập tức cút. Nếu không tôi lo anh và con anh đều có phiền toái lớn. Trong đó có cả anh đó lão Giang. Quyển 14, chương 121. Hứa Vĩ đã không là một cậu thanh niên từ nông thôn đi ra từ hơn 10 năm trước nữa. 10 năm lăn lộn làm y gặp bất cứ chuyện gì cũng không đổi sắc. Khiến phòng tử toàn dần thoát ly việc xử lý các vụ việc trực tiếp. Quá trình trưởng thành của công ty tư nhân chính là đi trong đao kiếm, ai cũng không thể tránh khỏi. Nhất là các công ty làm trong làm việc khai thác tài nguyên như than. Anh đầu tiên phải đánh chém lẫn nhau, sau đó khi anh có thể bay lên và đến lúc tẩy trắng coi như đạt thành quả. Hai anh em Hứa Vĩ Hứa Cường cũng tự nguyện tham gia ngành này.
Ai cũng biết công ty tư nhân không thể so sánh với công ty nhà nước có chỗ dựa là chính quyền. Mà công ty tư nhân muốn phát triển lớn mạnh sẽ không tránh được việc gặp phải đủ mọi khó dễ. Nếu anh không thể quan hệ tốt cả Hắc và Bá Đạo, anh không thể phát triển được. Hứa Vĩ phục nhất là ông anh họ, người có thể làm cho Tử Toàn cúi đầu bảo sao nghe vậy chỉ có một người mà thôi. Mặc dù Tử Toàn ca nói đại ca có nhược điểm ví dụ như phụ nữ và cuộc sống cá nhân. Nhất là đại ca đi con đường chính trị thì đó càng là cấm kỵ nhưng đại ca lại rất đặc biệt. Y không phải không nghe nói qua vài sự tích của đại ca, nhưng một đám phụ nữ vây quanh thì Hứa Vĩ thấy hơi quá, không biết đại ca dàn xếp như thế nào nữa. Kết quả không có gì phải lo lắng cả, cũng không có gì cần nhắc tới. Tên Lý Chí Hàng dương nanh múa vuốt định dạy cho Triệu Quốc Đống một bài học để ra vẻ với Đồng Úc lại bị ông bố y chạy từ ngoài tới tát mạnh vào mặt, đuổi y chạy thẳng. Rất nhiều năm sau y mới miễn cưỡng từ trên TV nhận ra thân phận thực sự của Triệu Quốc Đống. Năng lượng quốc toàn các chú có việc bên này sao? Việc được giải quyết, Đồng ra một là nữa bố trí bàn cao nhất. Triệu Quốc Đống, Hứa Vĩ, Lý Bổn Phúc, Chủ tịch huyện Giang cùng với người phụ trách năng lượng quốc toàn ở huyện ngồi một bàn. Đại ca, anh mấy năm nay không quan tâm mấy năng lượng quốc toàn bọn em. Hứa Vĩ vừa nghe Triệu Quốc Đống nói liền biết đại ca không muốn ai biết mình có quan hệ với năng lượng quốc toàn. 2 năm qua chính sách bên đây có nhiều thay đổi, tiêu chuẩn bảo vệ môi trường càng lúc càng cao, chính sách cũng càng lúc càng nghiêm khắc hơn. Không gian và thời gian sống của các mỏ tư nhân nhỏ không còn mấy. Hoặc là hợp lại với nhau để đầu tư thêm các thiết bị an toàn và bảo vệ môi trường, hoặc là bị các công ty lớn mua lại, hoặc đóng cửa. Năng lượng quốc toàn chủ yếu tập trung bên huyện Thủy Thành nhưng bắt đầu từ năm trước đã sang đây phát triển. Chính quyền địa phương cũng rất chào đón bọn em, mời bọn em giúp bọn họ cải tổ các mỏ than. Đúng thế Triệu tiên sinh, chính quyền huyện chúng tôi rất chào đón tập đoàn năng lượng tổng hợp như năng lượng quốc toàn đến huyện đầu tư phát triển. Tỉnh tôi có tài nguyên thiên nhiên phong phú, hơn nữa tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh muốn phát triển kết hợp bảo vệ môi trường. Chúng tôi cũng rất mong chờ năng lượng quốc toàn có thể đầu tư vào ngành than và phát triển ở tỉnh tôi. Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc nhìn vị phó chủ tịch huyện Giang này. Y tuổi không cao chỉ tầm 40, người đen gầy, là người địa phương nên giọng vẫn xen lẫn giọng kiềm nam. Giang Trung Lâm cũng rất tò mò về Triệu Quốc Đống. Theo y thấy Triệu Quốc Đống này mặc dù còn trẻ nhưng mang theo uy áp đặc biệt của chốn quan trọng, đây là khí thế của người ở vị trí cao từ trước đến giờ mới có được, không phải ai cũng có thể bắt chước. Mà chiếc xe bên ngoài mang biển kiền nhà máy cũng khiến người ta phải suy nghĩ. Hứa Vĩ chỉ nói đó là ông anh mình càng làm Giang Trung Lâm thêm tò mò. Hứa Vĩ đại biểu tập đoàn năng lượng quốc toàn thì y biết rõ. Đây là tập đoàn năng lượng khổng lồ ở Nội Mông, tỉnh Tấn, tài sản bên Kiềm Nam lại không có mấy. Nhưng 2 năm qua bắt đầu tăng cường đầu tư vào Kiềm Nam. Huyện Tây Trương với cơ sở vật chất lạc hậu còn không có gì đáng để đối phương chú ý. Người có thể khiến Hứa Vĩ cung kính, tôn trọng như vậy, hơn nữa nghe nói Triệu Quốc Đống này còn rất quen với chủ tịch tập đoàn năng lượng quốc toàn càng khiến Giang Trung Lâm không thể coi thường. Đối phương không giống người bên Kiềm Nam, hơn nữa khi nói chuyện lộ rõ rất quen với chính sách nguồn năng lượng, khẩu âm phổ thông nên khiến Giang Trung Lâm có chút nghi ngờ là khách Bắc Kinh tới. Đồng gia này sao có thể có người từ Bắc Kinh tới chứ? Nhìn Giang Trung Lâm có chút nhiệt tình, Triệu Quốc Đống hơi buồn cười. Xem ra đối phương coi mình là nhân vật lớn nào đây? Người này cũng có năng lực và nhạy bén, chỉ là không biết đối phương coi mình là tài thần hay là nhân vật lớn. Chẳng qua nói thật Triệu Quốc Đống trên đường đến đây nhìn thấy những cảnh khiến hắn phải suy nghĩ. Tỉnh ủy, ủy ban Kiềm Nam đưa ra chính sách tổ chức lại ngành khai thác than là rất sáng suốt. Nếu để mặc nó phát triển thì chỉ sợ các khu vực miền núi không bao lâu nữa sẽ hết tài nguyên, người giàu ít nhưng khiến rất nhiều người chết, cuối cùng không biết chính quyền phải trả giá bao nhiêu để bù đắp lại nữa. Đại Vĩ, chủ tịch Giang thay mặt chính quyền huyện nhiệt tình như vậy mời năng lượng quốc toàn đến đây đầu tư, chẳng lẽ năng lượng quốc toàn không có phản ứng gì sao? Triệu Quốc Đống cười hỏi Hứa Vĩ. Hứa Vĩ hơi ngẩn ra vì chưa hiểu ý thật sự của Triệu Quốc Đống. Y cẩn thận nói. Tập đoàn đúng là có ý muốn đầu tư vào đây, ngoài việc mua lại vài mỏ thích hợp cũng đã tiếp xúc với các ngành liên quan, phối hợp với chính sách do Kiềm Nam mới điều chỉnh cùng với xin Bộ Năng lượng và Tổng cục Bảo vệ Môi trường giúp đỡ về chính sách. Tập đoàn đang cố gắng tranh thủ về chính sách để thành lập một nhà máy phát điện. Tập đoàn cũng đã đi khảo sát ở vài huyện xung quanh nhưng do vấn đề chính sách ưu đãi của các huyện nên tập đoàn vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Mắt Giang Trung Lâm sáng lên, y nhìn chằm chằm vào Hứa Vĩ.
năng lượng quốc toàn có kế hoạch như vậy mặc dù không phải không ai biết. Giang Trung Lâm thông qua đủ con đường cũng biết một chút. Nhà máy phát điện kia nghe thì hay nhưng là hạng mục khó, nhưng hạng mục này mang lại lợi ích rất lớn cho địa phương. Chẳng qua đầu tư của hạng mục là quá lớn, lãi hay không cũng không rõ, không có một công ty nào dám mạo muội làm một hạng mục như vậy, nhất là ở tình huống kinh tế đang phát triển nhanh chóng hiện nay thì có ngốc một công ty tư nhân mới nhảy vào. Đầu tư vào ngành nào cũng có lãi hơn cái ngành này. Một công ty ưu tú tính toán không chỉ là vì lợi nhuận, cũng phải có trách nhiệm xã hội, phải tìm kiếm đột phá trong vài lĩnh vực. Xem ra Tử Toàn hiểu rõ ở vấn đề này, tôi đề nghị năng lượng quốc toàn nên khảo sát nhiều hơn ở huyện Tây Trương. Mấy câu nói rất bình thường của Triệu Quốc Đống lại làm cho Giang Trung Lâm cảm thấy áp lực không nhỏ. Y càng tò mò thêm về thân phận của đối phương, y đã hạ quyết tâm sau đây nhất định phải cẩn thận tìm hiểu lai lịch của đối phương, không chừng sẽ mang tới một tin tức tốt cho mình. Mặt trời xuất hiện sau bữa trưa là rất hiếm thấy trong mùa đông Kiềm Nam. Giang Trung Lâm nói là khách quý đến nên mới có thể mang tới ánh mặt trời. Triệu Quốc Đống cũng muốn hiểu rõ tình hình bên Kiềm Nam. Giang Trung Lâm khá dẻo miệng mà nói qua về khó khăn trong sự phát triển mấy năm qua của Tây Trương. Triệu Quốc Đống cũng cảm thấy đối phương cố ý muốn mình có ấn tượng tốt đối với y. Nhưng người này đúng là rất quen thuộc tình hình địa phương, từ khó khăn của các xã thị trấn cùng với việc vận hành của tổ chức cấp thôn. Từ sự phát triển kinh tế của các huyện miền núi có tài nguyên đến áp lực trói buộc do cơ chế mang tới, Giang Trung Lâm phân tích khá có đạo lý. Triệu Quốc Đống nhận ra Giang Trung Lâm dùng không ít lời để dò xét mình, nhưng hắn không quá để ý. Mà Hứa Vi e ngại không nói ra càng khiến cho Giang Trung Lâm cảm thấy thân phận của mình khác thường, không chừng sau khi mình đi sẽ thông qua đủ con đường thăm dò tin tức của mình nhưng Triệu Quốc Đống không muốn giải thích. Quyển 14, chương 122. Việc buổi trưa không ảnh hưởng đến tâm trạng của Triệu Quốc Đống, ngược lại còn làm hắn hiểu rõ thêm tình hình phát triển kinh tế, xã hội ở tỉnh này, cũng hiểu thêm về tầm nhìn và sự quyết đoán của Liễu Đạo Nguyên. Điều chỉnh sản nghiệp trên quy mô lớn như vậy nhất định phải trả một cái giá nhất định. Không thể nghi ngờ cán bộ cấp huyện như Giang Trung Lâm đều kiên quyết chấp hành quyết định của tỉnh ủy. Nếu không có sự giám sát đầy đủ, thậm chí không trải qua một phen xử lý mạnh tay những người không chấp hành sẽ quyết không thể làm được như vậy. Phải biết rằng cán bộ cấp huyện như Giang Trung Lâm là quần thể hữu hiệu nhất phản đối sự thay đổi chính sách, nhưng Triệu Quốc Đống thấy Giang Trung Lâm một lòng muốn năng lượng quốc toàn tiến vào huyện. Có lẽ Giang Trung Lâm là người muốn làm thật nhưng nếu không có sự kiên quyết của tỉnh ủy Kiềm Nam thì Triệu Quốc Đống tin rằng sức chấp hành ở cấp huyện sẽ không kiên quyết đến như vậy. Làm cho Triệu Quốc Đống cảm thấy mừng còn là chính sách của Kiềm Nam khác với phương thức, nước tiến dân lui, không chỉ định hình thức chủ thể mà có thể xác định do cả công ty nhà nước bản địa. Công ty tư nhân bên ngoài tiến vào, cũng có thể do các công ty nhỏ ở địa phương liên hợp lại, tóm lại phương thức và thành phần khác nhau nhưng chỉ cần đạt được đủ tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường, an toàn lao động mà tỉnh ủy đặt ra là được. Qua đó có thể thấy chính sách của tỉnh ủy, Ủy ban Kiềm Nam đã ủng hộ mạnh hệ thống kinh tế tư nhân phát triển như thế nào. Giang Trung Lâm ngồi đến hơn 3 giờ chiều liền đi, Hứa Vĩ ngồi với Triệu Quốc Đống đến 5 giờ. Triệu Quốc Đống không hy vọng do mình đến mà ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống của người khác. Mặc dù hắn đã đề nghị Kiềm Nam nên lựa chọn việc xây dựng nhà máy ở huyện Tây Trương này. Hắn từ Hứa Vĩ biết được Giang Trung Lâm rất có thể sẽ lên làm chủ tịch huyện. Người này có năng lực, là người nhanh nhạy, có thể ăn, có thể uống, chẳng qua cũng biết chừng mực không nhận tiền, không đánh bạc. Đây cũng là nguyên nhân mà Hứa Vĩ tạo mối quan hệ tốt với y. Huyện miền núi nhiều tài nguyên như thế này thì làm một thường vụ huyện ủy. Phó chủ tịch phụ trách kinh tế mà không dính đến tiền là không dễ. Không nhận tiền còn có thể có người nhưng không đánh bạc đúng là quá ít. Ai cũng biết đánh bạc là con đường ngắn nhất để kiếm tiền. Đương nhiên Giang Trung Lâm không phải không có khuyết điểm. Y thích ăn uống ở nơi có cấp bậc, nhưng cũng là người có nghĩa khí, quan hệ rộng rãi. Theo Hứa Vĩ quan sát thì Giang Trung Lâm này không thiếu phụ nữ nhưng y không quá để ý. Ngay cả Hứa Vĩ cũng nhìn ra Giang Trung Lâm muốn tạo quan hệ tốt với Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống cũng có ấn tượng tốt đối với Giang Trung Lâm nên bảo Hứa Vĩ cho Giang Trung Lâm số điện thoại của mình. Thêm một người bạn là thêm một con đường. Mặc dù Giang Trung Lâm thoạt nhìn có cấp bậc thấp nhưng Triệu Quốc Đống lại thích tính cách của đối phương. Bàn lúc này chỉ còn lại 5 người, đây là do Đồng Gia cảm thấy thân phận của Triệu Quốc Đống không bình thường nên đặt riêng một bàn cho mấy người ngồi, tránh những ánh mắt hâm mộ, thậm chí là ghen ghét nhìn tới. Bữa ăn ra Tết thường ăn 2 bữa. Người có quan hệ thân thiết trưa hôm sau còn ăn bữa nữa. Mặc dù có chuyện buổi trưa nhưng không ảnh hưởng đến sự vui vẻ của khách.
thậm chí buổi chiều tin tức còn truyền khắp thị trấn. Lý Tài Thần trước mặt bà con tát con trai, còn tự mình xin lỗi, chiều còn uống trà với khách. Con rể của Đồng gia rất nhanh chóng truyền khắp thị trấn. Lý Tài Thần là ai? Là người có hàng chục triệu ở Ô Vưu này, mấy năm gần đây mặc dù ra ngoài kiếm tiền nhưng chỉ cần về thị trấn là bí thư đảng ủy, chủ tịch thị trấn đều phải đến nhà dùng cơm. Bữa ăn này không chỉ có Lý Tài Thần, còn có cả phó chủ tịch huyện cũng tới nữa, vinh dự đến mức như thế nào? Phải biết rằng trước đây vị phó chủ tịch huyện này đâu có quen biết gì cán bộ thị trấn sắp về hưu là Đồng lão nhị. Họ hàng bắn bảy đại bác không tới đều tới Đồng ra xem, con rể này. Bị đưa lên giá lửa không chỉ có Triệu Quốc Đống còn có Đồng Úc và người Đồng ra. Đồng phụ cười đến độ mặt cứng lại, trước mơ hồ có chút đắc ý bây giờ lại hơi sợ. Bây giờ Đồng Úc và Tiểu Triệu kia còn không thừa nhận quan hệ yêu đương của cả hai, nếu có vị họ hàng nào hỏi quá nhiều, Quốc Đống phủ nhận thì Đồng ra còn đâu mặt mũi. Cũng may chuyện này không xảy ra, mặc dù có không ít họ hàng tới hỏi nhưng Quốc Đống kia vẫn duy trì thái độ khiêm tốn, tự nhiên, luôn gật đầu cười cười cảm ơn bà con chúc tụng. Điều này làm Đồng phụ thở dài một tiếng, đồng thời cũng làm cho Đồng Úc cảm thấy yên tâm, vui mừng. Trời mùa đông nên nhanh tối, khi bàn Triệu Quốc Đống ăn xong trời đã tối đen. Triệu Quốc Đống ra ngoài vừa vặn gặp Đồng Úc, thấy Triệu Quốc Đống đi quanh cửa, Đồng Úc do dự một chút rồi nói. Quốc Đống ca đừng đi xa, trời tối rồi. Sợ anh gặp việc hay không tìm được đường. Triệu Quốc Đống nhét tay vào túi quần và cười nói. Hay là em dẫn đường? Đồng Úc suy nghĩ một chút rồi nói. Chúng ta đi ra ngoài một vòng vậy, bây giờ cũng không có gì, mấy người tiểu Âu mệt nên không muốn đi đâu cả. Nhiệt độ mùa đông ở Kiềm Nam không quá thấp nhưng người phương Bắc sẽ không quá quen. Không khí ẩm ướt khiến người phương Bắc e ngại, vì thế anh Đồng Úc chiều còn lên huyện mua 3 chiếc thảm điện về nếu không không biết mấy cô gái kia ngủ như thế nào nữa. Đồng phụ nhìn Đồng Úc và Triệu Quốc Đống đi xa không khỏi yên tâm. Y hỏi mấy lần nhưng con gái chết không thừa nhận là bạn gái của Triệu Quốc Đống kia. Không là người yêu thì Tết đến nhà làm gì? Chẳng lẽ điều kiện của Đồng Úc nhà mình không xứng với cậu ta? Dù thân phận cậu ta khác người nhưng tìm vợ chỉ cần có tính cách tốt và đẹp là được mà. Hơn nữa con gái mình cũng đã tốt nghiệp đại học, đâu có kém. Trời tối nên ở quê ít người qua lại, thi thoảng mới thấy xe đạp điện hoặc xe máy vụt qua. Quốc Đống, hôm nay thật sự cảm ơn anh. Đồng Úc nhét hai tay vào trong túi áo khoác nhìn chằm chằm về phía trước. Cảm ơn gì chứ, là giúp em ngăn tên kia cứ quấn lấy em sao? Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng. Không hoàn toàn như vậy, cảm ơn anh đã giấu giúp em, nếu không nhà em và họ hàng không biết sẽ nghĩ về em như thế nào nữa. Đồng Úc nhỏ giọng nói. Nói đến việc này, Triệu Quốc Đống cũng không biết đáp lại như thế nào. Một người đã có vợ như hắn lại làm trò này đúng là không đúng được. Nhưng nếu hắn nói thật thì sẽ như thế nào? Chỉ sợ sẽ tạo thành tổn thương không thể vãn hồi đối với Đồng Úc và Đồng gia. Có đôi khi lừa dối với ý tốt cũng sẽ mang lại kết quả tốt. Yêu, em cứ định tiếp tục như thế nào sao? Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng nói. Anh hy vọng em sớm lấy chồng sao? Đồng Úc đột nhiên ngừng lại, quay mặt hỏi. Yêu, anh không muốn nói nhiều về việc này. Anh chỉ muốn nói là quan niệm xã hội. Đạo đức không cho phép anh và em có quan hệ đặc biệt gì. Thời tam thê tứ thiếp đã là chuyện hơn trăm năm trước, anh chỉ có thể nói thời đại này rất nhiều người mong được như vậy nhưng không thể. Triệu Quốc Đống cung kính nói. Có thể em nghĩ đến Tiểu Âu, không sai, anh và Tiểu Âu có quan hệ kia, quan hệ này đáng bị chê trách. Với tính cách của Tiểu Âu thì cô còn có thể kiên cường chịu một chút, nhưng dù như vậy anh vẫn thấy không thích hợp. Nhưng do cả hai đã đi đến bước này nên chấm dứt hay không đã không còn quan trọng nữa. Em có gì khác chứ? Sao anh biết em không thể? Đồng Úc dừng lại nhìn chằm chằm vào Triệu Quốc Đống. Em chỉ muốn hỏi anh một câu, em có chút hình bóng nào trong tim anh không? Em muốn anh nói thật, anh không cần phải có áy náy hay do đạo đức ảnh hưởng gì cả, cũng không cần nghĩ đến tâm trạng và lựa chọn của em. Em chỉ muốn nghe anh nói thật. Triệu Quốc Đống cũng dừng lại. Hắn nhìn Đồng Úc mà không biết nói gì. Anh nói đi. Đồng Úc nghẹn ngào nói. Triệu Quốc Đống chỉ do dự một chút, mặc dù hắn hiểu mình có chút đàn bà, tình cảm không dám nói nhưng do đạo đức mà. Đạo đức là gì? Đạo đức chỉ là theo hình thức xã hội chủ nghĩa mà thôi, chẳng lẽ nói người hơn trăm năm trước không có đạo đức? Quyển 14, chương 123. Trung Quốc mấy ngàn năm trước đều là xã hội phụ hệ,
mặc dù xã hội chủ nghĩa đưa ra đủ loại cách để bình đẳng nam nữ nhưng theo Triệu Quốc Đống thấy vẫn chưa có bao nhiêu tác dụng. Một người đàn ông có ai dám nói không nghĩ gì đến một người phụ nữ đẹp? Đâu có ai như Liễu Hạ Huệ có gái đẹp ngồi trong lòng mà không xuất hiện dục vọng. Bây giờ có kẻ đó thì chỉ là kẻ bất lực mà thôi. Triệu Quốc Đống không hề nói gì mà chỉ đơn giản giang tay ra nâng lên khuôn mặt nóng ấm kia. Trong ánh mắt hỗn loạn mà vui mừng của đối phương, hắn hôn xuống. Giống như một cơn hồng thủy tràn qua đê, sóng tình mãnh liệt làm Đồng Úc si mê. Giây phút này cô hoàn toàn chìm trong biển tình. Đồng Úc cảm thấy mình như ngọn cỏ nhỏ trong cơn bão dữ, lúc bay lên đỉnh, lúc rơi xuống vực sâu. Cô hoàn toàn quên mình đang ở đâu, tay run run ôm eo hắn, vô thức túm lấy vạt áo hắn. Triệu Quốc Đống dễ dàng mở hàm răng của đối phương ra, đây là nụ hôn điển hình. Đồng Úc trong mê loạn không hề có sức chống cự, chỉ có thể để mặc Triệu Quốc Đống muốn làm gì thì làm. Vành tai cô cũng nóng lên do bị ngón tay hắn vân vê. Mắt cô trở nên mê ly, mặt ửng đỏ mặc dù trong bóng tối vẫn thấy cô bắt đầu có ham muốn. Ngọn lửa hơn 20 năm một khi cháy lên đủ để đốt người ta thành cho bụi. Tay Triệu Quốc Đống đã đưa vào phía sau áo Đồng Úc. Ngón tay hơi lạnh thăm dò sống lưng cô. Chiếc khóa ngực đã được cởi ra dưới sự phối hợp của Đồng Úc. Triệu Quốc Đống cười cười đã có thể nắm được cặp vú căng tròn mà hắn mong ước. Tiếng thở hổn hển làm hai người đi giữa thiên đường và địa ngục. Hai tay Triệu Quốc Đống đã cắm sâu vào sâu quần Đồng Úc, chạm vào cặp mông chưa ai chạm tới. Hắn chỉ cần đưa nhẹ xuống dưới là sẽ chạm vào nơi đó. Cứu bọn họ là tiếng xe motorized thình thịch phía xa xa. Chiếc xe này khá phổ biến ở nông thôn vì chở được nhiều. Mặc dù ánh đèn từ xa không quá sáng nhưng cũng làm hai người tỉnh lại. Đồng Úc rất xấu hổ vội vàng cài khóa áo lót, Triệu Quốc Đống cũng nhẹ nhàng kéo áo len của cô xuống. Sau đó khi xe motorized chạy qua, hắn mới nhẹ nhàng nâng cằm Đồng Úc lên, hôn nhẹ vào môi cô. Đồng Úc biết mặt mình có chút khác lạ, nhất là dưới ánh mắt của Lam Đại, cô thấy mình như bị cởi hết quần áo. Bị đối phương nhìn với ánh mắt nghi ngờ nhưng cô chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng nằm ngủ. Triệu Quốc Đống không hề trằn trọc như Đồng Úc, đối với hắn mà nói mỗi một việc trước khi làm đều cân nhắc rõ ràng. Một khi đã quyết định hắn sẽ không hối hận. Lúc chia tay ở sân bay Kiềm Dương, Triệu Quốc Đống có thể nhận ra ánh mắt phức tạp của mấy cô gái. Chẳng qua bây giờ Triệu Quốc Đống đã có thể bình tĩnh đối mặt. Rất nhiều chuyện muốn thoát không thoát được thì phải đối mặt. Bỏ qua mọi chuyện, Triệu Quốc Đống đã trở lại bình tĩnh. Sau ngày 15 hắn sẽ lên trường Đảng Trung ương học. 3 tháng này mà nói là rất quan trọng đối với hắn. Một phần là cơ hội để rèn luyện đồng thời cũng là sân khấu bồi dưỡng nhân tài, nhưng cũng là giai đoạn quan trọng đối với Ninh Lăng. 3 tháng đầu năm này là để Ninh Lăng tạo trụ cột. Vì thế phải đi 3 tháng làm Triệu Quốc Đống có chút lo lắng. Trung Dược Quân mặc dù có quan điểm khá gần hắn nhưng năng lực khống chế tình hình của y như thế nào là điều làm Triệu Quốc Đống phải suy nghĩ. Hắn không biết có phải do mình là bí thư thị ủy hay không nên mới làm Ninh Lăng tốt được như vậy. Nếu ai khác làm bí thư thị ủy Ninh Lăng có thể làm được như mình không? Nhưng mình đi 3 tháng, Trung Dược Quân có thể theo quỹ đạo mình đặt ra để điều hành Ninh Lăng không? Triệu Quốc Đống không dám xác định. Không phải bản thân Trung Dược Quân có vấn đề mà hắn lo tính cách của Trung Dược Quân có thể đứng vững trước áp lực từ bên ngoài không? Không nghiêm trọng như chú nghĩ đâu. Không có chú là thế giới này ngừng quay sao? Ninh Lăng sẽ sụp đổ sao? Hùng Chính Lâm cười ha hả nhìn cậu em nhìn qua không có gì khác mấy nhưng vị trí đã khác hẳn. Trừ khi tên thị trưởng kia muốn phá đi hết những gì chú đã gây dựng. Cái này thì không phải. Trung Dược Quân thì em có thể tin. Hùng ca. Anh không biết cảm giác này đâu, trơ mắt nhìn một nơi mình cẩn thận quy hoạch biến một nơi khó khăn thành một thành phố công nghiệp, là nơi phồn hoa, nhưng lại bị người phá hủy. Cảm giác đó đúng là em không thể chịu nổi. Nghe Triệu Quốc Đống nói, Hùng Chính Lâm không khỏi thầm gật đầu. Ừ, lời chú nói cũng đúng. Chẳng qua chú và vị thị trưởng kia cộng tác hơn 5 năm thì chú chắc cũng hiểu rõ y. Ninh Lăng phát triển coi như sự cùng cố gắng của hai bên, chẳng lẽ nói chú lo y làm bậy sao? 3 tháng thoáng cái là qua, chỉ cần không miễn chức bí thư thị ủy của chú thì mọi việc vẫn tiến hành theo kế hoạch của chú. Hùng Chính Lâm có thể hiểu được tình cảm của Triệu Quốc Đống với Ninh Lăng. 2 lần tiến vào Ninh Lăng có thể coi là đất lành với Triệu Quốc Đống. Chỉ hy vọng như vậy nhưng em có trực giác là Ninh Lăng không thể giống như chúng ta hy vọng, kiểu gì cũng xảy ra chuyện. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Bỏ đi, không nói chuyện của em nữa. Hùng ca.
công việc bên anh có thuận lợi không? Anh, đối với anh mà nói chỉ cần có đủ việc làm là anh vui vẻ rồi. Nếu để anh nhàn rỗi thì anh lại thấy cả người không vui. Một thời gian dài bên Đông Bắc đúng là rất vui. Hùng Chính Lâm cười nói. Còn chưa đủ sao, bên Hắc Hà còn không đủ đáp ứng, nhu cầu biến thái của anh sao? Hùng ca, anh đừng có tẩu hỏa nhập ma đó. Triệu Quốc Đống nhìn Hùng Chính Lâm. Hắc Hà không phải khu tai nạn sao? Lưu Thác nói bên đó bị anh làm một lưới, anh còn định như thế nào nữa? Em nghe Lưu Thác nói chỉ riêng cán bộ cấp giám đốc sở cũng có mấy chục, anh không sợ mệt chết sao? Anh nghĩ xem nhiều người bị ngã như vậy thì chỉ riêng chọn người thích hợp vào vị trí chắc cũng đủ làm Lưu Thác bạc tóc rồi. Cơ hội này không phải làm nhiều người thèm muốn sao? Chờ cũng không có chuyện tốt như vậy đâu. Hùng Chính Lâm cười nói. Làm ngành này của anh chính là vì việc đó. Ông anh vợ của chú làm có 2 năm mà đã quen thuộc, lật tay là tạo thành mưa được ngay. Triệu Quốc Đống ngẩn ra suy nghĩ ý trong lời nói của Hùng Chính Lâm. Ông anh vợ của em có lẽ cũng hiểu rõ một chút nhưng em tin y sẽ không là kẻ mua quan bán chức như người tiền nhiệm. Hùng Chính Lâm cũng rất thận trọng nói. Nếu y như tiền nhiệm thì chức phó bí thư phụ trách tổ chức còn đến lượt y sao? Chú nói đúng, con người sao có thể không có tư tâm? Có thể khống chế dục vọng của mình trong mức nhất định là hiếm thấy. Trừ khi ngăn mình ở bên ngoài thì chỉ có thể dựa vào cơ chế giám sát giúp bọn họ không phạm sai lầm. Lưu Thác coi như làm khá tốt. Nghe Lưu Thác nói bên Hắc Hà liên quan quá rộng, không biết Trung ương tranh luận như thế nào về việc xử lý cán bộ Hắc Hà. Triệu Quốc Đống nhỏ giọng nói. Hùng Chính Lâm nhíu mày vì thấy vấn đề này không tiện trả lời. Một lúc lâu sau y mới nói. Đúng là có tranh luận, chủ yếu là suy nghĩ đến việc triển khai công việc và phát triển kinh tế của Hắc Hà. Nếu liên quan quá rộng thì không ổn, vì thế có người ở Trung ương cho rằng cần phân loại xử lý, đảm bảo ổn định. Chú thấy sao? Hừ, việc mua quan bán chức là hành vi làm tha hóa đội ngũ cán bộ, y mua quan chẳng lẽ còn có thể làm việc vì dân chúng? Đối với không khí này dù là mua hay bán em đều cảm thấy cần phải kiên quyết xử lý. Nếu không như vậy hiện tượng này lan tràn sẽ ảnh hưởng đến trụ cột của đảng. Triệu Quốc Đống rất kiên quyết nói. Về phần ổn định thì thời này thứ gì không thiếu nhất? Đó chính là quan chức, em thấy cần phải quét sạch đám người đó mới là giữ ổn định đội ngũ cán bộ. Đội ngũ cán bộ ổn định thì mọi thứ sẽ ổn định. Quyển 14, chương 124. Triệu Quốc Đống nói làm Hùng Chính Lâm phải suy nghĩ. Y là người phụ trách khu vực Đông Bắc của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, tình hình Hắc Hà nghiêm trọng ngoài suy đoán của cả Trung ương. Có thể nói Hắc Hà còn nghiêm trọng hơn cả Liêu Đông trước đây. Dù là bản thân Hùng Chính Lâm hay Lưu Thác hỗ trợ cho y đều không phán đoán được chính xác hoàn toàn khiến khi nhiều cán bộ bị cuốn vào vòng xoáy nên có vẻ trở tay không kịp. Mà Lưu Thác sau khi nhận chức phó bí thư tỉnh ủy phụ trách tổ chức cũng phải hỗ trợ bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh nhanh chóng bù lại mấy lỗ thủng này. Nhưng bây giờ phải chọn nhiều cán bộ lên vị trí lãnh đạo, hơn nữa còn phải đảm bảo có người thay thế những người mới lên, vì thế áp lực đối với Lưu Thác là không hề nhỏ. Vì thế dù là Hắc Hà hay Trung ương đều bắt đầu có âm thanh cho rằng chỉ cần không phải là cán bộ không thuần túy mua quan bán chức để lên, mà chỉ là người hùa theo trào lưu thì hiện tại có thể châm trước. Quan điểm này đang bị tranh luận gắt gao, ngay cả Lưu Thác cũng khó xử. Chú nói đúng, chúng ta không thể vì lo tình hình một nơi mà giảm đi tiêu chuẩn. Đối với vấn đề mua quan bán chức này có vài đồng chí không nhận thức đủ. Ở xã hội phong kiến việc này là nguyên nhân chính khiến mất nước. Nếu để mặc không khí này xuất hiện trong đảng sẽ là rất nguy hiểm. Hùng Chính Lâm suy nghĩ khá lâu rồi nói. Có vài đồng chí nói phải phòng bệnh rồi cứu người, nhưng anh cho rằng đã làm đến cấp bậc lãnh đạo nếu ngay cả mục đích làm quan cũng không biết, cũng đi ngược lại thì người đó không còn có tư cách ngồi trên vị trí đó nữa. Hùng ca, vấn đề phòng bệnh chữa bệnh có nhiều loại hình. Có những lúc có thể phân loại xử lý như nhận hối lộ, nhưng nếu như thấy có người đưa tiền để lên chức rồi học tập đó sẽ là vấn đề nguyên tắc. Anh đưa tiền để lấy chức vụ nhằm mục đích gì? Đây chính là đầu tư để kiếm lại. Mà kiếm lại bằng cách nào? Đó là nhận tiền của bên dưới, hoặc là gian lận trong các hạng mục, công trình mà anh ta phụ trách. Triệu Quốc Đống đã lâu không nói chuyện thoải mái như thế này với Hùng Chính Lâm. Hắn vừa suy nghĩ vừa nói. Nếu tư tưởng có thay đổi sẽ đánh mất nguyên tắc cơ bản của người làm quan, như vậy sẽ mất tư cách làm quan tối thiểu. Đây là quan điểm của em. Triệu Quốc Đống lần này lên Bắc Kinh ngoài việc Lưu Nhược Đồng về nước cũng còn muốn gặp vài lãnh đạo. Từ cán bộ cấp sở muốn lên làm cán bộ cấp phó tỉnh là một bước nhảy vọt, cần có nhiều mặt ủng hộ.
việc lên trường đảng trung ương học là điều không thể thiếu. Hắn lần này lên Bắc Kinh 3 tháng không thể so sánh với lúc công tác ở Bộ Năng lượng. Công việc trung tâm là học tập nâng cao trình độ, học thì không cần nói, còn nâng cao có nhiều ý phải suy nghĩ. Trường đảng chính là một sân khấu rất rộng, làm như thế nào tìm kiếm được thứ thích hợp với mình là điều rất quan trọng. Anh tiếp thu được tri thức, học được các kinh nghiệm, hoặc là tạo được quan hệ rộng chính là cơ sở để anh tiến bộ. Trương Nhược Cốc, Dương Thiên Minh, Qua Tính, ba vị này Triệu Quốc Đống phải đến chào hỏi. Cả ba người đều có tác dụng quan trọng cho sự phát triển của hắn. Đương nhiên mấy người như Hùng Chính Lâm, Lôi Hướng Đông vừa là anh vừa là bạn cũng sẽ có các cuộc ngồi với nhau. Chú đừng có nghĩ chuyện người khác, nghĩ chuyện của mình đi. Hùng Chính Lâm nhíu mày nói. Nhìn chú trông tươi tỉnh thế này, em dâu còn chưa về, chẳng lẽ việc này làm chú vui lắm sao? Nghe Hùng Chính Lâm nói, Triệu Quốc Đống phì cười. Hùng ca, anh chỉ cần biết em không phạm sai lầm về nguyên tắc là được rồi. Về phần khác thì cũng cho em chút tự do cá nhân chứ. Giống như em cũng không quấn lấy anh hỏi anh mấy việc ở khu vực Đông Bắc mà. Cút ngay, đâu có chuyện gì. Mấy chuyện chó má của chú có thể kéo sang công việc của anh sao? Hùng Chính Lâm trừng mắt nói. Nguyên tắc giữ bí mật quyết định chú không thể biết được, nếu không anh đương nhiên có thể nói cho chú. Nhưng chuyện của chú anh cũng không cần hiểu rõ làm gì. Bởi vì chú còn chưa đến cấp bậc đó. Giống như chú nói chú sẽ không bao giờ đi vượt qua nguyên tắc đó, anh thấy đó là rất tốt. Nhưng không có nghĩa là chú không chú ý trong sinh hoạt. Hùng ca, em có điểm nào làm không tốt sao? Triệu Quốc Đống vội vàng xua tay ra vẻ vô tội. Trong thời gian này em rất thành thật mà. Việc của mình thì tự mình biết. Nhìn quần áo, giày dép, đồng hồ của chú thì chú thật sự coi người khác là kẻ nhà quê không nhìn thấy hàng hóa gì sao? Lại nhìn cô gái bên kia không ngừng nháy mắt với chú ở bên này, chú đừng giả vờ với anh. Quần áo, giày dép Triệu Quốc Đống không quá để ý, hắn chỉ theo trào lưu mua và mặc thôi. Còn đồng hồ thì sao chứ, hắn đeo chiếc đồng hồ Omega này đã vài năm, thứ này cũng có thể mang tới phiền phức sao. Còn cô gái mà Hùng Chính Lâm nói, Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu. Đến khi hắn nhìn theo ánh mắt Hùng Chính Lâm thì mới phát hiện ra được cô gái liên tiếp nhìn về phía mình lại là Khấu Linh. Một đám nam nữ tuổi tương đương nhau giữa mồng 6 ngồi tụ tập tại đằng kia, xem ra là bạn học hay đồng nghiệp gì đó. Bắc Kinh vào trưa trời rất khô ráo, có thể nói nó khác hẳn sự ẩm ướt ở Kiềm Nam. Xin lỗi, em sợ phải sang bên kia một chút. Triệu Quốc Đống cười hì hì sau đó đứng lên. Đó là bạn học hồi cấp 3 của em. Ồ, người An Nguyên. Hùng Chính Lâm xua tay ra hiệu Triệu Quốc Đống cứ đi. Vâng, cô ấy bây giờ làm việc ở Bộ Thương mại. Triệu Quốc Đống đứng lên nói. Em sang đó chào mấy câu. Đi đi, đừng có bị quyến rũ không biết đầu đuôi gì là được. Hùng Chính Lâm gật đầu nói. Triệu Quốc Đống chỉnh qua quần áo rồi đi sang bên kia. Đó là một nhóm người chia làm vài bàn trông khá quen thuộc nhau. Vừa đi Triệu Quốc Đống vừa cẩn thận quan sát, ngoài Khấu Linh ra thì hắn không còn nhận ra ai. Hơn nữa nghe giọng điệu của mọi người ở khắp nơi thì hắn đoán đây là bạn học hồi đại học của Khấu Linh. Triệu Quốc Đống đi hơi chậm vì phải suy nghĩ mình dùng cách nào để đến đó. Hắn về Ninh Lăng mặc dù vẫn liên lạc với Khấu Linh nhưng cho dù không phải mỗi tháng gặp vài lần như lúc hắn còn công tác ở Bộ Năng lượng, nhưng hai người vẫn có tình cảm. Khấu Linh, họp lớp à? Triệu Quốc Đống nở nụ cười rất tự nhiên. Hắn đi đến bên cạnh Khấu Linh, nhỏ giọng nói với cô rồi cười cười chào mọi người xung quanh. Khấu Linh, anh chàng đẹp trai nào thế, sao không giới thiệu? Giấu kín thế. Sợ bọn tôi ăn hay đoạt mất. Một cô gái khá đẹp ngồi cạnh Khấu Linh kêu lên. Cô gái này mặc một chiếc áo len bó sát người tôn lên bộ ngực căng tròn. Trên thực tế khi Triệu Quốc Đống đứng lên đi về phía này đã khiến người ở đây chú ý. Thứ nhất Triệu Quốc Đống vừa nãy nhìn sang bên kia không ít lần. Thứ hai nhìn Triệu Quốc Đống cũng khá được. Nhất là lúc đứng lên có khí thế rất tự tin làm người ta phải chú ý. Hiểu Đình, đừng nói linh tinh, anh ấy là bạn học của tôi. Ừ, Quốc Đống. Anh lên Bắc Kinh bao giờ thế? Mặt Khấu Linh sáng rực lên, cô lấy tay vén lại tóc một chút. Cô quay sang cười nói với mọi người cùng bàn. Giới thiệu một chút, đây là bạn học cấp 3 của mình, Triệu Quốc Đống. Quốc Đống, đây là bạn học đại học của em. Mỹ nữ này là Lạc Đình, Quách Hiểu, Tiêu Xuân Dương, Lý Vĩnh Cương, Tề Liên Thành. Hôm nay bọn em họp lớp, sao anh cũng trùng hợp ở đây vậy? Ồ, anh vừa về hôm qua, hôm nay cùng bạn ăn ở đây.
không ngờ anh không nhận ra em ngồi bên này mà bạn anh đã nhận ra nên nhắc. Triệu Quốc Đống một tay đặt thành ghế Khấu Linh ngồi, người hơi nghiêng tới chào mấy người cùng bàn. Anh kia biết em sao? Khấu Linh có chút kinh ngạc, mặt nóng lên, nghĩ đến quan hệ của mình và Triệu Quốc Đống, cô có chút lo lắng. Ừ, có thể là đã gặp lúc chúng ta họp lớp ở Ando. Anh ta vốn công tác ở Ando mà. Triệu Quốc Đống hàm hồ nói. Ồ, Khấu Linh yên tâm đôi chút. Hay là anh mời bạn anh sang đây ngồi? Không, anh ta là người không thích ồn ào, cứ mặc anh ta đi. Triệu Quốc Đống lắc đầu, Hùng Chính Lâm sao có thể ngồi cùng mấy người này? Những người này dù là tinh anh nhưng còn kém xa so với Hùng Chính Lâm. Vậy anh ngồi đây một lát chứ? Em thấy bạn anh có vẻ buồn ngủ hay sao ý? Nhân viên phục vụ đã sớm lấy ghế tới cho Triệu Quốc Đống, hai bên nhích sang chút vừa lúc có thể đặt thêm một cái ghế. Bạn học em không giống em, đều có chút lai lịch, không chừng lúc nào đó anh có việc nhờ bọn họ đó. Em nghe Mê Á nói năm ngoái đã giúp anh không ít phải không? Quyển 14, chương 125. Mê Á giúp mình không ít, Triệu Quốc Đống có chút buồn bực, tập đoàn quốc tế Hán Đằng đầu tư vào ngành năng lượng mới là do bọn họ muốn, sao lại thành Mê Á giúp mình? Nhưng nói đúng ra thì ít nhất công ty năng lượng Phong Hoa đầu tư vào Ninh Lăng đã tạo thành điểm mẫu kiến cho không ít các công ty năng lượng mới tiến vào Ninh Lăng. Khấu Linh, bạn học của bạn đang công tác ở đâu vậy? Một người đàn ông ngồi trước mặt Khấu Linh vẫn chú ý biểu hiện của Triệu Quốc Đống, y có chút tò mò nói. Quốc Đống, Xuân Dương làm việc ở Tổng Công ty Quốc tế Thép Bắc Kinh, lần này bọn em họp lớp là do cậu ta tổ chức. Nếu không bạn học mỗi người một nơi đúng là khó có thể tập trung lại được. Khấu Linh nói, Xuân Dương, Quốc Đống vốn từng công tác ở Bộ Năng lượng một thời gian, bây giờ đã xuống địa phương. Ồ, Tổng Công ty Quốc tế Thép Bắc Kinh. Triệu Quốc Đống hơi giật mình, Tổng Công ty Quốc tế Thép Bắc Kinh là trực thuộc Tập đoàn Thép Bắc Kinh, đây là một tập đoàn lớn trong lĩnh vực thép, chỉ kém hơn mỗi tập đoàn Bảo Cương. Tổng Công ty Quốc tế Thép Bắc Kinh phụ trách chính mảng xuất nhập khẩu của Tập đoàn Thép Bắc Kinh. Mặc dù thuộc tập đoàn nhưng nó lại có quyền xuất nhập khẩu độc lập. Cũng là một trong các ông lớn trong ngành xuất khẩu quặng của Trung Quốc. Hắn nghe Phòng Tử Toàn nói năng lượng quốc toàn liên lạc với các công ty thép tư nhân phương Bắc mua cổ phần của tập đoàn Foxtec thì bị quốc tế thép Bắc Kinh cản trở. Vì thế tập đoàn thép Bắc Kinh còn uy hiếp năng lượng quốc toàn không thể bán than cho tập đoàn. Bởi vì quốc tế thép Bắc Kinh là đầu mối nhập quặng cho tập đoàn thép, ngoài ra còn có một vai trò nữa là đầu mối nhập quặng bán cho không ít các công ty tư nhân để kiếm lời. Nếu các công ty tư nhân có nguồn cung ổn định từ nước ngoài thì hàng năm quốc tế thép Bắc Kinh sẽ mất không ít khách. Từng làm việc ở Bộ Năng lượng, đã xuống địa phương, hai câu này Tiêu Xuân Dương nghe thấy có vẻ khác lạ. Theo Triệu Quốc Đống thấy mình như vốn thuộc về Bộ Năng lượng, sau đó mới xuống địa phương rèn luyện, giống như người công tác ở địa phương là thấp hơn kẻ khác một bậc vậy. Nhưng Tiêu Xuân Dương nghe lại có ý khác, xuống dưới tức là đề bạt, người trẻ như thế này mà xuống dưới là khá hiếm thấy. Đúng. Quốc tế thép Bắc Kinh, Triệu tiên sinh xem ra cũng biết quốc tế thép Bắc Kinh chúng tôi. Tiêu Xuân Dương cười ha hả nói. Triệu tiên sinh nếu là từ Bộ Năng lượng cử xuống thì không biết bây giờ đang làm ở tỉnh nào. Tôi đến Bộ Năng lượng làm việc là do tổ chức phân công kiêm nhiệm, thời gian đến là về nhà thôi. Triệu Quốc Đống thấy Tiêu Xuân Dương có vẻ hứng thú với mình nhưng hắn lại không muốn nói nhiều. Ồ, Triệu tiên sinh xem ra đang công tác trong cơ quan nhà nước rồi. Tiêu Xuân Dương khá tò mò, tuổi còn trẻ như vậy đã được cử lên Bộ Năng lượng là không đơn giản. Ở thủ phủ tỉnh An Nguyên, tôi đâu có số tốt như vậy, chỉ là một thị xã xa xôi của tỉnh An Nguyên mà thôi. Triệu Quốc Đống nhìn quanh mọi người trên rồi nói. Khấu Linh, em còn chưa giới thiệu mấy bạn học của em đang công tác ở đâu. Biết đâu sau này anh gặp khó khăn sẽ nhờ giúp đỡ thì sao? Lý Vĩnh Cương, Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia. Tề Liên Thành, Cục Vật giá Ba Tỉnh. Triệu Quốc Đống vừa nghe thì thấy ngoài Tiêu Xuân Dương và Tề Liên Thành trông có vẻ âm trầm ra thì mọi người đều đến từ mấy bộ. Ngay cả Lạc Đình trông có vẻ phóng đãng cũng là cao thủ kiểm toán quốc gia. Xem ra bạn học của Khấu Linh đều không đơn giản. Tiêu Xuân Dương có chút bất ngờ khi Triệu Quốc Đống đổi đề tài, chẳng qua y cũng không có nói nhiều. Triệu Quốc Đống chỉ nói chuyện vài câu rồi rời đi làm Khấu Linh có chút thất vọng. Triệu Quốc Đống cố ý chuyển hướng không nói về thân phận của hắn giống như không muốn đề cập đến vậy. Điều này làm Khấu Linh không biết nên ứng phó với mấy người bạn học của mình như thế nào, chỉ có thể hàm hồ nói mình đã lâu không về tỉnh An Nguyên nên không rõ tình hình thực tế của Triệu Quốc Đống. Sao,
giải quyết chiến đấu nhanh như vậy ư? Hùng Chính Lâm đang hưởng thụ sự ấm áp của ánh mặt trời, thấy Triệu Quốc Đống về nên có chút ngạc nhiên. Chiến đấu gì chứ? Bạn học hồi cấp 3 nói chuyện với bạn học đại học của cô ấy mà thôi. Người ta học ở Đại học Bắc Kinh, em sao có thể so sánh? Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Được rồi, đừng tự khiêm tốn như vậy. Học Đại học Bắc Kinh ra mà mới 33 tuổi có ai làm được bí thư thị ủy đâu. Anh Hùng không hỏi xuất thân, chú nghe câu này chưa? Anh thấy chú đây là đang muốn cố ý làm khổ cô bạn học kia. Hùng Chính Lâm cười ha hả nói. Triệu Quốc Đống đúng là có vẻ không hòa nhập với bạn học của Khấu Linh. Ngoài tên Tiêu Xuân Dương một lòng muốn tìm hiểu về mình ra, hai tên còn lại đều có chút kiêu ngạo. Vì thế Triệu Quốc Đống cũng không thích ở đó lâu làm gì. Hùng Chính Lâm đi trước, một xe Audi màu đen trông rất bình thường đón y. Hành tung của Hùng Chính Lâm bây giờ thường không cố định. Triệu Quốc Đống hẹn y đi ăn uống trà cũng phải do đối phương quyết định, hôm nay coi như may mắn, ngày mai còn không biết đối phương chạy đâu nữa. Triệu Quốc Đống nhiều lúc suy nghĩ đúng như lời Hùng Chính Lâm nói về bản thân, tính cách của y thích sự âm u, cho nên không thích hợp làm quan chức hành chính bình thường. Nhưng y lại thích hợp với việc điều tra phá án, vị trí trưởng ban số 7 có thể nói là rất thích hợp với y. Một xe Audi A8 từ từ dừng trước mặt Triệu Quốc Đống. Không đi xe sao, hay là tôi đưa anh một đoạn? Cửa kính hạ xuống, trên xe là Tiêu Xuân Dương, bên tay lái phụ là Lý Vĩnh Cương, Tề Liên Thành ngồi đằng sau. Không cần, tôi muốn đi một mình, cảm ơn. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Vậy cũng được, đây là danh thiếp của tôi, có gì liên lạc? Tiêu Xuân Dương đưa ra một tờ danh thiếp, Triệu Quốc Đống gật đầu nhận. Xe Audi vọt đi, biến mất ở cổng ra vào. Trợ lý tổng giám đốc tổng công ty quốc tế thép Bắc Kinh. Triệu Quốc Đống có chút hứng thú nhìn tờ danh thiếp. Anh ở đâu? Triệu Quốc Đống nhận được điện liền có chút đau đầu. Mặc dù Lưu Nhược Đồng còn chưa về nhưng hắn vẫn vô thức muốn tránh Khấu Linh. Anh đang đi dạo trên đường. Anh chờ em chút, em lập tức ra ngay. Một xe màu đỏ dừng sát bên cạnh Triệu Quốc Đống. Lên xe đi. Triệu Quốc Đống khẽ thở dài một tiếng nhưng không thể không ra vẻ cao hứng. Quốc Đống, anh hình như không quá thích bạn học của em. Bọn họ cũng thấy anh có vẻ kiêu ngạo. Vậy ư, là anh cảm thấy mình có chút tự ti, không hòa nhập với bạn em thì phải. Bạn học của em xem ra đều không đơn giản, hoặc là ở bộ, hoặc là công ty trực thuộc trung ương, hoặc là công ty lớn bên ngoài. Khấu Linh, lớp học của em đúng là tập hợp toàn tinh anh. Triệu Quốc Đống dựa lưng vào ghế. Bọn họ ở Bắc Kinh nên phải thân thiết mới phải, nhưng sao anh cảm thấy không qua lại nhiều với em, chẳng qua người làm việc ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia lại rất ân cần với em. Anh nói Lý Vĩnh Cương, y cũng không quá thân với Tiêu Xuân Dương và Tề Liên Thành. Nghe nói Tiêu Xuân Dương và Tề Liên Thành hai năm qua thường xuyên hẹn y nên mới dần thân. Khấu Linh thấy đối phương không có khác thường nên khá yên tâm. Lý Vĩnh Cương là người thẳng tính nhưng không hay nói chuyện. Ồ, ở cục nào của Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia vậy? Triệu Quốc Đống nói. Cục công nghiệp phụ trách mảng thép này, rất bận, cũng hay có việc với bên em. Các vụ đàm phán thương mại mua quặng sắt đều do cục y phụ trách chỉ đạo. Khấu Linh biết Lý Vĩnh Cương có chút tình cảm với mình. Triệu Quốc Đống ngẩn ra, phụ trách ngành thép. Khấu Linh bây giờ làm việc ở Bộ Thương mại, cục điều tra các ngành nghề tổn hại. Đối với việc đàm phán mua quặng sắt ảnh hưởng đến ngành thép Trung Quốc thì trong nước tranh luận khá lớn, về việc có nên thống nhất quyền nhập khẩu quặng, do một tổng công ty lớn phụ trách toàn bộ hay không. Tề Liên Thành làm ở Cục Vật giá Tam tỉnh, một làm ở Tổng công ty Quốc tế Thép Bắc Kinh. Nói đúng ra thì Quốc tế Thép Bắc Kinh là một kẻ muốn buôn lậu. Còn cục vật giá kia cũng là một con quái vật lớn. Triệu Quốc Đống không hiểu mấy về cục này nhưng theo hắn biết thì cục vật giá này về sau chính là quân tiên phong trong việc đâm đao vào các vụ buôn bán với Nhật Bản. Quyển 14, chương 126. Triệu Quốc Đống rất tự nhiên từ Khấu Linh mà biết quan hệ giữa Tiêu Xuân Dương, Tề Liên Thành, Lý Vĩnh Cương. Tiêu Xuân Dương và Tề Liên Thành có quan hệ mật thiết, Lý Vĩnh Cương thật ra chỉ mấy năm gần đây mới qua lại nhiều với bọn họ. Chẳng qua tính cách của Lý Vĩnh Cương với hai người kia không quá tương đồng, lúc còn đi học quan hệ bình thường. Nhưng hai người Tiêu, Tề khá rộng rãi, chuyện gì cũng kéo Lý Vĩnh Cương vào nên ba người dần thân hơn. Triệu Quốc Đống trong lúc nhất thời không tiện phán đoán trong này có vấn đề gì không, nhưng có một điều có thể khẳng định đó là Tiêu Xuân Dương là người rất nhạy bén. Mới hơn 30 đã làm trợ lý tổng giám đốc quốc tế thép Bắc Kinh là phải có bản lĩnh thật.
như vậy y tìm mọi cách quan hệ tốt với Lý Vĩnh Cương tuyệt đối không đơn giản chỉ vì tình bạn học. Bởi vì theo lời Khấu Linh nói, bạn lớp cô có nhiều người công tác ở Bắc Kinh, ở các bộ, nhưng không thấy Tiêu Xuân Dương quan hệ thân với ai khác ngoài Lý Vĩnh Cương và Tề Liên Thành. Khấu Linh cũng nói Tiêu Xuân Dương sợ là muốn từ Lý Vĩnh Cương tìm hiểu hướng đi của ngành nào đó. Đây cũng là bình thường, tập đoàn thép Bắc Kinh là tập đoàn khổng lồ của Trung Quốc, nếu nói chỉ muốn nghiên cứu chính sách ngành nghề đơn thuần thì không cần đến lượt Tiêu Xuân Dương là trợ lý tổng giám đốc quốc tế thép Bắc Kinh đi làm mới đúng. Nhưng Triệu Quốc Đống không tiện nói nhiều vì cũng không liên quan tới mình. Khấu Linh thấy Triệu Quốc Đống có vẻ thất thần nên khá kỳ quái. Cô hỏi Triệu Quốc Đống có tâm sự gì nhưng Triệu Quốc Đống không nói vì hắn thấy đây chỉ là phán đoán của mình, không chừng mình nghĩ sai thì sao. Triệu Quốc Đống có thể nhận ra ánh mắt yêu thương của Khấu Linh khi nhìn mình, má đỏ mê người, miệng hơi vểnh lên, đôi môi đầy quyến rũ, cả người đầy lửa tình. Triệu Quốc Đống trong lòng có chuyện suy nghĩ nên không tập trung mà ngồi ngây ra đó không có biểu hiện gì. Khấu Linh thấy hắn như vậy có chút hờn dỗi đưa tay định đánh nhưng hắn cúi đầu tránh được. Triệu Quốc Đống thuận tay cầm lấy, vòng qua eo Khấu Linh vỗ vỗ. Tay hắn vừa chạm vào khiến cả người Khấu Linh nhũn ra thiếu chút nữa phanh gấp. Hai ngày Triệu Quốc Đống chạy không ngừng. Hắn đến chào hỏi Dương Thiên Minh, Trương Nhược Cốc cùng với Qua Tĩnh. Hai người Dương Thiên Minh và Trương Nhược Cốc thì Triệu Quốc Đống đều dẫn Lưu Nhược Đồng đi cùng. Dương Thiên Minh cũng vui vẻ vì Triệu Quốc Đống lên trường đảng học. Điều này chứng minh trước đây y lựa chọn để Triệu Quốc Đống làm thường vụ thị ủy Ninh Lăng là không sai, mà tỉnh ủy tỉnh An Nguyên bây giờ cũng coi trọng nhân tài. Nhất là kỳ tích Ninh Lăng năm trước đã được truyền thông đưa tin rất nhiều, đối với việc Triệu Quốc Đống lên Bắc Kinh học, Dương Thiên Minh thật lòng chúc mừng. Y cũng hy vọng trong 3 tháng này Triệu Quốc Đống có thể tăng cường năng lực, đồng thời tạo thêm nhiều quan hệ. Trương Nhược Cốc cũng không quá quen thân với Triệu Quốc Đống, nhưng là người có quan hệ mật thiết với Lưu gia. Trương Nhược Cốc cũng chú ý quá trình phát triển của Triệu Quốc Đống. Lần trước khi tới tỉnh An Nguyên khảo sát việc lựa chọn, bồi dưỡng sử dụng cán bộ trẻ, bí thư thị ủy tỉnh An Nguyên Ứng Đông Lưu khen ngợi Triệu Quốc Đống làm y thấy vui mừng. Ninh Lăng phát triển nhanh chóng cũng khiến lãnh đạo trung ương chú ý, điều này có nghĩa Triệu Quốc Đống có khả năng lên chức. Đương nhiên về lý lịch và kinh nghiệm cần thêm nữa, mà lần này lên trường đảng học chính là cơ hội tăng thêm cơ sở để Triệu Quốc Đống lên chức. Trương Nhược Cốc cũng bảo Triệu Quốc Đống cần phải đề cao thêm năng lực sau 3 tháng học tập, tăng cường tố chất chính trị, phải có tầm nhìn, kết hợp thực tế. Triệu Quốc Đống có ấn tượng tốt đối với Trương Nhược Cốc. Phải nói đây là người làm hắn ấn tượng nhất trong Lưu gia. Đối phương vừa không có vẻ uy thế và trầm muộn như lãnh đạo của ban tổ chức cán bộ trung ương, lại không có vẻ cao thâm như cán bộ lãnh đạo địa phương, nói chuyện đều khá thoải mái, hơn nữa đều có lý lẽ. Trưởng ban Nhược Cốc đúng là làm nhiều năm ở ban tổ chức cán bộ, nhìn người nói chuyện đều có thể nói đến điểm mấu chốt. Triệu Quốc Đống khoác cho Lưu Nhược Đồng chiếc áo, dẫm lên trên làn tuyết đọng rồi nói. Còn thấy rõ điểm không đủ của anh còn hơn cả anh tự nhận xét về mình. Vậy ư, em thấy Trương Thúc có ấn tượng tốt đối với anh thì phải. Em nhớ trước đây Trương Thúc cũng không quá coi trọng Lưu Nham. Lưu Nhược Đồng đeo găng tay lộ hai đầu ngón tay ra, cô khẽ vuốt vuốt mặt đang lạnh. Trương Thúc không mấy khi khen người, anh có thể được Trương Thúc khen là không dễ. Triệu Quốc Đống cười cười không tiếp tục nói chuyện này nữa. Ý trong lời nói của Trương Nhược Cốc thì Lưu Nhược Đồng là người ngoài cuộc chưa chắc đã hiểu hết. Nhưng Triệu Quốc Đống mơ hồ hiểu ra, Trương Nhược Cốc đề cập đến việc chọn thị trưởng Ando không phải là vô tâm, Ando bây giờ nhìn qua thì thích hợp việc Triệu Quốc Đống đi vào khuấy động nhưng hậu quả sẽ như thế nào. Cuối cùng lãnh đạo không phải xem anh có thể đạt được bao nhiêu vinh quang, bao nhiêu sáng tạo ở vị trí này. Ando mặc dù phát triển chậm nhưng vẫn là thành phố lớn của cả nước, anh muốn định vị phù hợp với nó là không dễ, nhưng anh còn phải mong được mọi người ủng hộ và đồng ý thúc đẩy thay đổi là không dễ. Nhất là ở tình hình hiện nay rất nhiều lãnh đạo cũng hy vọng anh làm 2-3 năm là có thể tạo ra cục diện mới, điều này có thực tế không? Không nói có Tôn Liên Bình đứng ở trên cùng trở ngại, còn có Nghiêm Lập Dân ở bên xăm soi nữa. Theo Triệu Quốc Đống thấy Diêu Văn Chí thua ở thành phố Ando là do vị trí của Tôn Liên Bình không thể dao động, còn một nhân tố rất quan trọng là không tranh thủ được sự ủng hộ của Nghiêm Lập Dân. Vì thế Diêu Văn Chí mất quyền lên tiếng và chi phối về mặt nhân sự, khiến cho anh là thị trưởng muốn làm gì cũng khó khăn. Anh có thể không có quyền khống chế nhưng phải có quyền tham dự. Quyền tham dự lớn hay nhỏ chính là việc đuổi, nhận lãnh đạo phụ trách các ngành trong thành phố. Thị trường có thể phát huy hết tác dụng hay không chính là việc có thể dùng người đúng lúc, đúng chỗ hay không. Trợ lý Bộ trưởng Bộ Thương mại,
Quan Kinh Sơn đã được xác định cử xuống làm thị trưởng thành phố Ando. Triệu Quốc Đống thậm chí đã thấy hình ảnh của Quan Kinh Sơn trên đài truyền hình thành phố Ando. Lưu Nhược Đồng thấy Triệu Quốc Đống có vẻ đang suy nghĩ nên có chút buồn cười nói. Quốc Đống, lên xe đi, anh không phải định cùng em đi bộ về nhà đó chứ? Ồ, anh thất thần một chút. Triệu Quốc Đống có chút xấu hổ gãi đầu lên xe. Em thấy anh sau khi đến Ninh Lăng rất vất vả, chuyện gì cũng phải suy nghĩ. Hay là em về nước? Lưu Nhược Đồng đột nhiên nói. Triệu Quốc Đống cẩn thận nhìn Lưu Nhược Đồng. Đây có phải suy nghĩ thật lòng của em không? Lưu Nhược Đồng hơi nóng mặt, nói dối trước mặt Triệu Quốc Đống chưa bao giờ có hiệu quả dù là cô cảm thấy mình đóng rất đạt. Bộ đã hỏi em về việc này, là thật mà. Ừ, anh biết có thể bộ hỏi ý của em, chẳng qua em cũng không quá muốn về phải không? Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Không cần đâu, anh không hy vọng thấy một Nhược Đồng mặc dù ở gần anh nhưng không được vui vẻ. Chúng ta vẫn còn trẻ mà. Anh chưa đầy 34, em chưa đến 32, cần phải tận dụng mấy năm này mà làm việc mình muốn. Lưu Nhược Đồng có chút cảm động. Cô biết bên ngoài Triệu Quốc Đống có thể có phụ nữ, có lẽ không chỉ là một người. Một người đàn ông độc thân ở quan trường là không dễ, cô có thể hiểu. Dù sao kết hôn mấy năm mà cô chưa bao giờ làm nghĩa vụ của người vợ. Nhưng cô cảm thấy cô và hắn dần thay đổi tình cảm với nhau. Nó như vò rượu sau mấy năm lên men đã trở nên nồng đậm hơn. Lưu Nhược Đồng cảm thấy mình đã bắt đầu không tự kiềm chế được tình cảm của mình. Quyển 14, chương 127. Trực giác của Tiêu Xuân Dương khá mẫn cảm. Khi y thấy Triệu Quốc Đống là biết đây là người khó đối phó. Mặc dù đối phương che giấu khá thành công, thậm chí lừa được đám người Tề Liên Thành nhưng y thấy đối phương rất tự tin. Đối phương có nội tình hay khí phách cũng được, điều này không quan trọng đối với Tiêu Xuân Dương. Nhưng người này có vẻ rất nhạy cảm làm Tiêu Xuân Dương cảm thấy đối phương như một cảnh sát vậy. Đúng, chính là cảm giác này, mặc dù chỉ tiếp xúc khá ngắn, lời nói của đối phương đều rất bình thường nhưng y lại có dự cảm không tốt mấy. Chủ yếu nằm ở khấu linh. Y đã cẩn thận quan sát thì thấy từ Triệu Quốc Đống là không nhìn ra gì. Nhưng Tiêu Xuân Dương có thể khẳng định Khấu Linh có quan hệ không bình thường với tên kia chứ không chỉ là quan hệ bạn học cũ. Từ vẻ mặt Khấu Linh là có thể nhìn ra được hai người có quan hệ không muốn người khác biết. Tiêu Xuân Dương không quan tâm việc Khấu Linh có ngủ với đối phương hay không. Nhưng chủ yếu nằm ở chỗ vị trí bây giờ của Khấu Linh rất quan trọng, y tốn nhiều tâm trí để tạo quan hệ tốt với Khấu Linh là có ý đồ của mình. Nhưng sự xuất hiện của Triệu Quốc Đống làm y có chút khẩn trương. Y cẩn thận nhớ lại quan hệ của mình và Khấu Linh trong hơn năm qua. Y thấy không có hành vi nào quá, tất cả đề tài nói chuyện đều là công việc hai bên gặp phải. Y đến văn phòng Khấu Linh mấy lần đều khá cẩn thận, giống như giữa y và Lý Vĩnh Cương vậy. Nhưng nếu muốn đạt được tin tức thì không thể tránh khỏi nhắc đến vài vấn đề nhạy cảm. Tên Lý Vĩnh Cương đầu óc thật ra đơn giản nhưng Khấu Linh rất thông minh. Có mấy lần mình đề cập nhưng Khấu Linh đều khôn khéo chuyển hướng. Chủ yếu nằm ở chỗ quan hệ giữa Khấu Linh và tên Triệu Quốc Đống kia mà không bình thường, trên giường nói chuyện công việc thì việc mình làm có khiến hắn nghi ngờ không? Nếu đối phương thật sự có thân phận đặc thù thì đúng là có chút phiền phức. Phải tra rõ về hắn, đây không phải việc khó vì có tên họ rồi. Hơn nữa không chừng hắn làm ở hệ thống chính pháp, như vậy mình cần phải dò xét rõ về hắn. Còn có cả quan hệ giữa hắn và Khấu Linh cũng cần nghiên cứu, biết đâu về sau mình có thể lợi dụng thì sao? Triệu Quốc Đống không biết chỉ mới gặp mặt mà đã khiến Tiêu Xuân Dương nghi ngờ về mình như vậy. Bữa tiệc trưa mồng 7 là một cuộc tụ tập đời ba của Lưu gia. 9 giờ tối Lưu Thác bay về Hắc Hà, 4 giờ chiều Lưu Kiều bay sang Hong Kong, 8 giờ tối Triệu Quốc Đống bay về Ando. Ba người phải đi nhưng thật ra Lưu Nhược Đồng còn ở nước tuần nữa mới sang Tehran. Hai người cũng đã giao hẹn Triệu Quốc Đống về Ninh Lăng trước, hai ngày sau Lưu Nhược Đồng đến Ninh Lăng ở vài hôm. Bữa tiệc tổ chức ở nhà tổ Lưu gia, mặc dù là nhà tổ nhưng ông cụ không ở đây. Nhiều năm qua ông cụ không về Bắc Kinh do thời tiết không thích hợp. Vì thế đây là nơi ở của Lưu Thác. Vợ Lưu Thác làm giảng viên Đại học Y Bắc Kinh, mặc dù không làm chính trị nhưng gia tộc cũng là gia tộc cách mạng. Chị ta có một anh trai làm phó chủ tịch một quận Bắc Kinh, một em trai làm phó giám đốc một sở ở Bắc Kinh. Vợ Lưu Nham là bạn học hồi đại học của Y, làm việc ở tập đoàn Trung Lương. Xuất thân gia đình tri thức cao tại Thượng Hải. Bố mẹ chị ta đều là nhân vật có chút danh tiếng trong giới văn học. Chị ta có một em gái định cư ở Úc, một em trai sang Canada, không có quan hệ gì bên chính trị cả. Lưu Kiều cùng đi với Lưu Quân tới đây.
Lưu Quân là phó cục trưởng cục xí nghiệp Bộ Tài chính, nghe nói trong 1-2 năm tới sẽ xuống địa phương rèn luyện. Còn Lưu Trọng Bình, Lưu Thành cũng xuất hiện, người này sau khi tốt nghiệp trường học viện sĩ quan lục quân liền vào quân đội, bây giờ đến một quân khu nào đó nhận chức. Còn Hứa Gia Ninh không tới nhưng Lưu Thác và Lưu Nham không chú ý mấy. Có lẽ theo bọn họ thì không họ Lưu sẽ không phải người Lưu gia. Nhưng đối với Triệu Quốc Đống thì bọn họ lại có thái độ khác. Triệu ca, nghe Từ ca luôn khen anh, hôm nay lần đầu gặp mặt, chúng ta phải làm vài chén mới được. Lưu Thành mặc dù cùng tên với anh rể Triệu Quốc Đống nhưng sức uống hơn anh rể Triệu Quốc Đống nhiều. Lưu Thành, đây đã là lần thứ mấy rồi. Đừng cho rằng anh say, anh vẫn còn tỉnh táo, còn có chị cậu ở bên nhìn đó, đã mấy lần bảo chúng ta đừng uống rồi đó. Nếu cậu không cậu đổi lý do đi để chúng ta uống tiếp. Triệu Quốc Đống dở khóc dở cười, người này không tìm ra lý do thích hợp nên cứ đưa Từ Chí Minh ra. Vậy cũng được Triệu ca, em không nói nhảm nữa, một câu thấy hợp ý là được chứ gì. Mặt Lưu Thành hơi đỏ lên, lông mi đen và môi dày đúng là giống hệt ông bố Lưu Trọng Bình. Được, lý do rất hay. Triệu Quốc Đống cầm chén uống cạn, Lưu Nhược Đồng ở bên thấy thế không khỏi nhíu mày. Tôi Quốc Đống còn lên máy bay đừng có mà sai đó. Lưu Thành thấy Lưu Nhược Đồng như vậy không khỏi cười ha hả. Khi thấy Triệu Quốc Đống này được, không giống tên Lưu Quân luôn từ chối lời mời. Theo Lưu Thành thấy ông anh họ nghiêm chỉnh đứng đắn đã bị bà bác ở Thượng Hải làm hỏng rồi, đã không còn khí phách của Lưu gia nữa. Lưu Thác, Lưu Nham thấy Triệu Quốc Đống và Lưu Thành khá hợp, mà Lưu Quân chỉ nói chuyện với bà chị Lưu Kiều của mình, tất nhiên là Lưu Quân không quá hảo nhập với mấy người này. Chẳng qua trên bàn ăn không hào nhập không có nghĩa là sau đó mọi người không có tiếng nói chung. Triệu Quốc Đống thật ra khá phục khả năng chuyên môn của Lưu Quân. Khi coi như lãnh đạo ở Bộ Tài chính, cơm no rượu đủ xong, Lưu Quân liền nói chuyện với Triệu Quốc Đống về chính sách giúp đỡ các công ty tư nhân phát triển. Lưu Quân rất kinh nghiệm với quan điểm sắc bén của Triệu Quốc Đống. Theo y thấy một bí thư thị ủy nếu có quan điểm mới mẻ, độc đáo đã là đáng khen. Nếu như áp dụng vào thực tế sẽ có tác dụng thúc đẩy công ty tư nhân phát triển. Nhưng như vậy sẽ bị áp lực dư luận tương đối lớn. Ở hoàn cảnh công ty nhà nước phát triển không quá tốt, nếu chính quyền địa phương còn đưa ra chính sách hỗ trợ tài chính cho các công ty tư nhân thì đúng là sẽ mang tới không ít dị nghị. Triệu Quốc Đống cũng đồng ý với vài quan điểm mà Lưu Quân đưa ra. Ít nhất Lưu Quân này có năng lực chuyên môn rất cao. Lưu Kiều thấy Lưu Quân có thể nói chuyện vui vẻ với Triệu Quốc Đống như vậy thì vừa có chút ngạc nhiên vừa vui mừng. Cô biết Lưu Nham vẫn không thích tính cách mềm yếu của Lưu Quân, Lưu Thác thì không thấy gì nhưng cô có thể cảm thấy được thái độ của Lưu Thác đối với Triệu Quốc Đống tốt hơn Lưu Quân nhiều. Chẳng qua Lưu Quân và Triệu Quốc Đống có tiếng nói chung làm cô có chút tò mò. Hai người nói đề tài gì mà sôi nổi thế? Lưu Kiều xen vào không làm hai người bất ngờ. Lưu Quân vừa kính vừa yêu bà chị gái của mình. Chỉ là chút suy nghĩ trong công việc mà thôi. Cái nhìn của Lưu Quân làm em hiểu ra nhiều điều. Em sắp tham gia học ở trường đảng 3 tháng, coi như có thể tìm được một người để nói chuyện. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Lưu Kiều cũng biết Triệu Quốc Đống mấy năm qua đã thay đổi nhiều, mỗi lần nhìn đều thấy hắn có chút biến hóa nhưng không thể nói rõ hắn biến hóa ở điểm gì. Quốc Đống, chú đi học lần này là cơ hội khó được, không biết có bao người hâm mộ đó. Lưu Kiều thật lòng nói. Ai cũng nói lớp học ở trường đảng này là con đường nhất định phải đi nếu lên làm cán bộ cấp tỉnh. Có lý lịch này thì chú cần phải nắm chắc. Ha ha, cảm ơn tứ tỷ ủng hộ, cũng hy vọng chị ủng hộ em nhiều hơn nữa. Quyển 14, chương 128. Lưu Kiều cười hì hì một tiếng làm Lưu Quân không hiểu. Câu này của Triệu Quốc Đống có gì không đúng đâu mà bà chị mình lại thế nhỉ? Quốc Đống, chụp cái mũ lớn như vậy cho chị sao? Công ty đầu tư Trung Hoa cũng không nhận nổi đâu. Chú là nhân vật lớn phấn đấu lên cấp phó bộ trưởng còn tính toán chi ly với chị sao? Công ty đầu tư Trung Hoa không xem tính chất của hạng mục, chỉ xem hạng mục có thể đạt lãi hay không. Chú giới thiệu mấy hạng mục cho chị, công ty thấy có tương lai nên đầu tư vào. Còn hạng mục sân bay đúng là không thích hợp với công ty đầu tư Trung Hoa. Lưu Kiều nâng chung trà nhìn thoáng qua, đây là trà đại hồng bào do Lưu Nham mang về. Làm phó chủ nhiệm ủy ban tư vấn về chính sách thương mại quốc gia, Lưu Nham đi khắp nơi, mấy thứ này luôn được tặng. Ý của tứ tỷ là không đánh giá cao sân bay Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống không bị lời nói của Lưu Kiều ảnh hưởng. Quốc Đống, cái này phải xem chú nhìn vấn đề như thế nào. Lưu Kiều nhấp ngụm trà rồi nói tiếp. Từ góc độ chính quyền thì một nơi có sân bay hay không,
Sân bay có quy mô lớn hay nhỏ chính là thước đo sự phát triển kinh tế của nơi đó. Nói thẳng ra chính là ngoài các khu vực đặc thù mà quốc gia xây dựng sân bay, một nơi có thể duy trì sự hoạt động bình thường của một sân bay thì nói rõ kinh tế địa phương đó phát triển tốt, có tương lai. Vì thế nhiều nơi tốn công sức vào việc xây dựng sân bay. Nhưng có thể nói hầu hết sân bay chỉ dựa vào lực lượng bản thân để duy trì là không thể, đều cần chính quyền địa phương hỗ trợ tài chính mới có thể nỗ lực duy trì. Triệu Quốc Đống gật đầu thừa nhận đối phương nói đúng. Xem ra mặc dù Lưu Kiều rất quyết đoán từ chối đầu tư vào hạng mục sân bay Ninh Lăng nhưng công ty đầu tư Trung Hoa không phải không suy xét hạng mục này. Mấy năm gần đây các nơi xây dựng rất nhiều sân bay. Từ khu vực Duyên Hải tới khu vực đất liền đều mọc lên nhiều sân bay. Nhưng lại không có mấy sân bay có thể tự thu tự chi, hầu hết đều nằm ở trạng thái ít hoạt động khiến các nơi có thái độ nghi ngờ việc các thị xã ngoài tỉnh thành xây dựng sân bay. Chị thừa nhận Ninh Lăng phát triển rất nhanh. Trên thực tế sau khi chú đưa ra đề nghị, công ty cũng nhanh chóng tiến hành thẩm tra. Tốc độ tăng trưởng năm ngoái của Ninh Lăng đứng đầu cả nước, GDP đột phá 48 tỷ, hơn nữa còn hình thành một loạt sản nghiệp có xu thế phát triển tốt. Nếu theo tốc độ năm ngoái, Ninh Lăng chỉ cần duy trì 3 đến 5 năm thì đừng nói xây dựng sân bay chi nhánh, dù là sân bay chính thì chị đoán thực hiện kinh doanh có lãi cũng không vấn đề gì. Nhưng chú có thể đảm bảo kinh tế Ninh Lăng vẫn có tốc độ tăng trưởng nhanh như vậy không? Năm nay có thể đạt, còn sang năm thì sao? Chị nghĩ không chỉ là chú mà không một ai có thể đảm bảo. Lưu Kiều từ tốn nói, cô phân tích rất thấu đáo tình hình phát triển kinh tế của Ninh Lăng. Công ty cũng đã tiến hành điều tra qua một lần tình hình kinh doanh của các sân bay của tỉnh thành và các thị xã ở khu vực Trung Tây thì phát hiện hầu hết đều phải do chính quyền địa phương bỏ chi phí để duy trì hoạt động. Theo ước tính thì sân bay chi nhánh cần phải có khoảng trên 500.000 lượt hành khách qua lại một năm mới có lãi. Từ 300.000 đến 500.000 là có thể nỗ lực duy trì vận hành, còn dưới 300.000 tuyệt đối sẽ lỗ. Mà hiện nay có không ít sân bay chi nhánh một năm chỉ có mấy chục ngàn hành khách. Ở tình huống đó chính quyền địa phương muốn đảm bảo một sân bay vận hành bình thường thì không thể không bỏ nhiều tài chính bù đắp. Vì thế hạng mục sân bay có nhiều nhân tố không xác định, nhiều mạo hiểm nên bình thường công ty chị sẽ không đầu tư vào hạng mục này. Mong chú hiểu cho. Nói tóm lại công ty đầu tư Trung Hoa các chị không đánh giá cao tương lai phát triển của Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống cười nói. Hi hi, Quốc Đống, công ty đầu tư Trung Hoa không phải của mình Lưu Kiều chị. Chị chỉ là một giám đốc mà thôi, đương nhiên ở trình độ nhất định chị có thể tự quyết nhưng ngay cả chị cũng không thể thuyết phục mình thì sao có thể thuyết phục các cổ đông khác. Lưu Kiều lắc đầu nói. Lấy ví dụ đơn giản thôi, Ninh Lăng phát triển là do chú làm bí thư thị ủy. Nhưng chú có thể đảm bảo mình ở Ninh Lăng bao lâu nữa? 2, 3 hay 5 năm? Sợ rằng ngay cả chú cũng không chắc. Bây giờ chú còn lên Bắc Kinh học thì chị càng lo lắng cho hạng mục này. Triệu Quốc Đống nghe thế không khỏi lắc đầu nói. Tứ tỷ, chị đây là từ chối đề nghị của em hay là thầm khen em thế? Quốc Đống, chị nói thật đó. Tuy nói một nơi có quy luật phát triển kinh tế nhưng không thể không phủ nhận tầm nhìn xa của lãnh đạo chủ yếu mới là quan trọng nhất. Nó sẽ khiến kinh tế một nơi thay đổi hẳn. Bây giờ chú làm được nhưng người tiếp theo thì sao? Lưu Kiều nhìn chằm chằm vào Triệu Quốc Đống và nói. Nếu chú có thể ở Ninh Lăng thêm 3 năm thì chị thấy công ty đầu tư Trung Hoa có thể suy nghĩ lại hạng mục này. Nhưng tất nhiên chú không làm được điều này. Tứ tỷ, chị đừng đánh giá cao em như vậy. Ninh Lăng 2 năm qua phát triển nhanh như vậy là do đủ nguyên nhân. Em thừa nhận mình cũng có chút tác dụng nhưng chị nói là công riêng của em thì em không dám nhận. Bộ máy lãnh đạo thị xã đang khá đoàn kết, quan điểm phát triển cũng nhất trí, đó là nguyên nhân chính khiến Ninh Lăng phát triển nhanh. Hơn nữa 2 năm qua kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh chóng, hai cái kết hợp mới có thể khiến cho kinh tế Ninh Lăng tăng tốc nhanh chóng như vậy. Tốc độ tăng trưởng năm nay của Ninh Lăng có thể không bằng năm ngoái nhưng tăng GDP sẽ không thấp hơn. Mục tiêu GDP của Ninh Lăng là 75 tỷ. Thu tài chính đột phá 10 tỷ cho nên theo ý em thì Ninh Lăng hoàn toàn có thể gánh vác một sân bay chi nhánh. Triệu Quốc Đống nói làm Lưu Kiều có chút đắc ý. Quốc Đống, chú xem đó, ngay cả chú cũng không đánh giá cao khả năng có lãi của sân bay Ninh Lăng. Chính quyền Ninh Lăng có phải đã chuẩn bị tư tưởng để nhận lỗ không? Ha ha, em không giấu chị, thị xã đúng là cũng có dự đoán này. Nhưng em tin Ninh Lăng lỗ chỉ trong thời gian ngắn mà thôi. Em rất tự tin cho rằng sau khi xây dựng 3 năm, thậm chí 1 năm là có lãi. Đây là căn cứ các điều kiện của Ninh Lăng mà tính toán ra. Vì thế em hy vọng công ty đầu tư Trung Hoa cần thận trọng cân nhắc đề nghị này. Triệu Quốc Đống đầy tự tin nói.
Nếu tình hình tài chính Ninh Lăng tốt như vậy, Ninh Lăng lại tự tin đến thì sao chú còn cố mời công ty đầu tư Trung Hoa tiến vào? Lưu Kiều không trực tiếp trả lời mà hỏi lại một câu. Tứ tỷ, tình hình tài chính Ninh Lăng mặc dù tốt nhưng chị cũng biết Ninh Lăng nếu muốn duy trì tốc độ tăng trưởng thì phải tăng cường xây dựng cơ sở vật chất để tăng sức hấp dẫn của Ninh Lăng. Ngoài ra theo chính sách Trung ương được điều chỉnh khiến đầu tư vào sự nghiệp dân sinh sẽ tăng lên. Bây giờ Trung ương đưa ra không ít chính sách và hạng mục yêu cầu địa phương phải đầu tư theo, nếu không sẽ không được hưởng tài chính và chính sách ưu đãi của Trung ương. Triệu Quốc Đống kiên nhẫn giải thích. Năm nay Ninh Lăng sẽ xây dựng hai cây cầu bắc qua sông Ô Giang, quy mô không thua cầu chính đang xây dựng. Ngoài ra còn cả hạng mục cải tạo các quốc lộ liên huyện. Đồng thời em xác định trong quy hoạch xây dựng hệ thống thủy lợi trong 3 năm tới, năm nay sẽ tiến hành đầu tiên nên đầu tư không hề nhỏ. Vì thế khiến tài chính Ninh Lăng khó khăn và muốn nhận được đầu tư của bên ngoài. Lưu Kiều im lặng không nói. Triệu Quốc Đống cũng biết chỉ dựa vào mấy điểm này là rất khó có thể thuyết phục Lưu Kiều. Công ty đầu tư Trung Hoa khác tập đoàn Thương Lãng, Lưu Kiều cũng không phải thường xuyên có thể một lời là quyết. Là nhà đầu tư đầu tiên phải tính tới sự mạo hiểm khi đầu tư, thứ hai là lợi nhuận. Từ hai điểm này thì hạng mục sân bay Ninh Lăng không quá sáng. Đúng như Lưu Kiều nói, hạng mục sân bay không chỉ có riêng sân bay. Bản thân nó là việc lãi hay lỗ, một sân bay có thể tăng hình tượng của một đô thị, có thể nói sân bay có thể quyết định Ninh Lăng có thành trung tâm An Đông Tương Tây hay không. Quyển 14, chương 129. Không phải tất cả tin tức đều làm người ta vui, có những lúc làm người ta thấy áp lực. Chẳng qua đối với Triệu Quốc Đống mà nói là rất bình thường. Tân Châu năm trước có tốc độ tăng trưởng chậm một chút, đây là nguyên nhân do Trang Quyền mới tới chưa nắm rõ tình hình. Nhưng tốc độ tăng trưởng năm ngoái đã tăng lên rõ ràng. Triệu Quốc Đống có chút phục Trang Quyền. Không ngờ Trang Quyền từ ban tổ chức cán bộ đi ra mà trong thời gian ngắn đã nắm rõ thực trạng Tân Châu. Nhanh chóng có điều chỉnh, không thể không nói người này có bản lĩnh. Xem ra Tân Châu là điểm được ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy xác định để cử cán bộ tới. Liễu Đạo Nguyên trước cũng tới đây, bây giờ đến lượt Trang Quyền. Nhưng mấy năm Liễu Đạo Nguyên làm bí thư thị ủy Tân Châu đã khiến Tân Châu thay đổi rõ ràng, từ vị trí nhóm dưới kéo lên top 5 của tỉnh. Hai năm gần đây mới bị Vĩnh Lương cùng Hoài Khánh vượt qua khiến áp lực dành cho Trang Quyền là rất lớn. Liễu Đạo Nguyên là tấm gương sáng. Trang Quyền nếu làm quá kém thì chỉ sợ cả đời phải ở lại Tân Châu. Theo tin mà Triệu Quốc Đống biết thì cuối năm ngoái Tân Châu đã đưa quy hoạch xây dựng sân bay. Mặc dù chậm hơn một năm so với Ninh Lăng đưa ra, nhưng hạng mục bên Ninh Lăng mới chỉ ở trong thị xã, chính xác mà nói mới là giai đoạn chuẩn bị tài liệu, chưa chính thức tiến hành. Hơn nữa xây dựng sân bay còn phải trình lên Quốc vụ viện phê chuẩn nữa, còn nhiều quy trình khá phức tạp. Nhưng Triệu Quốc Đống cũng biết Trang Quyền là người dám nói dám làm. Anh em ruột thịt còn có lúc phải phân biệt rõ ràng. Mặc dù Trang Quyền và Triệu Quốc Đống có quan hệ cá nhân rất tốt nhưng xây dựng sân bay liên quan đến sự phát triển kinh tế của địa phương, không ai dám qua loa. Ninh Lăng và Tân Châu cách nhau có hơn 100 km, dù là tỉnh hay Trung ương đều không chấp nhận cả hai nơi xây dựng sân bay. Tân Châu và Ninh Lăng có điều kiện tương đồng, GDP hai nơi chênh nhau không đến 1 tỷ, đều là các thị xã có hệ thống kinh tế hàng đầu tỉnh An Nguyên. Đều có đường sông quan trọng của dòng Ô Giang. Hai cảng Ninh Lăng, Tân Châu đều có quan hệ mật thiết với tập đoàn Hòa Hoàng Hong Kong. Đồng thời cả hai thị xã đều phân biệt là các giao điểm của đường cao tốc đi thông bên tỉnh ngoài. Điều kiện như vậy chỉ sợ làm tỉnh khó lựa chọn được. Nhưng Triệu Quốc Đống rất tự tin Ninh Lăng có thể đánh bại Tân Châu. Nếu nhất định phải chọn giữa hai nơi thì Triệu Quốc Đống tin Ninh Lăng sẽ thắng. Không vì gì khác. Chỉ dựa vào thực lực kinh tế cùng với hệ thống sản xuất công nghiệp hiện nay của Ninh Lăng là đủ thắng lợi. Hệ thống kinh tế của Tân Châu khá đơn nhất, dù lúc Liễu Đạo Nguyên ở Tân Châu đã cố gắng điều chỉnh cơ cấu sản nghiệp nhưng vẫn không thể thay đổi về căn bản cục diện kinh tế Tân Châu. Thép, rượu, cơ giới là ba ngành truyền thống chiếm ưu thế tuyệt đối, chiếm gần 1/2 GDP của Tân Châu. Tính đơn nhất sẽ mang tới hậu quả là một khi nền kinh tế phát triển nhanh, ngành sản xuất đó khởi sắc. Hiệu quả của các công ty cao thì tốc độ tăng trưởng của Tân Châu sẽ cao. Nhưng nếu kinh tế phát triển chậm sẽ khiến khả năng chống lại thay đổi của Tân Châu giảm mạnh. Nhưng tình hình Ninh Lăng lại khác. Ninh Lăng ngoài ưu thế về thiết bị điện, tài liệu chế tạo và công nghiệp thực phẩm ra, bây giờ còn có ngành năng lượng mới, vật liệu xây dựng mới và bảo vệ môi trường. Hơn nữa còn có cả ngành du lịch và sản xuất thiết bị ô tô. Có thể nói kinh tế Ninh Lăng có nhiều điểm sáng. Năm ngoái ngành năng lượng mới phát triển cực nhanh. Năm nay dự báo còn nhanh hơn.
Ngoài ra hạng mục đầu tư của tập đoàn ô tô Fukuda cũng sẽ là điểm tăng trưởng khác của kinh tế Ninh Lăng. Hơn nữa hai năm nay khu Giang Đông liên tục xây dựng khiến cho ngành bất động sản và xây dựng trở thành tâm điểm chú ý. Khu Giang Đông được Sở Xây dựng xác định làm điển hình xây dựng của tỉnh, điều này cũng có quan hệ nhất định với Trung Dược Quân, nhưng quy hoạch của khu Giang Đông chẳng những to lớn, còn có các hạng mục dân sinh, có đủ không gian cung ứng để xây dựng nhà cho thuê. Điểm này đủ để khiến nhiều thị trường các nơi khác muốn bán đất kiếm tiền xấu hổ. Chỉ dựa vào mấy điểm này Triệu Quốc Đống có tự tin đấu với Trang Quyền, hơn nữa tin chắc mình sẽ thắng. Vấn đề không ở điểm này. Hôm qua Trung Dược Quân gọi điện tới, Triệu Quốc Đống cảm thấy đối phương có vẻ chán chán. Hắn hỏi một lúc mới biết Trung Dược Quân bị Tần Hạo Nghiên nói nhiều về hạng mục xây dựng sân bay. Trung Dược Quân mặc dù nói qua loa nhưng Triệu Quốc Đống đoán có lẽ Tần Hạo Nghiên đã mắng Trung Dược Quân một trận. Trung Dược Quân là người của Tần Hạo Nghiên không phải bí mật, Trung Dược Quân có thể làm thị trưởng Ninh Lăng là do Tần Hạo Nghiên hết lòng đề cử. Thời này khi anh được một vị lãnh đạo hết lòng đề cử thì anh sẽ được đánh dấu của vị lãnh đạo đó, có người sẽ đắc ý, có người không muốn đi theo nhưng anh vẫn được coi là người của vị lãnh đạo kia. Chẳng qua Triệu Quốc Đống cảm thấy Trung Dược Quân không chính thức là người Tần Hệ. Có thể y từng có quan hệ mật thiết với Tần Hạo Nghiên, cũng có thể trước đây y được Tần Hạo Nghiên hài lòng. Nhưng Triệu Quốc Đống cảm thấy Trung Dược Quân ở vài điểm có chút giống mình, đó là muốn làm việc thật tâm. Nhiều người mặc dù vốn có đặc điểm này nhưng theo tuổi và kinh nghiệm tăng lên, theo địa vị tăng lên mà đặc điểm này dần mất đi. Trong điện thoại Trung Dược Quân nói cho Triệu Quốc Đống biết Tần Hạo Nghiên bây giờ có chút phản cảm với các hạng mục khổng lồ trong tỉnh như xây dựng sân bay, đường cao tốc, cầu. Cho rằng nhiều nơi không thực tế, không phù hợp tình hình địa phương, làm lấy thành tích mà thôi. Không khí này rất nghiêm trọng ở vài thị xã trong tỉnh, tỉnh chuẩn bị sang năm sẽ giám sát chặt chẽ việc này. Đây là tin tức có vẻ không tốt, có lẽ tỉnh cũng đã nghe được chút tin tức ở Trung ương. Trung ương chuẩn bị giảm nhiệt nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng quá nóng, nhất là ở mảng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đã liệt vào đối tượng bị điều chỉnh. Triệu Quốc Đống cảm thấy giảm nhiệt là đúng nhưng cần phải áp dụng riêng biệt cho từng nơi. Đối với các ngành gây ô nhiễm môi trường, tiêu tốn điện năng, hàm lượng khoa học kỹ thuật thấp thì cần quyết đoán đình chỉ. Nhưng với các ngành nghề mới thì phải cổ vũ phát triển, giúp đỡ về chính sách, tài chính để nó phát triển. Mà kinh tế Ninh Lăng chính là đại biểu của các ngành nghề mới. Trung Dược Quân cũng lộ ra một tin nói tỉnh có thể sẽ đưa ra các yêu cầu hạn chế tỷ lệ tài chính xây dựng cơ sở vật chất của các thành phố, thị xã, cũng sẽ kiểm toán tài chính của công ty đầu tư đô thị. Đến lúc đó sẽ có tổ công tác đến điều tra, ở tình huống này việc sân bay có nên trình xét hạng mục hay không cũng cần phải suy nghĩ. Cục diện hiện nay của Ninh Lăng khá vi diệu. Năm ngoái Ninh Lăng có tốc độ phát triển rất nhanh, năm nay vốn có tương lai khả quan nhưng lại gặp phải việc Trung ương thay đổi chính sách, nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến Ninh Lăng. Xây dựng cơ sở vật chất được Ninh Lăng đầu tư liên tục để đảm bảo tăng sức cạnh tranh, sức hấp dẫn các hạng mục bên ngoài đầu tư vào Ninh Lăng. Đồng thời Cục Giao thông thị xã cũng đã đưa ra ý tưởng xây dựng, sửa chữa toàn bộ hệ thống đường giao thông đến các quận, huyện. Điều này được các quận, huyện hoàn toàn ủng hộ vì nó sẽ khiến kinh tế quận, huyện phát triển. Triệu Quốc Đống cũng không nói gì nhiều với Trung Dược Quân. Hắn chỉ nói vấn đề này thị ủy sẽ xem xét nhưng quyết định của thị xã phải căn cứ theo tình hình thực tế của Ninh Lăng mà làm. Chính sách chỉ đạo của bên trên có thể làm tham khảo. Hạng mục sân bay tiến hành hay không phải căn cứ vào tình hình phát triển của Ninh Lăng mà phán đoán. Cùng lắm là thị xã Ninh Lăng bỏ qua suy nghĩ tranh thủ tài chính của tỉnh mà thôi, dựa vào thị xã và thu hút đầu tư bên ngoài. Trung Dược Quân là thị trưởng đủ tư cách nhưng khi gặp áp lực thì y lại mềm yếu đi. Triệu Quốc Đống không biết có phải là do thái độ Tần Hạo Nghiên quá cứng rắn khiến Trung Dược Quân lùi bước hay không. Chẳng qua bản thân Triệu Quốc Đống sẽ không dễ dàng thay đổi quyết định của mình. Quyển 14, chương 130. Nếu muốn hóa giải tin tức bất lợi này, Triệu Quốc Đống biết mình cần thay đổi vài suy nghĩ. Tỉnh nếu thực hiện chỉ thị tinh thần của Trung ương thì sẽ phải chọn vài nơi áp dụng. Rất khó nói Ninh Lăng có bị lãnh đạo chủ yếu tỉnh ủy nhìn vào hay không. Hơn nữa theo Triệu Quốc Đống cảm thấy nếu như sớm có kế sách ứng phó thì sẽ tốt hơn là chờ đến lúc đó mới nghĩ cách. Trước đây mặc dù công ty đầu tư Trung Hoa không tham gia thì hạng mục sân bay Ninh Lăng vẫn có thể xây dựng bằng cách để công ty đầu tư đô thị vay vốn, nhưng bây giờ khi chính sách thay đổi, tỉnh muốn thắt chặt chi tiêu công thì Ninh Lăng cũng phải thay đổi. Triệu Quốc Đống đang suy nghĩ xem làm như thế nào để thuyết phục được Lưu Kiều đã ra chiêu trước.
Nếu chính quyền thị xã Ninh Lăng có thể ký hợp đồng đầu tư bổ sung với công ty đầu tư Trung Hoa thì chị nghĩ quy hoạch này không phải không thể bàn bạc. Có thể, không vấn đề gì. Triệu Quốc Đống không hề do dự nói. Ồ, chú không hỏi nội dung hợp đồng là gì sao? Lưu Kiều có chút kinh ngạc nói. Đó là việc của nhân viên chuyên môn làm, em chỉ làm việc của mình. Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Lưu Kiều thấy không khỏi ngẩn ra. Người đàn ông này lúc đưa ra quyết định đúng là rất hấp dẫn phụ nữ. Nghĩ đến đây Lưu Kiều không khỏi lo lắng cho Nhược Đồng. Chẳng qua em đoán chính là vài cơ chế đảm bảo công ty đầu tư Trung Hoa bọn chị thu được lãi nhỏ nhất phải không? Việc này em nói rồi, không vấn đề gì. Vẻ khí phách, quyết đoán của Triệu Quốc Đống thoáng cái biến mất, thay vào đó là sự tùy tiện. Quốc Đống, xem ra đây là chuyện bắt buộc đối với chú. Lưu Kiều cười nói. Đối với điều em muốn được thì em vẫn luôn như vậy. Hắn nhún vai nói. Vậy đối với cô gái mà em thích thì cũng vậy sao? Lưu Kiều đâm một câu. Triệu Quốc Đống ngẩn ra rồi cẩn thận nhìn Lưu Kiều. Chị muốn nói gì? Lúc nãy Lưu Quân thấy bà chị mình và Triệu Quốc Đống nói chuyện công việc nên biết ý rời đi. Chị chỉ muốn nhắc chú đã có vợ. Chị không cần biết giữa chú và Nhược Đồng như thế nào nhưng phải có chừng mực. Đó là cảnh báo chú đó. Trực giác nói cho Lưu Kiều biết Triệu Quốc Đống có người phụ nữ ở ngoài. Cô đã sớm muốn nhắc Triệu Quốc Đống, nhưng Nhược Đồng mãi vẫn ở nước ngoài. Triệu Quốc Đống là người đàn ông trẻ tuổi, vợ chồng xa nhau, Triệu Quốc Đống ở hoàn cảnh đó thì sao có thể khắc chế được. Chị cảm thấy em cần người khác nhắc nhở, hoặc là cần người đề nghị mình ở điểm này sao? Triệu Quốc Đống không hề khách khí phản kích, đừng tưởng mình có việc cần nhờ đối phương là đối phương cảm thấy có thể nói này nói kia việc cá nhân của mình. Dù đề nghị của Lưu Kiều có lẽ không ác ý nhưng hắn không thích. Ngay cả Nhược Đồng cũng không làm như vậy. Lưu Kiều có chút không nói nữa. Có một số việc nhắc ra một câu là đủ. Triệu Quốc Đống là người để người khác ảnh hưởng đến quan điểm, suy nghĩ của mình sao? Cô chẳng qua chỉ muốn bảo hắn cảnh giác một chút. Đứng càng cao thì lộ đuôi sẽ càng nguy hiểm. Bị Lưu Kiều gõ như vậy khiến Triệu Quốc Đống có chút buồn bực. Không biết Lưu Kiều biết gì nhỉ, chẳng lẽ là Cù Vận Bạch? Triệu Quốc Đống vô thức lắc đầu. Hắn và Cù Vận Bạch hiếm khi gặp ở Bắc Kinh, hơn nữa chỗ ở của Cù Vận Bạch ở Bắc Kinh cũng rất bí ẩn. Dù là ở tập đoàn Thiên Phu cũng không mấy người biết, ngoài lái xe riêng của cô thì ngay cả cao tầng trong tập đoàn cũng không biết, ích. Khấu Linh. Càng không thể, căn tứ hợp viện kia chỉ có hắn và Khấu Linh biết. Hơn nữa hai người thi thoảng mới gặp mà. Sao thế Quốc Đống? Lưu Thác có chút tò mò nhìn Triệu Quốc Đống. Ánh mặt trời sao chưa làm người ta thoải mái. Thời tiết Bắc Kinh thay đổi rất nhanh. Triệu Quốc Đống và Lưu Thác đi chậm trong vườn hoa nói chuyện. Lưu Thác thích nhất căn biệt thự này. Khu vườn hoa này có nhiều loài hoa quý mà y thích. Đi quanh là có thể ngẫm nghĩ ra được nhiều điều. Không có gì, Thác ca. Hết năm nay tình hình Hắc Hà sẽ ổn định. Anh có chuẩn bị đi chưa? Hùng Chính Lâm đánh giá cao Lưu Thác. Có thể được Hùng Chính Lâm khen là rất hiếm. Mặc dù Hùng Chính Lâm không có nghĩa là tổ chức nhưng y đánh giá còn khắt khe hơn tổ chức. Bây giờ còn chưa đến mức đó, cục diện Hắc Hà thì chú không phải không biết. Bây giờ Trung ương rất chú ý đến Hắc Hà nên anh không dám sơ sót. Năm trước Trung ương nghiên cứu việc Trấn Hưng trụ sở công nghiệp Đông Bắc chiến lược, chuyên môn thành lập tổ lãnh đạo cho công việc này, đã đưa lên tầm quan trọng ngang với việc phát triển phía Tây. Nghe nói năm sau có thể còn đưa ra nhiều chính sách quyết định nữa. Trung ương bây giờ càng lúc càng chú ý đến khu vực Đông Bắc, hy vọng đuổi kịp khu vực Duyên Hải và khu vực Trung Tây. Lưu Thác không cho Triệu Quốc Đống nhiều cơ hội suy nghĩ miên man. Triệu Quốc Đống cũng hiểu mình hơi tò mò nên có chút xấu hổ gãi đầu nói. Chênh lệch giàu nghèo càng lúc càng rõ ràng, nó không chỉ thể hiện ở khu vực phía Tây và phía Đông, càng thể hiện giữa các giai cấp khác nhau trong cùng một khu vực. Em nghĩ Trung ương cũng chú ý đến điểm này nên bắt đầu chú trọng đến các công trình dân sinh. Thành lập hệ thống bảo đảm an sinh xã hội, đảm bảo cho các người có thu nhập thấp có thể sống với điều kiện cơ bản. Giải quyết công ăn việc làm cho người dân là nhiệm vụ cấp bách nhất đối với chính quyền địa phương. Ừ, anh thấy không chỉ ở tỉnh An Nguyên các chú mà bên Hắc Hà cũng gặp áp lực rất lớn. Cả khu vực Trung Tây cũng gặp phải việc này. Quốc Đống, chú làm BT út một nơi, Ninh Lăng có tốc độ tăng trưởng nổi tiếng cả nước nhưng làm như thế nào giải quyết được vấn đề khó khăn này thì anh cảm thấy chú nên tiến hành. Nếu có thể đột phá ở điểm này thì anh nghĩ từ góc độ nào đó cũng là tốt cho chú. Lưu Thác dừng lại, quay đầu nhìn Triệu Quốc Đống. Thác ca, anh cũng có thể thử việc này bên Hắc Hà mà. Triệu Quốc Đống từ chối cho ý kiến. Hừ,
Anh đương nhiên muốn nâng tình hình của Hắc Hà chính là muốn ổn định cục diện, hoàn thiện cơ chế phân công cán bộ, đồng thời bù đắp các vị trí thiếu hụt, đốc thúc công việc đi vào quỹ đạo sau vài năm gió lốc. Lưu Thác lắc đầu nói. Hơn nữa Hắc Hà là tỉnh lớn, muốn tiến hành đổi mới cũng chỉ có thể ở quận, huyện hoặc thị xã. Chú ở Ninh Lăng hoàn toàn có điều kiện này. Triệu Quốc Đống gật đầu. Lưu Thác nói chính là có ý tốt, quá chú trọng phát triển kinh tế sẽ làm quên về cuộc sống dân sinh. Mấy năm trước GDP tăng trưởng áp đảo tất cả nhưng bây giờ suy nghĩ này dần giảm đi. Nhất là ở khu vực duyên hải giàu có đã bắt đầu tìm kiếm chiến lược phát triển hài hòa, hoàn mỹ. Nhưng Ninh Lăng có cơ sở kinh tế kém xa so với các thành phố khu vực duyên hải. Muốn thực hiện việc cùng hưởng thành quả phát triển kinh tế là chưa thể. Làm như thế nào phân phối tài chính một cách hợp lý cho phát triển kinh tế và dân sinh là cần có tầm nhìn của lãnh đạo. Ngày kia em sẽ tới. Triệu Quốc Đống cười cười khoác tay Lưu Nhược Đồng. Vâng, nếu không có việc gì khác thì ngày kia em tới. Không phải nói suối nước nóng Hoa Lâm rất tốt sao? Em cũng muốn thử xem có hiệu quả làm đẹp không? Em đừng mang hy vọng quá lớn, phải tắm lâu dài mới có hiệu quả được đó. Còn một hai lần không có tác dụng mấy đâu. Mà Lưu Thác ở đằng kia, em không sang chào sao? Triệu Quốc Đống nhìn đồng hồ nói. Không cần mà, vừa nãy em có ngồi với Lưu Thác rồi mà. Lưu Nhược Đồng lắc đầu nói. Một năm cũng chỉ có một lần như thế này, mọi người sau đó lại phấn đấu vì công việc của mình. Có đôi khi em nghĩ chúng ta bận rộn như vậy để làm gì? Sao em lại có suy nghĩ đó? Chúng ta không phải đều sớm đặt ra mục tiêu sao? Đời người phải có một thứ mà theo đuổi chứ? Anh đồng ý đặt mục tiêu cao, xa một chút, vì không có động lực, áp lực thì anh sẽ không còn là anh. Quyển 15, chương 1. Triệu Quốc Đống nhìn đồng hồ thấy còn 10 phút nữa mới tới 10 giờ. Vân Duệ bưng trà mới pha vào, lá trà màu đen nhấp nhô trong cốc. Triệu Quốc Đống chỉnh lại áo và thấy rất thoải mái, ấm áp. La Băng xem ra rất thỏa mãn với cuộc sống hiện nay. Mặc dù Nhược Lâm tìm mọi cách dụ dỗ nhưng cô không mắc câu, vẫn thích cuộc sống bây giờ. Triệu Quốc Đống vốn không muốn La Băng dậy do triền miên cả đêm, nhưng cô lại dậy sớm lấy nước cho hắn, mặc quần áo cho hắn. Cũng không biết mình có thể hưởng thụ hạnh phúc này đến bao giờ. Triệu Quốc Đống lắc đầu muốn ném mấy suy nghĩ này ra khỏi đầu để suy nghĩ công việc hôm nay. Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của năm mới. 10 giờ sẽ tổ chức hội nghị thường vụ thị ủy. Một tuần sau cũng là ngày 15 hắn sẽ lên Bắc Kinh học 3 tháng. Vì thế hắn có nhiều công việc cần xác định. Triệu Quốc Đống nhấp ngụm trà và nhìn nội dung hội nghị hôm nay. Chuyện đầu tiên là thảo luận về chế độ tiếp dân của lãnh đạo thị xã, chuyện này được chuẩn bị từ lâu. Triệu Quốc Đống hy vọng chuyện được xác định trước khi mình đi học. Việc này về cơ bản đã được các thường vụ thị ủy ủng hộ, chỉ là cần nghiên cứu việc tạo thanh thế và nghi thức cụ thể mà thôi. Việc thứ hai là về việc khởi động lập hạng mục xây dựng ZS. Có lẽ đề tài này sẽ có tranh luận. Nhất là khi Trung ương bắt đầu thay đổi hướng gió khiến cho hạng mục lớn như thế này sẽ không phù hợp thực tế. Việc thứ ba cũng là vấn đề lớn đó là việc xây dựng công trình giao thông nông thôn và công trình thủy lợi toàn thị xã. Đây cũng là hành động đi ngược chiều gió. Ninh Lăng có kế hoạch trong 3 năm cải tạo toàn bộ quốc lộ từ các quận, huyện tới nội thành lên đường quốc lộ cấp 2, đồng thời khởi động công trình đường liên xã, yêu cầu đường từ quận, huyện xuống xã đạt tiêu chuẩn quốc lộ cấp 3 trở lên. Khi Triệu Quốc Đống vào phòng hội nghị thì Trung Dược Quân và Lam Quang vẫn chưa đến. Các thường vụ đều biết khi Triệu Quốc Đống tổ chức họp rất đúng giờ, không sớm nhiều, cũng không đến muộn, thói quen này tập mãi thành quen. Bọn họ thường đến sớm hơn 10 phút để nói chuyện, trao đổi với nhau. Hôm nay Triệu Quốc Đống đến sớm vài phút làm các thường vụ có chút bất ngờ. Chẳng qua mọi người cũng khá vui vẻ, Triệu Quốc Đống đến lại càng làm không khí phòng hội nghị thêm tốt lên. Bí thư Triệu. Nhìn ngài rất vui vẻ, Tết này vui chứ? Lỗ Năng luôn là người tích cực và vui vẻ. Dù là Triệu Quốc Đống hay Trung Dược Quân thì y đều có thể tìm được đề tài thích hợp để nói. Ừ, cũng được, Dược Quân nhận giúp tôi 2 ngày làm tôi có thời gian đi nhiều nơi. Tôi đi Côn Châu, Kiềm Dương, cảm nhận không khí Tết tỉnh bạn như thế nào? Triệu Quốc Đống gật đầu chào các vị thường vụ rồi nói. Nguyên sinh, Tết này không có vấn đề gì chứ? Bí thư Triệu. Tết này coi như bình yên, không có vụ án hình sự nào lớn. Có 2 vụ hỏa hoạn nhưng hậu quả không lớn. Mã Nguyên Sinh cũng cười nói. Nhờ phúc của Bí Thư Triệu nên Tết này có thể nói là Tết bình yên nhất trong nhiều năm qua. Vậy là tốt rồi, một cái Tết yên bình chính là điềm báo tốt cho Ninh Lăng chúng ta.
hy vọng Ninh Lăng năm nay sẽ có thu hoạch lớn. Triệu Quốc Đống nhìn quanh, ngoài Trung Dược Quân và Lam Quang ra thì các vị thường vụ khác đều đến đông đủ. Ngay cả tư lệnh quân khu Lý Nguyên Khánh ít tham gia hội nghị thường ủy cũng đến. Nghe nói sang năm y có thể rời khỏi Ninh Lăng, Triệu Quốc Đống không có nhiều ấn tượng với người này. Đúng thế, Bí Thư Triệu, ngài xác định sẽ tiến hành việc tiếp dân trước khi ngài lên Bắc Kinh học sao? Đảng ủy chính pháp các quận, huyện đều góp nhặt một chút tình hình, không quá lạc quan. Tôi đoán một ngày đó ngài và thị trưởng Trung sợ là không có thời gian đi nhà vệ sinh nữa. Mã Nguyên Sinh nói. Đúng thế Bí Thư Triệu, có nên giảm bớt phạm vi không? Mời các xã, thị trấn chọn lựa trước, nếu không tôi sợ thời gian một ngày cũng không đủ. Tăng Lệnh Thuần cũng có chút lo lắng. Việc này nói rõ vấn đề gì? Tại sao có nhiều vấn đề không được giải quyết? Rốt cuộc là không thể giải quyết thật, hay do lịch sử lưu lại không dễ giải quyết, hay là do các ngành liên quan đùn đẩy lẫn nhau? Hay là liên quan đến lợi ích của các ngành nên không muốn, không dám giải quyết? Tôi cảm thấy việc này phải phân chia rõ ràng, ít nhất phải cho dân chúng thấy một chút hy vọng chứ. Triệu Quốc Đống nói làm không khí trong phòng đọng lại. Hắn không muốn phá vỡ không khí nhưng nói tới đề tài này tuy các thường vụ đều đồng ý chế độ tiếp dân nhưng ý thức vẫn còn thiếu. Bọn họ cho rằng nhiều vấn đề do bản thân dân chúng tạo ra. Tôi biết rất nhiều vấn đề không phải do ai cố ý tạo ra, cũng không phải ai không muốn giải quyết vấn đề. Nhưng sự thật khách quan ở trước mặt chúng ta, có một số việc vốn nên do các ngành bên dưới giải quyết, nhưng phải cần cấp trên đốc thúc mới làm xong. Đây là hiện tượng phổ biến mà chúng ta cần giải quyết. Chúng ta không thể để các vụ việc cứ kéo dài mãi được. Mọi người đều có thể nhận ra Triệu Quốc Đống rất mẫn cảm ở vấn đề này. Ít nhất trong hai hội nghị thường ủy nghiên cứu vấn đề này, Triệu Quốc Đống đều nhấn mạnh. Hắn không phải làm cho có, nhất là khi hắn sắp đi học thì càng không cần diễn làm gì. Lệnh Thuần, anh dục Lão Trung, Lão Lam một chút. Hôm nay có mấy việc lớn cần bàn, tôi đoán 1-2 tiếng chưa chắc đã xong được. Anh bảo nhà bếp chuẩn bị một bàn cho chúng ta. Chúng ta ăn một chút, ăn xong rồi tiếp tục. Triệu Quốc Đống nhìn qua đề tài thảo luận, có đến 7-8 mục, mấy mục đầu sợ còn có tranh luận nên khá tốn thời gian. Bí thư Triệu, bọn họ tới rồi. Tăng Lệnh Thuần lấy máy ra định gọi thì thấy Trung Dược Quân và Lam Quang đi tới. Đợi hai người vào phòng, cửa phòng được đóng lại. Phụ trách ghi chép là Phó Chánh Văn Phòng Thị ủy, Tào Uyên. Vị này năm 98 là cấp phó cho Triệu Quốc Đống. Nhưng vì nạn lụt nên bị cách chức điều về thị xã. Đầu tiên y làm ở văn phòng nông nghiệp thị xã một thời gian, khó khăn lắm mới làm phó chủ nhiệm văn phòng, đến năm ngoái khi Giản Hồng rời khỏi văn phòng thị ủy, nhân viên văn phòng thị ủy điều chỉnh lớn, do đề nghị của Lam Quang nên Tạo Uyên được điều tới làm phó chánh văn phòng. Đối với Tạo Uyên này, Triệu Quốc Đống lấy tâm trạng bình thường nhất mà đối đãi. Lúc Tạo Uyên làm thường vụ, phó chủ tịch Hoa Lâm cũng không có mâu thuẫn gì mấy với Triệu Quốc Đống. Cũng chỉ là có cái nhìn khác nhau trong công việc mà thôi, đây là điều rất bình thường. Về phần sau đó Tạo Uyên được điều đến Thương Hóa làm chủ tịch rồi gặp cơn đại hồng thủy năm 98. Lúc ấy huyện ủy, ủy ban Thương Hóa chống lũ không tốt, gây tổn thất lớn khiến bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện đều bị liên lụy. Bí thư Triệu, tôi tới muộn một chút, tôi nhận được thông báo của ủy ban thể dục thể thao tỉnh nói vài vị khách Hong Kong muốn tới khảo sát về mảng thể thao của Ninh Lăng chúng ta. Trung Dược Quân xin lỗi rồi nói. Công ty thể thao Quan Lan thuộc tập đoàn Quân Hào sang tuần sau có lẽ sẽ tới thị xã chúng ta. Đây là chuyện tốt, xem ra Ninh Lăng chúng ta phát triển nhanh chóng về mọi mặt. Nếu như có nhà đầu tư đến đầu tư vào mảng thể thao của Ninh Lăng thì chính là một hành động vĩ đại trong công tác thu hút đầu tư của Ninh Lăng chúng ta. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Lão Trung, tôi thấy anh nửa buồn nửa vui. Sao thế, có phải cảm thấy có việc gì khó không? Các thường vụ cũng nở nụ cười. Mọi người đều không lạ gì công ty thể thao Quan Lan. Ngoài việc đầu tư lớn ở Nam Việt ra, tập đoàn Quân Hào cũng thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thể thao Quan Lan Ando. Bắt đầu từ năm ngoái cũng đã được phê duyệt xây dựng sân gôn Quan Lan Ando. Giữa năm ngoái công ty Quan Lan bắt đầu xây dựng sân gôn, nghe nói sau khi xây dựng xong sẽ cạnh tranh với sân ở Hồ Vân Loa. Bây giờ Quan Lan đến Ninh Lăng khảo sát đầu tư đương nhiên là có mục đích. Quyển 15, chương 2. Bí thư Triệu, tôi không tin ngài không biết mục đích công ty Quan Lan đến Ninh Lăng chúng ta làm gì. Bọn họ đã chọn được khu đất mới chính thức ra mặt. Đây vốn là chuyện tốt vì chứng tỏ Quan Lan tin vào tình hình phát triển kinh tế của Ninh Lăng nhưng mà lại chọn thời gian không thích hợp mấy. Trung Dược Quân thở ngắn than dài khác hẳn việc Triệu Quốc Đống cười tự tin,
khiến các thường vụ đều không biết hai vị lãnh đạo này đóng kịch hay là thật sự có cái nhìn khác nhau trong chuyện này. Không có gì mà, Trung ương đưa ra phương hướng nhằm vào từng nơi cụ thể. Tôi thật ra cảm thấy một vài ngành trong nước phát triển quá nóng cần giảm nhiệt nhưng tôi thấy Ninh Lăng không nằm trong nhóm này. Triệu Quốc Đống thấy các thường vụ chú ý đến chuyện này, hắn biết trên thực tế tất cả mọi người đều khá chú ý đến những tin tức từ Trung ương, xem việc này ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của Ninh Lăng. Mà thái độ của hắn là bí thư thị ủy càng quan trọng. Triệu Quốc Đống vốn định bàn về chế độ tiếp dân trước nhưng bây giờ xem ra các thường vụ không chú tâm mấy vào việc này. Trụ cột kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng không bao giờ là sai. Năm ngoái Ninh Lăng đạt thành tích huy hoàng, là thị xã có tốc độ tăng trưởng và thu tài chính, tăng thu nhập bình quân của dân cư thành thị cao nhất nước, tăng thu nhập của nông dân cũng đứng thứ ba. Ninh Lăng được gọi là kỳ tích, dù là Tổng cục Thiết kế Quốc gia hay Cục Thiết kế tỉnh đến Ninh Lăng khảo sát đều đánh giá các con số là chính xác. Hơn nữa dân cư Ninh Lăng đã được giải quyết công ăn việc làm cao. Ninh Lăng muốn tiếp tục duy trì tốc độ phát triển cao thì nhất định cần phải tiếp tục tăng cường đầu tư, tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, tiến thêm một bước để tăng sức cạnh tranh, đảm bảo việc thu hút đầu tư tài sản cố định, phát triển công nghiệp của Ninh Lăng năm nay đều có động tác lớn. Đây về cơ bản là ý kiến thống nhất của các thường vụ thị ủy. Nhưng bắt đầu từ cuối năm ngoái quyết định này đã bị ảnh hưởng của tin từ Trung ương truyền ra. Có một số lãnh đạo Trung ương nói sẽ khống chế một số ngành truyền thống gây ô nhiễm môi trường, hao tổn điện năng cao, hơn nữa cũng yêu cầu chứng thực ở địa phương. Trên tỉnh cũng đang cẩn thận nghiên cứu về chỉ thị tinh thần của Trung ương, có lẽ đầu năm nay Trung ương sẽ ra tay mạnh. Đây là tin tức không tốt đối với Ninh Lăng, nhất là khi Ninh Lăng đưa ra nhiều chính sách thoáng trong mảng xây dựng cơ sở vật chất và đầu tư công nghiệp, nhưng có lẽ tình hình năm nay sẽ không tốt như vậy. Mọi người chắc có thể đều quan tâm vấn đề và lo nó có thể ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế Ninh Lăng ta hay không. Nhưng tôi cảm thấy quốc gia ngoài việc khống chế các ngành tiêu tốn điện năng và gây ô nhiễm môi trường cao ra, cũng có thể khống chế vài hạng mục xây dựng cơ sở vật chất nhưng mọi việc đều có tính tương đối mà. Triệu Quốc Đống rất bình thường nói. Nhìn sơ qua thì thấy quy hoạch năm nay của Ninh Lăng chúng ta có không ít. Ví dụ như sân bay, đường giao thông thông tất cả các quận, huyện, xây dựng hai cây cầu qua ô Giang đều có thể trong phạm vi bị khống chế. Các thường vụ thấy Triệu Quốc Đống nói như vậy liền bàn tán một chút. Đây không phải là lo xa mà vấn đề ở ngay trước mắt. Ai cũng biết chính sách sẽ nhanh chóng được đưa ra, hạng mục quan trọng nhất năm nay của Ninh Lăng là xây dựng sân bay nhất định sẽ thuộc đối tượng bị khống chế. Tôi cũng lo lắng nhưng Tết này tôi đã lên Bắc Kinh một chuyến, cũng gặp vài lãnh đạo hỏi chuyện này. Ý đồ của chính sách Trung ương là rất rõ ràng, đó chính là muốn giảm nhiệt nền kinh tế, lợi dụng cơ hội đào thải các ngành lạc hậu, đảm bảo sự phát triển ổn định của nền kinh tế. Còn mấy hạng mục lớn của Ninh Lăng có bị xếp vào không? Theo tôi thấy thì không. Đầu tiên là hệ thống đường giao thông liên thị xã và cầu qua ô Giang đã sớm được đưa ra, có thể việc chúng ta hy vọng được tỉnh ủng hộ về chính sách và tài chính sẽ không thực hiện được. Nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể dựa vào tài chính của Ninh Lăng cùng huy động các nguồn lực khác mà khởi động mấy hạng mục này. Bí thư Triệu, vậy còn hạng mục sân bay Đông Trại thì sao? Cố Vĩnh Bân trầm giọng nói. Đông Trại nằm ở phía bắc quận Đông Giang, cách thủ phủ Đông Giang 8 km, đây là vị trí được xác định xây dựng sân bay sau nhiều lần khảo sát, luận chứng. Tôi sẽ nói đến vấn đề này. Sân bay Đông Trại bởi vì tài chính đầu tư rất lớn cùng với tính đặc thù của hạng mục nên không chỉ được tỉnh phê duyệt, còn cần báo cáo lên Quốc vụ viện và Quân ủy Trung ương. Ở tình huống hiện nay tôi thấy có chút khó khăn nhưng không phải không thể làm. Triệu Quốc Đống nhìn Cố Vĩnh Bân. Thái độ của tên Cố Vĩnh Bân này rất mập mờ, đối với nhiều vấn đề thường ít phát biểu ý kiến, chủ yếu đóng vai trò một phó thị trưởng hành động theo chỉ thị mà thôi. Trong các hội nghị thường ủy y thường im lặng, đây không phải tính cách mà Triệu Quốc Đống thích. Nhưng thật ra Cố Vĩnh Bân ngồi trên vị trí phó thị trưởng thường trực này làm khá tận tâm. Cố Vĩnh Bân xoay xoay bút như chờ Triệu Quốc Đống nói tiếp. Hiện nay sân bay Đông Trại có hai vấn đề. Một là được tỉnh và Quốc vụ viện phê duyệt, thứ hai là vấn đề tài chính. Điểm thứ nhất thì tôi thấy nguyên nhân chủ yếu là do giai đoạn đặc thù hiện nay, nhưng tôi nghĩ nếu chúng ta chủ động triển khai công việc thì tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh sẽ hiểu tại sao Ninh Lăng chúng ta lại muốn xây dựng sân bay. Đây là vừa đại biểu cho thành quả cải cách của Ninh Lăng chúng ta, đồng thời cũng xúc tiếp xác lập địa vị trung tâm thành thị của khu vực An Đông của Ninh Lăng chúng ta. Cố Vĩnh Bân mặt hơi tái đi, xem ra Triệu Quốc Đống vẫn không muốn bỏ qua hạng mục sân bay Đông Trại. Thậm chí hắn còn cảm thấy có thể qua cửa trên tỉnh ủy và Quốc vụ viện. Người này quá tự tin,
Khi quốc gia đã đưa ra tín hiệu rõ ràng như vậy mà còn muốn đẩy mạnh hạng mục này là không sáng suốt. Bí thư Triệu, tôi cảm thấy chúng ta cần khách quan một chút. Hạng mục sân bay Đông Trại đúng là không thể thiếu đối với Ninh Lăng chúng ta, nhưng có phải nên tiến hành trong năm hay không là điều cần phải suy nghĩ. Dù sao bây giờ quốc gia liên tục đưa ra các tín hiệu khống chế, hơn nữa căn cứ tài liệu thì mấy năm nay việc xây dựng sân bay chi nhánh thường lỗ là chính, ít có lãi. Trung ương cũng sẽ tiến hành thắt chặt việc xây dựng sân bay chi nhánh. Ở hoàn cảnh khó khăn này tôi sợ tỉnh khó đồng ý hạng mục này của Ninh Lăng. Hơn nữa còn là vấn đề tài chính xây dựng sân bay là quá lớn. Nếu đầu tư nhiều sẽ ảnh hưởng đến mấy công trình khác của chúng ta. Cố Vĩnh Bân cảm thấy vấn đề này mình cần phải đưa ý kiến, Triệu Quốc Đống lợi dụng việc đầu tư lớn để thúc đẩy phát triển kinh tế năm ngoái đã thành công, nhưng con đường này chưa chắc nhất định luôn thành công. Triệu Quốc Đống thấy Lam Quang, Toàn Lực Trí, Lý Đại Phú có vẻ như đồng ý với quan điểm của Cố Vĩnh Bân, mấy vị thường vụ khác mặc dù không tỏ thái độ nhưng đều nhìn hắn, có lẽ là hy vọng Triệu Quốc Đống đưa ra lời nói đủ để thuyết phục mọi người. Cố Vĩnh Bân nói không phải không có lý, mà đại biểu tiếng lòng của một bộ phận người ở đây. Bây giờ Triệu Quốc Đống cũng không thể lùi bước, Tân Châu đã có động tác nếu Ninh Lăng bị Tân Châu cướp đi cơ hội thì Ninh Lăng có thể sẽ mất đi địa vị thành đô thị trung tâm của khu vực. Hơn nữa hắn đã được công ty Trung Hoa chấp nhận ủng hộ. Tôi vừa nãy đã nói Trung ương đưa ra chính sách không phải là vơ đũa cả nắm. Nhất là ở tình huống Ninh Lăng có tốc độ tăng trưởng cao như vậy thì hạng mục sân bay của Ninh Lăng không nên chậm trễ, chậm một bước có lẽ sẽ khác. Về phần mấy khó khăn mà tôi nói, tôi nghĩ chúng ta vừa có thể xác định hạng mục, sau đó tiến hành công tác chuẩn bị. Đồng thời chúng ta cũng cần tích cực vận chuyển để được tỉnh ủy đồng ý. Tôi nghĩ muốn nói với mọi người là về vấn đề tài chính tôi đã tìm được một công ty đầu tư thích hợp. Bọn họ đã đồng ý đầu tư, điều này sẽ tránh cho việc chúng ta dựa quá nhiều vào tài chính của thị xã. Quyển 15, chương 3. Cố Vĩnh Bân lắc đầu, y cảm thấy Triệu Quốc Đống này quá tự tin. Có lẽ do thành tích năm ngoái của Ninh Lăng khiến hắn cảm thấy có thể đối đầu với bên trên. Làm bí thư thị ủy mà như thế thì đúng là rất nguy hiểm. Đây là chính sách khống chế từ Trung ương đưa xuống. Mặc dù chỉ là tiếng gió bước đầu nhưng khí thế rất mạnh. Chỉ cần là chính sách về kinh tế sẽ luôn khiến người ta phải suy nghĩ. Lúc này đừng nói là đảng ủy, chính phủ cấp thị xã, dù là cấp tỉnh cũng không dám tùy tiện mở miệng nói. Hơi không chú ý là bị đánh vỡ mặt ngay. Bí thư Triệu, đây không phải là vấn đề tài chính mà là chính sách. Chúng ta không thể đi ngược lại chính sách của Trung ương, đây là vấn đề nguyên tắc. Cố Vĩnh Bân nói. Tôi biết ngài lo lắng việc Tân Châu cũng muốn xây dựng sân bay, lo rằng bọn họ đi trước chúng ta. Nhưng tôi có thể khẳng định bọn họ cũng sẽ không được thông qua. Bây giờ Trung ương chưa chính thức đưa ra chính sách, nội dung cụ thể chúng ta vẫn chưa biết. Lúc này chúng ta sợ đầu sợ đuôi chờ theo dõi thì sẽ không phù hợp với quan niệm phát triển của Ninh Lăng chúng ta. Chỉ cần không phải chính sách pháp luật có lệnh cấm thì chúng ta phải thử. Hơn nữa tôi cũng đã tìm hiểu về các ý kiến của Trung ương. Chủ yếu là nhằm vào các ngành lạc hậu, tiêu tốn điện năng nhiều và gây ô nhiễm môi trường cao. Đối với việc xây dựng cơ sở vật chất thì tôi không thấy có ý đồ khống chế rõ ràng, cho nên tôi cảm thấy chúng ta không thể vì thế mà dừng lại không làm gì. Triệu Quốc Đống có thể hiểu lo lắng của Cố Vĩnh Bân. Mà lúc này quốc gia sẽ khống chế rất mạnh, nhưng nếu trước khi cơn gió lốc tới anh ngồi im thì khi gió lốc tới không phải chỉ có thể lui bước sao? Cơn gió lốc cũng là cơ hội. Gió lốc có thể khiến tất cả mọi người không dám ngẩng đầu, trợn mắt, nhưng lúc này ngẩng đầu thấy tình hình, thậm chí là ngược gió mà lên mới chính thức là người có lý trí, dũng cảm. Người khác lui thì anh có thể đi lên trước, đó là chênh lệch. Hội nghị thường ủy ngay từ đầu đã rơi vào trạng thái đấu tranh, Cố Vĩnh Bân cứng rắn làm các thường vụ ngạc nhiên. Đây là lần đầu Cố Vĩnh Bân phát biểu như vậy trong hội nghị, không lùi bước trước sự cường thế của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống từ trước đến giờ vẫn ủng hộ việc tranh luận quan điểm trong hội nghị. Nhưng một khi hội nghị thường ủy hình thành quyết định thì không ai được phép chống đối, làm trái. Anh có thể giữ lại ý kiến của mình, nhưng một khi tổ chức quyết định phương án thì không ai có thể vi phạm. Vì thế việc tranh luận kịch liệt trong hội nghị thường ủy là điều hay xuất hiện ở Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống thích việc này, cũng dốc sức thực hiện phong cách này, nó khiến hội nghị thường ủy Ninh Lăng trở thành một điểm sáng. Bí thư Triệu. Trung ương đã phát ra tín hiệu với các ngành thép, điện, xi măng chẳng lẽ không nói rõ vấn đề sao? Đúng là bởi vì ngành xây dựng cơ sở vật chất và bất động sản mất khống chế mới khiến kinh tế phát triển nóng, điểm này là rất rõ.
Chính sách trung ương chính là nhằm vào vấn đề này. Chúng ta không thể bịt tai làm theo ý mình, mà phải nhìn nhận rõ thực tế. Cố Vĩnh Bân không bị thuyết phục, y cũng có đủ lý do để chứng minh quan điểm của mình. Nếu như nói việc xây dựng, nâng cấp hệ thống đường giao thông đến các quận, huyện và hai cây cầu là nhu cầu cấp bách với Ninh Lăng chúng ta, như vậy sân bay thì tôi thấy có thể kéo dài một chút. Tại sao nhất định phải khiêu chiến giới hạn của Trung ương và tỉnh? Kéo dài một chút. Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi, hắn cảm thấy có không ít thường vụ nghĩ như vậy. Kéo dài một chút có gì là không được chứ? Sao cứ phải tiến hành trong lúc mẫn cảm như thế này? Triệu Quốc Đống cảm thấy mình đã phạm sai lầm. Hắn đánh giá thấp sự nhạy cảm chính trị của các vị đồng nghiệp, cũng đánh giá hơi cao về khả năng thuyết phục và sức ảnh hưởng của mình. Những người này chưa chắc có thể thấy rõ được hoàn cảnh và cơ hội trước mắt, nhưng lại có thể tính toán rõ lợi hại, được mất. Mọi người cảm thấy kéo dài một chút là không ảnh hưởng quá lớn đối với Ninh Lăng chúng ta. Triệu Quốc Đống nói, chúng ta có phải là không có tự tin nên phải để kéo dài một chút không? Nếu như chúng ta kéo dài để xem tình hình, các nơi khác không như chúng ta thì sao? Cố Vĩnh Bân tái mặt, lời của Triệu Quốc Đống trên danh nghĩa hỏi hết mọi người nhưng lời nói rõ ràng là nhằm vào chính y. Năm ngoái Triệu Quốc Đống khiến kinh tế Ninh Lăng phát triển huy hoàng, y là người mới đến thì đâu có tư cách nói chuyện này với đối phương. Tôi cảm thấy các thường vụ của chúng ta ngồi đây còn chưa suy nghĩ rõ ràng, đợt Tết vừa qua có thể làm cho tất cả mọi người trì trệ một chút. Tôi thấy cần phải tạm thời điều chỉnh một chút mấy hạng mục xây dựng cơ sở vật chất. Triệu Quốc Đống không có cho Cố Vĩnh Bân mấy cơ hội. Nguyên tắc tự do phát biểu quan điểm trong hội nghị thường ủy là do hắn xác định, hắn đương nhiên không thể phá vỡ. Hắn cũng khinh thường dùng thủ đoạn dùng sức mạnh ép người. Nếu không dù Cố Vĩnh Bân được Lam Quang, Lý Đại Phú nhất trí thì Triệu Quốc Đống chỉ cần nhìn quanh là sẽ dễ dàng khiến các thường vụ bác bỏ ý kiến của bọn họ. Việc tạm thời điều chỉnh nội dung thảo luận làm cho Cố Vĩnh Bân vốn định nhân cơ hội này trình bày quan điểm của mình không còn. Trước đó y đã chuẩn bị rất cẩn thận, thậm chí còn tìm các số liệu chuyên môn để làm dẫn chứng. Nhưng Triệu Quốc Đống chỉ đá một cú là bay ra ngoài, làm những thứ y vất vả chuẩn bị đổ xuống sông xuống biển. Nội dung hội nghị hôm nay đã sớm được đặt ra, ít nhất phải 3-4 tiếng rút xuống còn nửa tiếng là kết thúc. Anh thấy thế nào? Mặt Triệu Quốc Đống không có gì biến hóa cả, hai tay khoanh trước ngực nhìn ra ngoài. Đây cũng là điều bình thường. Đợt Tết tôi lên tỉnh gặp mấy người bạn. Bọn họ đều thấy năm nay quốc gia sẽ khống chế mạnh tay, trên tỉnh nghe nói trong hội nghị thường trực ủy ban trước cuối năm thì Chủ tịch Tần cũng lớn tiếng phê bình Vĩnh Lương, cho rằng vấn đề bảo vệ môi trường của Vĩnh Lương liên quan đến toàn tỉnh, yêu cầu Vĩnh Lương phải chuẩn bị tư tưởng sớm ở việc này, sớm điều chỉnh, kiên quyết xóa bỏ các công ty vật liệu xây dựng nhỏ, đồng thời cũng yêu cầu toàn tỉnh cần khống chế đất đai một cách hợp lý trong toàn tỉnh, giảm đầu tư các hạng mục xây dựng. Lỗ Năng lúc này khá vui vẻ. Sau hội nghị thường ủy Triệu Quốc Đống gọi mình tới nói rõ Triệu Quốc Đống coi như hắn chính thức coi mình là người Triệu hệ. Tuy Triệu Quốc Đống nhỏ hơn mình 10 tuổi, nhưng nói đúng ra thì người ở Ninh Lăng có quan hệ tốt với Triệu Quốc Đống còn nhiều mà. Lỗ Năng còn xa không thể bằng mấy người Triệu hệ như Tằng Lệnh Thuần, Ngụy Hiểu Lam, Giản Hồng, Lô Miễn Dương, Hoắc Vân Đạt. Dù là Đường Diệu Văn cũng có quan hệ gần với Triệu Quốc Đống hơn y. Nhưng mình lại có thể nhanh chóng thoát ra, tiến vào hàng ngũ thường vụ. Lỗ Năng cảm thấy khả năng lớn là mình nắm bắt được ý đồ của Triệu Quốc Đống. Vì thế mặc dù sau khi vào thường vụ, y cũng còn chưa thể chính thức nhét vào hệ thống của Triệu Quốc Đống. Cho đến hôm nay Lỗ Năng mới thấy mình đã vào cửa. Biểu hiện của vị bí thư thị ủy trẻ tuổi này làm rất nhiều người chú ý, Lỗ Năng biết cả đời mình chỉ sợ không thể đạt được địa vị của đối phương. Y chỉ có thể cố gắng theo sát đối phương, không nên bị bỏ quá xa. Mọi người trong lòng có suy nghĩ cũng là rất bình thường. Nhất là hạng mục sân bay đầu tư quá lớn, Trung ương dù chưa nói rõ dừng việc xây dựng chi nhánh nhưng cũng rõ ràng đưa ra tiêu chuẩn cao hơn. Hơn nữa cũng đưa ra nhiều điều kiện khiến mọi người cảm thấy hắn bây giờ báo lên chưa chắc được phê duyệt. Thị trường Trung không phải vốn rất ủng hộ hạng mục này sao? Hôm nay y không tỏ thái độ tức là có dao động. Lỗ Năng phân tích khá chính xác tình hình. Quyển 15, chương 4. Vậy ý của anh là? Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Lỗ Năng suy nghĩ một chút cảm thấy mình nên nói thật. Bí thư Triệu, sân bay quan trọng như thế nào đối với sự phát triển của Ninh Lăng là điều mọi người đều biết. Nó có tác dụng xác lập địa vị của Ninh Lăng đối với khu vực xung quanh, tăng khả năng hấp thu nhân tài và thu hút đầu tư của Ninh Lăng. Nhưng chủ yếu do hiện nay thời cơ không tốt,
hạng mục này đưa lên cũng có nghĩa khá sai khác so với chính sách của tỉnh, trung ương. Nói khó nghe một chút, không ai muốn bị cho là không nhất trí với trung ương, với tỉnh ủy. Ồ, bọn họ đều sợ bị lãnh đạo cho rằng mình như vậy, tôi không sợ sao? Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Lỗ Năng do dự một chút rồi ấp úng nói. Bí thư Triệu, có lời đồn ngài sau khi đi học xong sẽ đi, không biết có phải là thật không? Triệu Quốc Đống kinh ngạc nói. Có lời đồn này sao? Ít nhất tôi đã nghe thấy. Nếu đã nói, Lỗ Năng cũng không giấu. Nghe nói bí thư Ứng rất không hài lòng với biểu hiện của Miên Châu cùng Kiến Dương, nhất là bên Miên Châu. Từ trên tỉnh đã có tin là lãnh đạo chủ yếu của Miên Châu sẽ được điều chỉnh. Mà nghe nói bí thư Ứng đánh giá rất cao ngài, vì thế có lời đồn ngài đến Miên Châu làm bí thư thị ủy. Triệu Quốc Đống không ngờ lại đột nhiên có lời đồn này. Hắn căn bản không biết sao có người nghĩ mình sẽ tới Miên Châu làm bí thư thị ủy. Đúng thế, trụ cột kinh tế của Miên Châu chỉ kém mỗi An Đô, sản nghiệp đầy đủ. 2 năm qua mặc dù phát triển chậm nhưng chỉ tìm đúng con đường là sẽ nhanh chóng lấy lại vị trí thứ hai, thậm chí thứ ba. Nhưng nó có quan hệ gì đến hắn? Ý của anh là tôi sẽ đi vì thế mọi người thấy tôi không có gì phải lo nên cứ làm lớn hả? Triệu Quốc Đống vừa bực vừa buồn cười, đồng thời cũng có chút cảnh giác. Cũng có một phần nguyên nhân này nhưng không hoàn toàn như vậy. Có thể lão Cố có suy nghĩ khác. Lỗ Năng lạnh nhạt nói chứ không nói thẳng, có vài lời chỉ có thể nói đến như vậy. Đừng nhìn Triệu Quốc Đống còn trẻ nhưng chỉ nói qua là biết ngay. Có suy nghĩ khác. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút là biết được tên Cố Vĩnh Bân này đang muốn mượn thế để lập uy tín. Dựa vào việc chống đối mình, dù bị đánh ngã cũng khiến Cố Vĩnh Bân đạt mục đích. Chỉ bằng khí phách, bất khuất của y có thể tạo được tiếng tăm. Đây là Cố Vĩnh Bân thấy rõ mình không làm gì y. Mình không thể ở quá lâu tại Ninh Lăng, chỉ riêng việc dám trực tiếp chống đối mình sẽ khiến Cố Vĩnh Bân nhanh chóng đứng vững gót chân và lập uy tín ở Ninh Lăng, không chừng còn truyền tới tai vị lãnh đạo tỉnh ủy nào đó. Biện pháp này đúng là chỉ mình Cố Vĩnh Bân nghĩ ra nhưng lại chọn được thời cơ tốt. Chỉ tiếc hôm nay Triệu Quốc Đống không cho đối phương cơ hội thể hiện đầy đủ. Triệu Quốc Đống không nhịn được cười cười một tiếng. Lỗ Năng cũng cười. Lão Cố đầu óc đúng là dễ dùng. Sao cứ nghĩ đến mấy chuyện này nhỉ? Triệu Quốc Đống thở dài nói. Bí thư Triệu, đó chỉ là một nhân tố, chủ yếu vẫn là động tác của Trung ương hơi lớn, liên tục không ngừng thông qua các con đường truyền ra. Thậm chí có lời đồn Trung ương sẽ khai đoa với vài nơi. Bây giờ chắc chỉ có ngài dám mạnh dạn làm như vậy, còn đâu chắc không mấy người có thể. Lỗ Năng nói rất thẳng, câu cuối cùng chính là thật lòng của y. Xem ra mọi người có chút lo lắng với việc Trung ương thay đổi chính sách. Triệu Quốc Đống suy nghĩ rồi nói. Nếu như không có biện pháp khống chế nền kinh tế phát triển quá nóng sẽ khiến cho nền kinh tế mất khống chế. Trung ương dẫm phanh lại là điều cần thiết. Nhưng cũng cần phải áp dụng cho từng nơi, cũng có điểm đặc thù. Bí thư Triệu, tôi thấy việc cải tạo đường giao thông toàn thị xã cùng với 2 cây cầu bắc qua Ô Giang sẽ không bị ảnh hưởng. Đây là kế hoạch được đưa ra từ năm trước, còn hạng mục sân bay thì tôi đề nghị nên xem ý kiến trên tỉnh rồi mới có quyết định. Lỗ Năng uyển chuyển nói. Không, lão Lỗ, tỉnh ở tình huống này sẽ không ủng hộ bất cứ ai. Bọn họ dù là ủng hộ anh cũng không dám lộ ra ngoài. Có những lúc chúng ta cần phải can đảm quyết đoán, gánh vác trách nhiệm. Hạng mục sân bay Đông Trại không thể dừng. Tôi dự định trong vài ngày tới sẽ liên lạc với trên tỉnh. Ngoài ra khi tôi lên Bắc Kinh học cũng sẽ đến Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia để chạy một chút. Triệu Quốc Đống rất kiên quyết. Hắn biết lúc này chỉ cần buông lỏng sẽ không đứng dậy nổi. Nó giống như anh đang chạy đường dài vậy. Đến nửa đường anh buồn ngủ mà muốn khôi phục lại sẽ khó hơn lên trời. Nhưng mà trên tỉnh, Lỗ Năng có chút lo lắng nói. Nên làm gì thì vẫn phải làm. Tôi tin lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy có thể thấy rõ tình hình, không thể vơ đũa cả nắm được. Triệu Quốc Đống nói. Lão Lỗ, anh bố trí người một chút, lần này khi Trung ương đưa ra chính sách khống chế thì cần tuyên truyền mạnh để mọi người dân đều hiểu. Lỗ Năng gật đầu, y đang định nói chuyện thì nghe thấy điện thoại di động của Triệu Quốc Đống đổ chuông. Ừ, chiều nay em đến sao? Mấy giờ? 3 giờ đến An Đô. Ừ. Anh bảo người đến sân bay đón em. Triệu Quốc Đống bỏ máy xuống, thuận miệng nói. Lỗ Năng, tối có chuyện gì không, không thì cùng ngồi ăn một chút. Ồ, ngài có khách. Vợ tôi tới Ninh Lăng vài hôm, sau đó khi tôi lên Bắc Kinh học, cô ấy cũng về Bắc Kinh. Triệu Quốc Đống nói. Anh gọi cả Phượng Minh và Như Hoài cùng đi. Lỗ Năng nghe vậy vội vàng gật đầu nói.
Được, tôi sẽ đi bố trí, ngài xem nên bố trí ở đâu? Hilton hay là ngay tại Ninh Uyển? Gia đình Triệu Quốc Đống vẫn là điều bí ẩn, 2 năm qua khi đến thăm các nhà thường vụ thì vợ Triệu Quốc Đống vẫn không xuất hiện. Mọi người đều biết vợ Triệu Quốc Đống công tác nước ngoài, 1 năm không mấy lần về nước. Vì thế Triệu Quốc Đống cũng gần như một người cô đơn. Triệu Quốc Đống làm việc hơn năm ở Ninh Lăng mà vợ hắn đến có 2 lần, Triệu Quốc Đống cũng không giới thiệu nên các thường vụ chưa gặp qua vợ hắn. Lần này Triệu Quốc Đống chủ động mời dùng cơm, Lỗ Năng thấy đây là tín hiệu đáng mừng nên càng thêm vui vẻ. Thiên Tổ đi, Ninh Uyển nhiều người phức tạp, không cần để mọi người đều biết mà. Nói ra Tiểu Lưu nhà tôi cũng chưa chính thức gặp mặt mọi người. Lần này đến Ninh Lăng vài hôm coi như làm quen với công tác ở đây của chúng ta. Ninh Lăng đầu xuân vẫn hơi lạnh đôi chút, chẳng qua trên đường đi hai người cũng thấy ấm áp hơn. Ăn bữa cơm mặc dù chỉ là lần đầu gặp nên ít nói chuyện nhưng khí chất cao nhã của Lưu Nhược Đồng làm cho người ba nhà Tiêu Phượng Minh thấy rất hòa hợp. Triệu Quốc Đống trầm ổn, hào sảng tự nhiên, Lưu Nhược Đồng lại khá giữ mình, đôi vợ chồng này coi như lần đầu xuất hiện trước mặt đồng nghiệp của Triệu Quốc Đống, đúng là làm người ta có chút giật mình. Đám người Tiêu Phượng Minh có chút nghi ngờ Triệu Quốc Đống nếu lấy vợ con nhà gia tộc cách mạng thì tính cách phải kiêu kỳ, có lẽ không xấu nhưng nhất định không thể đẹp. Nhưng khi gặp Lưu Nhược Đồng, bọn họ mới biết mình nghĩ sai. Mặc dù Lưu Nhược Đồng không nói mấy nhưng lời nói rất tinh túy, giỏi dung nhập vào đám đông, không hề cảm nhận được sự mất tự nhiên. Quốc Đống, xem ra mấy người này, thuộc hệ của anh hả? Lưu Nhược Đồng khoác tay Triệu Quốc Đống. Thuộc hệ nào đó không quá thích hợp với chính đàn Ninh Lăng. Trong lòng anh không có hệ hay không hệ, đương nhiên trong mắt người ngoài chưa chắc như vậy. Theo ý anh chỉ cần người đó ở vị trí của mình có thể triển khai công việc một cách sáng tạo, có hiệu quả thì đó là thuộc hệ của anh. Triệu Quốc Đống cũng rất thích cảm giác đi bộ cùng Lưu Nhược Đồng. Mặc dù trời khá tối nhưng nó lại cho hai người không khí thoải mái, không có gì xa cách. Biểu hiện hôm nay của Lưu Nhược Đồng làm hắn rất vui. Quyển 15, chương 5. Được rồi, em không muốn tham gia, đất riêng, của anh. Chẳng qua hôm nay em không làm anh mất hình tượng đó chứ. Lưu Nhược Đồng nở nụ cười rất tươi vì hài lòng với biểu hiện hôm nay của mình. Anh thấy bọn họ đều cảm thấy hài lòng, lần đầu gặp mặt được bọn họ tán thành như vậy là không dễ. Anh rất tự hào về em. Giọng Triệu Quốc Đống hơi quá một chút nhưng hắn đúng là có chút đắc ý vì biểu hiện hôm nay của Lưu Nhược Đồng. Vợ chồng cùng thể cũng đại biểu cho hình tượng của hắn. Chuyện nhỏ mà, lúc nào cần biểu hiện như thế nào thì em biết mà. Lưu Nhược Đồng cười cười, mắt sáng rực nhìn về phía trước nhưng theo Triệu Quốc Đống thấy lại giống yêu tinh. Hắn lắc đầu nói. Nhược Đồng, em thực ra nên đi làm diễn viên. Anh cảm thấy em đang diễn sao? Sai rồi, em chỉ chọn ra một hình tượng thích hợp mà thôi. Anh có tin nếu ngày mai anh bố trí bữa ăn khác, em có thể dùng hình ảnh khác để chinh phục mọi người không? Được, anh sẽ chờ xem. Triệu Quốc Đống hãnh diện nói. Anh đang có ý này. Vậy thì anh cứ ngoan ngoãn ngưỡng mộ đi. Lưu Nhược Đồng đột nhiên cảm thấy lúc này mình rất thoải mái, tâm trạng được thả lỏng, không còn cẩn thận khi làm việc nữa. Trong 3 ngày sau đó Triệu Quốc Đống đúng là gặp một Lưu Nhược Đồng khác. Đối mặt với Trung Dược Quân, Cố Vĩnh Bân, Lý Đại Phú, cô thể hiện mình là người vợ chìm đắm trong hạnh phúc. Khi gặp Lam Quang, Toàn Lực Trí, Mã Nguyên Sinh, cô lại ung dung cao quý như nữ hoàng. Khi gặp mấy người vốn công tác ở Tây Giang Tằng Lệnh Thuần, Hoắc Vân Đạt, Giản Hồng, Ngụy Hiểu Lam cùng với Lô Miễn Dương, Tiếu Chiêu Quý, cô lại rất hào phóng, nói chuyện vui vẻ. Khí chất yêu nhã, bình tĩnh, cao quý đã gạt bỏ hết nghi ngờ của cấp dưới đối với cuộc sống riêng của Triệu Quốc Đống. Thậm chí ngay cả Giản Hồng, Hoắc Vân Đạt đều vui vì cuộc sống vợ chồng của Triệu Quốc Đống. Dù sao thủ trưởng có chỗ dựa đáng mừng như vậy mới là điều bọn họ muốn thấy. Qua vài bữa ăn, Triệu Quốc Đống cũng thu hoạch được không ít. Quan điểm của hắn đều được hắn vô tình để lộ trong bữa ăn. Đối với việc lần này quốc gia khống chế nền kinh tế, hắn cũng không phải không tỉnh táo nhận thức, nhưng hắn càng muốn trong hoàn cảnh này duy trì sự phát triển liên tục của Ninh Lăng. Những người này đều cân nhắc xem ở vị trí của mình nên biểu hiện như thế nào. Bọn họ không giống Cố Vĩnh Bân muốn lợi dụng cơ hội để ổn định vị trí của mình, cũng không dễ dàng lập tức tỏ rõ thái độ ủng hộ Triệu Quốc Đống. Mà bọn họ chọn cách cẩn thận bảo lưu ý kiến để thể hiện hy vọng và lo lắng của mình, như vậy là đủ rồi. Triệu Quốc Đống cũng đã nói thẳng với Trung Dược Quân về việc mình sẽ tự đi gặp 2 vị lãnh đạo chủ yếu tỉnh ủy, Trung Dược Quân có chút cảm động. Theo y thấy lời Triệu Quốc Đống nói không sai,
sự phát triển của Ninh Lăng không thể bị cắt ngang. Triệu Quốc Đống làm vậy rất dễ dàng bị người coi là được chú trọng mà đòi này đòi kia. Đối với lãnh đạo chủ yếu mà nói có lẽ đây là hành vi không thể tha thứ, thậm chí vượt quá bản thân sự việc. Nhưng Triệu Quốc Đống vẫn kiên trì làm đến cùng, đây không đơn thuần là ngu ngốc hay ngông cuồng mà là do hắn muốn vì sự phát triển của Ninh Lăng mà chấp nhận gánh vác nguy hiểm chính trị. Hội nghị thường ủy mấy ngày sau không có gì phải lo lắng. Triệu Quốc Đống mạnh mẽ đẩy hạng mục ZX Ninh Lăng, công trình cải tạo đường giao thông toàn thị xã, hai cây cầu bắc qua sông Ô Giang, hạng mục xử lý nước thải sinh hoạt của Ninh Lăng. Nhưng trong hội nghị thường ủy Cố Vĩnh Bân vẫn bảo lưu ý kiến, chẳng qua Triệu Quốc Đống không thèm để ý. Nghe anh nói vậy thì lần này hình như anh chơi hơi lớn thì phải. Lưu Nhược Đồng ngồi trong suối nước nóng vân về cơ thể mình. Hơi nước tràn ngập giữa hai người làm cho Triệu Quốc Đống ngồi phía đối diện có chút không thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp của cô. Lúc này hắn hoàn toàn không nhìn ra cô là quan chức của Bộ Ngoại giao, Bộ Tổng Tham mưu, hoặc là nhân viên tình báo thường trú ở nước ngoài, mà giống như một người vợ đích thực. Giàn lửa Ninh Lăng không thể thiêu cháy anh đâu, bây giờ chủ yếu là trên tỉnh. Anh đã liên lạc với Phó Chủ tịch tỉnh Nhâm Vi Phong và nói qua quan điểm của mình, cũng nói về dự định trong năm của Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống có vẻ rất nhẹ nhàng, ngâm suối nước nóng có lẽ làm người ta thoải mái hơn. Hơn nữa còn có cả Lưu Nhược Đồng ở bên, vì thế nó rất thích hợp để hai người trao đổi. Triệu Quốc Đống phát hiện Lưu Nhược Đồng có trực giác xuất sắc trong việc phân tích chính trị. Hắn chỉ thi thoảng nói vài câu mà cô đã nghĩ ra không ít điều. Biểu hiện mấy ngày nay của Lưu Nhược Đồng làm Triệu Quốc Đống rất phục. Y nói như thế nào? Lưu Nhược Đồng để mình trượt xuống sâu hơn một chút, suối nước nóng chảy qua da thịt là điều cô rất thích. Cơ thể Lưu Nhược Đồng thuộc loại cao gầy nhưng loại phụ nữ này lại khá quyến rũ ánh mắt, nó cũng phù hợp với thẩm mỹ quan của nước ngoài. Phòng tắm bằng gỗ loại hai người đang dùng rất được hoan nghênh ở núi Hốt Luân, bình thường đều phải được đặt sớm một tuần mới có chỗ, quy cách lớn nhỏ đủ để đáp ứng mọi nhóm khách. Chẳng qua phòng riêng chỉ dành cho một đôi nam nữ là thứ được ưa chuộng nhất ở suối nước nóng trong khu du lịch. Mặc dù tài nguyên suối nước nóng ở khu du lịch khá phong phú, hơn nữa việc khai thác thuận lợi nhưng xây dựng luôn không đáp ứng được đủ nhu cầu. Ngoài khách đường dài tới, còn có nhiều khách đến từ các nơi xung quanh tới đây nghỉ ngơi. Điều này làm suối nước nóng khu du lịch Kỳ Lân Quan, núi Hốt Luân là một trong các điểm đến nổi tiếng cả nước. Đến Ninh Lăng vài hôm mà Lưu Nhược Đồng đã thích nơi này. Gần như cứ ăn tối xong là muốn đến đây ngâm mình, có lúc ăn trưa xong cũng tới đây một mình, sau đó được nhân viên massage, làm cho Lưu Nhược Đồng có thể cảm nhận rõ vợ bí thư thị ủy đôi khi được đãi ngộ khác người bình thường. Y nói có thể ủng hộ nhưng chỉ là ý kiến cá nhân. Triệu Quốc Đống cười cười giãn người, một bên tát nước lên mặt mình. Có thể trả lời như vậy là không dễ. Anh còn giả vờ hỏi ý của Phó Chủ tịch tỉnh phụ trách công nghiệp Tề Hoa, người ta nói như thế nào em biết không? Kiên quyết chấp hành chính sách của Trung ương, lấy đại cuộc làm trọng. Tề Hoa này xem ra tương lai rộng mở. Lưu Nhược Đồng cũng nở nụ cười. Vậy phải xem y gặp lãnh đạo như thế nào nữa. Triệu Quốc Đống từ chối cho ý kiến. Hắn không thể mô phỏng phong cách của bất cứ ai, giống như cách làm việc của hắn khác người vậy. Vậy anh định như thế nào? Lưu Nhược Đồng suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu tỉnh có thái độ này thì sợ anh khó có thể tiến hành dự định của mình. Em đoán vị chủ tịch Nhâm kia cũng cho rằng quan điểm của anh là có lý, nhưng đứng ở góc độ chính trị, đứng ở vị trí toàn cục thì tỉnh vừa phải tỏ rõ thái độ, nếu không sẽ khiến người bên dưới không thực hiện theo chính sách của Trung ương. Càng là như vậy càng không thể dừng bước, nó giống đi ngược dòng nước vậy. Ninh Lăng khác các thành phố, thị xã khác, khó khăn lắm mới có vài năm tạo trụ cột, cần phải làm thật lớn, nếu không sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển. Triệu Quốc Đống khoanh tay trước ngực, suy nghĩ và nói. Nếu chậm trễ Ninh Lăng sẽ không chịu nổi, hơn nữa anh cho rằng nó cũng không phù hợp khoa học. Nói chính trị hay là nói khoa học thì cũng chỉ là một vấn đề mà thôi. Lưu Nhược Đồng biết nền chính trị trong nước có những trận mưa bão không thua những gì cô thấy bên ngoài, thậm chí còn biến đổi liên tục. Quyển 15, chương 6. Đưa Lưu Nhược Đồng về nhà bố mẹ, Triệu Quốc Đống bắt đầu chuẩn bị kế hoạch. Lưu Nhược Đồng đến An Nguyên thì không thể không gặp bố mẹ chồng. Dù không có mấy ngôn ngữ chung nhưng vẫn phải đến. Triệu Quốc Đống đang suy nghĩ nên đi gặp bí thư ứng như thế nào, làm như thế nào để thuyết phục đối phương. Bây giờ Trung ương thông qua đủ loại con đường mà đưa ra ý kiến, nhưng Quốc vụ viện còn chưa gửi văn bản chính thức xuống các địa phương. Nói tóm lại còn một thời gian để chuẩn bị.
Tình hình mặc dù khó khăn nhưng không đến mức không thể thay đổi, không thể làm gì. Triệu Quốc Đống đầu tiên gọi cho Dương Kính Quang hỏi bí thư ứng triều có lịch gì không? Dương Kính Quang cười cười hỏi ý của y có phải bây giờ muốn xuất hiện trước mặt lãnh đạo để sau khi học xong có được vị trí tốt không? Triệu Quốc Đống cũng không hề khách khí. Hắn nói nếu như trưởng ban thư ký thấy được thì tôi có thể làm thư ký, vệ sĩ cho bí thư ứng. Dương Kính Quang cười ha hả nói Triệu Quốc Đống đúng là có khí chất làm vệ sĩ, nhưng đáng tiếc không có vị lãnh đạo nào dùng vệ sĩ cấp giám đốc sở cả. Triệu ứng Đông Lưu có cuộc tiếp kiến đoàn thương nghiệp Hong Kong nên Triệu không có thời gian. Triệu Quốc Đống có chút thất vọng, chẳng qua Dương Kính Quang bảo Triệu Quốc Đống mai trước 10 giờ thì ứng Đông Lưu không có lịch gì, nếu có chuyện quan trọng cần báo cáo có thể đến tỉnh ủy sớm một chút để chờ. Ứng Đông Lưu có thói quen đi bộ buổi sáng, chặn y ở cửa sau tỉnh ủy là có thêm tầm nửa tiếng nói chuyện. Triệu Quốc Đống muốn gặp ứng Đông Lưu chiều nay vì sáng mai có lịch khác, bây giờ xem ra chỉ có thể đợi đến sáng mai. Hắn cũng gọi cho Hàn Độ nhưng thư ký của Hàn Độ nói trưởng ban Hàn sáng Nam Hoa khảo sát. Triệu Quốc Đống trong lúc nhất thời đúng là không biết đi đâu. Xe chạy đến trụ sở câu lạc bộ Yến Quy Lai, Triệu Quốc Đống phát hiện mình đúng là có cảm giác là lạ với nơi này. Không phải do lâu không tới mà là từ tâm lý thấy mới lạ. Có lẽ do hắn ở Ninh Lăng quá nhiều thời gian, vì thế lúc về An Đô liền thấy là lạ. Yến Quy Lai là câu lạc bộ bên Thành Nam do chị em từ Xuân Nhạn kinh doanh, cùng với câu lạc bộ trước đây. Yến Quy Lai chủ yếu tiếp đón các vị khách cao cấp, nó nằm bên hồ Yến Quy có hoàn cảnh đẹp, tòa nhà 7 tầng với 2 thang máy là đủ biết quy mô của nó như thế nào. Xe Audi của Triệu Quốc Đống tiến vào bãi đỗ xe thấy ở đây có không ít xe sang trọng. Từ Thu Nhạn đã mua một xe khác, không dùng chung xe với chị gái nữa. Câu lạc bộ Nhạn Nam Phi thuộc top 3 các câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe phụ nữ nên có nguồn thu ổn định, lãi hàng năm đến mấy triệu làm cho hai chị em thoát cuộc sống vốn có, biến hóa thành Phượng Hoàng. Bây giờ Từ Thu Nhạn đã không còn làm giáo viên dạy thể hình nữa, mà thành một người dạy dưỡng sinh, giao tiếp với khách hàng quan trọng. Mà Yến Quy Lai cũng là một câu lạc bộ dưỡng sinh cao cấp mà hai cô mới thành lập 2 năm gần đây. Chỉ riêng việc lắp đặt và thiết bị cho Yến Quy Lai đã tốn 20 triệu. Nhân viên được mời đều là những y tá đã tốt nghiệp, mỗi một vị khách có hơn 10 nhân viên chuyên môn phục vụ, mỗi ngày tiếp khách không quá 20 người, đồng thời tiếp đón không vượt quá 6 khách. Nghe nói từ Xuân Nhạn cùng mấy công ty ở Hong Kong, châu Âu hợp tác mở câu lạc bộ này. Do chị em từ Xuân Nhạn bỏ vốn. Bên Hong Kong cung cấp nhân viên quản lý và huấn luyện, bên châu Âu cung cấp thiết bị và đồ dùng. Không đợi Triệu Quốc Đống xuống xe, một xe BMW Z4 màu đỏ chạy sát tới, đỗ ngay bên cạnh xe Triệu Quốc Đống. Một cô gái xinh đẹp cầm túi sách GUCCI từ trong xe chui ra. Triệu Quốc Đống vừa mở cửa đã thấy đối phương đi lướt qua mình, đúng là một cô gái xinh đẹp. Dáng người cao gầy mặc chiếc áo khoác nhung hợp thể khiến cho người ta khó có thể nhìn được đường cong quyến rũ. Má lúm đồng tiền mơ hồ nhìn thấy. Trên tay là chiếc điện thoại di động Motorola V70 cùng với chiếc vòng kim cương sáng bóng trên tay. Triệu Quốc Đống thầm khen xem ra Yến Quy Lai này đúng là có cấp độ cao hơn Nhạn Nam Phi, chỉ riêng khí chất của cô gái này đã đủ thấy trình độ của khách. Đương nhiên DP có thể nhìn ra đối phương ít nhất phải 30 tuổi. Triệu Quốc Đống đang thầm khen thì thấy đối phương suy nghĩ một chút rồi quay đầu lại như muốn về xe lấy gì đó. Cô ta vừa gọi diện vừa đi nhưng lại đột nhiên lảo đảo. Đây là một bãi đỗ xe sinh thái trồng nhiều hoa, ở giữa có cỏ, cả bãi đỗ xe trông khá bắt mắt. Nhưng đối với các cô gái đi giày cao gót đúng là phải đi cẩn thận. Cô gái này do không cẩn thận khiến giày cao gót bước vào khe hở mà lảo đảo. Cũng may cô ta phản ứng nhanh, người cũng mềm dẻo. Tay phải vung điện thoại di động ra, tay chống xuống đất mới đứng lai được. Chẳng qua chiếc điện thoại di động lại bay thẳng tới trước mặt Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống không ngờ bãi đỗ xe này lại xuất hiện việc, điện thoại di động bay, hắn chỉ thấy một thứ màu đỏ bắn thẳng tới trước mặt mình. Hắn vô thức nghiêng người giơ tay, chiếc điện thoại di động rơi vào tay hắn. À, cô gái mặc dù thiếu chút nữa ngã nhưng lập tức điều chỉnh cơ thể. Cô ta đảo đảo mắt cá thấy không bị thương thì mới nhớ tới điện thoại di động của mình bị người cầm nên có chút xấu hổ đi tới. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt nhưng tim Triệu Quốc Đống chấn động mạnh. Trên máy V70 là số điện thoại rất quen thuộc, mặc dù bên kia chưa nghe máy nhưng số này Triệu Quốc Đống không lạ gì. Xin lỗi anh, máy của tôi có làm anh bị thương không? Cô gái không ngờ một cú vấp ngã vô tình làm lộ bí mật của mình. Cô ta có chút khó hiểu là Yến Quy Lai này vốn không tiếp khách nam,
mà nhân viên bảo vệ và nhân viên phục vụ cũng không thể dùng xe Audi A6, chẳng lẽ là tới đón người? Không có, cô không bị thương chứ? Triệu Quốc Đống cố nở nụ cười đưa trả máy cho đối phương nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ rất nhiều. Tôi không sao, cảm ơn anh, nếu không có anh chắc máy điện thoại di động của tôi đã vỡ rồi. Cô gái nhìn thoáng qua máy, đưa lên tai và nói. Quốc Đống ca, vâng, chiều nay em định ở Yến Quy Lai nghỉ ngơi một chút, đã lâu chưa tới. Chiều anh có việc, vâng, tối gặp, em đợi điện của anh. Từ Xuân Nhạn rất vui, Triệu Quốc Đống đột nhiên đến làm cô hưng phấn. Mặc dù cô thấy Triệu Quốc Đống có vẻ thất thần, ngay cả việc mình cố ý thay một chiếc váy đẹp mà hắn cũng không chú ý tới, điều này khiến cô cảm thấy không nên nói gì mà chỉ lặng lặng ngồi bên cạnh Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống đứng lên, kéo Từ Xuân Nhạn đi tới bên cạnh cửa sổ, tách rèm cửa ra. Xuân Nhạn, chủ xe kia là ai? Triệu Quốc Đống trầm giọng nói. Xe nào cơ? Từ Xuân Nhạn có chút tò mò. Triệu Quốc Đống không hứng thú mấy với xe cộ mà, ngoài yêu cầu an toàn cao một chút thì cũng không chú ý thương hiệu. Xe BMW Z4 màu đỏ, biển Anna, MM988. Triệu Quốc Đống nói. Ồ, đó là xe của Hứa tiểu thư, sao, anh biết cô ta sao? Từ Xuân Nhạn có chút kinh ngạc. Hứa Á Phỉ là người phụ nữ mắt cao hơn trán, bình thường hay đi một mình. Mặc dù là một hội viên VIP của Yến Quy Lai nhưng khoản tiền hội phí 300.000 cũng không coi vào đâu. Vốn không biết, chỉ là vừa nãy trùng hợp gặp mà thôi. Triệu Quốc Đống nói. Cô ta làm gì? Sao, không hẹn mà gặp sao? Từ Xuân Nhạn hơi ghen một chút. Xuân Nhạn, chị nghĩ gì thế? Cô ta có hấp dẫn nhưng đâu thể bằng chị. Triệu Quốc Đống nở nụ cười. Bị Triệu Quốc Đống nói như vậy, Từ Xuân Nhạn có chút xấu hổ xoay người. Triệu Quốc Đống cũng không nói nhiều mà chỉ ôm eo cô. Người phụ nữ này hình như bán trang sức, quan hệ rộng. Cô ta còn có một xe Mercedes, Benz nữa, sao thế Quốc Đống? Từ Xuân Nhạn cảm thấy Triệu Quốc Đống không phải có hứng thú với bản thân người phụ nữ kia, mà hình như Hứa Á Phỉ kia làm Triệu Quốc Đống phải suy nghĩ gì đó. Quyển 15, chương 7. Triệu Quốc Đống im lặng không nói. Chuyện này bây giờ cũng còn khó nói nhưng hắn càng lúc càng thấy có vài thứ dần rời xa quỹ đạo. Mà hắn lại vô lực, hoặc là nói không muốn chấp nhận sự thật này. Người phụ nữ này chỉ làm nghề trang sức mà mua được xe BMW Z4, còn có thể có một xe Mercedes, Benz. Triệu Quốc Đống về ghế ngồi xuống. Chị hiểu nhiều về Yến Quy Lai này không? Từ Xuân Nhạn cảm thấy có chuyện gì đó. Giọng Triệu Quốc Đống khá trầm thấp, tâm trạng không quá vui vẻ như bị kích thích gì đó. Chị không quá quen Yến Quy Lai, chẳng qua cô ta lại khá hợp với Thu Nhạn. Hai người có quan hệ tốt, lúc ở bên Nhạn Nam Phi, Yến Quy Lai còn chưa quá phát triển. Thu Nhạn cũng dẫn cô ta tập yoga, cô ta chỉ phát triển trong 2-3 năm gần đây mà thôi. Hay là để chị gọi hỏi Thu Nhạn. Thu Nhạn hôm nay không đến sao? Triệu Quốc Đống biết mình hơi nóng, nếu như không gặp chuyện hôm nay thì hắn còn có thể bịt tai không để ý. Nhưng hôm nay đã gặp thì khiến hắn phải đối mặt thực tế. Thu Nhạn đi Hong Kong, nó dẫn một nhóm y tá sang đó huấn luyện ngắn hạn, vài hôm nữa mới về. Từ Xuân Nhạn nói. Vậy chị hỏi một chút, xem Thu Nhạn hiểu gì về Yến Quy Lai, nhất là bây giờ làm gì, đi cửa nào. Từ Xuân Nhạn gọi cho Thu Nhạn cũng có chút khó hiểu sao chị mình lại hỏi việc này, nên nói một chút với Từ Xuân Nhạn. Thu Nhạn nói Yến Quy Lai này làm ngành vật liệu xây dựng và trang sức. Sau đó kinh doanh thua lỗ, chồng đánh bạc nhiều vay nặng lãi mà phải trốn. Người phụ nữ này chỉ còn một mình gánh vác khoản nợ, mất 2 năm mới trả hết nợ. Về phần mấy năm nay phát triển thì nghe nói dựa vào nhân vật lớn nào đó, nhưng người kia rất thần bí, làm gì không rõ. Nhưng 2 năm nay Yến Quy Lai nhận được vài hạng mục cung cấp vật liệu xây dựng và lắp đặt thiết bị, làm ăn tốt, nghe nói còn có bạn bên hắc đạo, không sợ ai cả, người bình thường cũng không dám động vào. Nói như vậy là người quan hệ cả hắc, bạch đạo. Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng, càng đến gần sự thật, hắn càng thấy bất đắc dĩ và đau lòng. Chỉ riêng người phụ nữ Yến Quy Lai này thì không đáng gì. Lưu Triệu Quốc là thường vụ thị ủy, bí thư đảng ủy chính pháp kiêm cục trưởng cục công an An Đô, có vài người phụ nữ bên ngoài có gì là lạ. Vấn đề nằm ở kinh tế, người phụ nữ này mấy năm trả hết nợ, lên đời như vậy, chỉ dựa vào mình ả mà không có ai ủng hộ có mà nằm mơ. Hơn nữa người phụ nữ này còn có thể dính tới xã hội đen, như vậy càng nói rõ nước sâu như thế nào. Triệu Quốc Đống không khỏi lo lắng cho Lưu Triệu Quốc.
Xuân Nhạn cũng nói người phụ nữ này nhìn như kiêu ngạo nhưng chỉ cần hợp là cô ta sẽ giúp đỡ rất nhiều. Từ Xuân Nhạn không biết sao Triệu Quốc Đống lại quan tâm tới Yến Quy Lai. Triệu Quốc Đống lắc đầu không nói. Chuyện này có nói thì Từ Xuân Nhạn cũng không rõ. Trên thực tế từ 2-3 năm trước Triệu Quốc Đống đã cảnh giác. Lưu Triệu Quốc vốn không chú ý ăn mặc, quần áo khá bình thường. Nhưng 2 năm nay Lưu Triệu Quốc thay đổi rất nhiều. Vợ Lưu Triệu Quốc là người phụ nữ Đông Bắc, không chú ý vấn đề này, tập trung chính tâm trí vào con cái. Hơn nữa công việc của Lưu Triệu Quốc cũng bận, ít thời gian ở nhà, họp hay về muộn. Có đôi khi Lưu Triệu Quốc ở lại nhà khách của Cục Công an, có lúc ngủ ở văn phòng mình, dần thành thói quen. Chuyện phụ nữ khó mà dùng giấy bọc lại. Mặc dù Lưu Triệu Quốc không phải người quá háo sắc nhưng gặp phải những người phụ nữ như Hồ Ly thì khó tránh khỏi xuống nước. Chẳng qua có lẽ nhà Lưu Triệu Quốc còn chưa bị cháy vì việc này. Triệu Quốc Đống lo chính là Lưu Triệu Quốc quan hệ với những thành phần khác rồi dính vào vấn đề kinh tế. Ví dụ như câu lạc bộ bình quả của Khanh Liệt Bưu có phải là do Lưu Triệu Quốc bao che không? Công ty bất động sản của Khanh Liệt Bưu nghe nói làm ăn rất tốt ở Ando, lấy được nhiều khu đất. Mặc dù còn chưa tiến vào được nhóm 1 của các công ty bất động sản Ando, nhưng cũng là thứ giữ ở nhóm 2. Từ Xuân Nhạn thấy tâm trạng Triệu Quốc Đống có vẻ không tốt, hình như phải suy nghĩ vì Yến Quy Lai kia, nhưng nó lại không quá liên quan đến bản thân Yến Quy Lai. Quốc Đống, có phải Yến Quy Lai kia có vấn đề không? Từ Xuân Nhạn nhỏ giọng nói. Được rồi, Xuân Nhạn, chị đừng hỏi, chuyện này không liên quan đến chị đâu. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Hắn cũng dần bình tĩnh lại. Từ Xuân Nhạn là người phụ nữ ngoan ngoãn, thấy Triệu Quốc Đống không muốn nói nhiều cũng không hỏi. Hay là em đi nghỉ một chút, chị xoa bóp cho. Triệu Quốc Đống gật đầu. Tầng 7 là tầng chuyên dụng của chị em Từ Xuân Nhạn, người ngoài không thể tiến vào. Theo cách nói của Từ Xuân Nhạn thì Yến Quy Lai là câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe thuần túy, nó khác so với Nhạn Nam Phi, đặc biệt chú ý sự riêng tư của khách. Khách vào đây đều do nhân viên phục vụ đưa vào thang máy, sau đó đưa đến phòng chăm sóc, tập xong sẽ vào thang máy rời đi, không gặp ai khác, duy nhất có thể gặp chính là trùng hợp ở bãi đỗ xe như Triệu Quốc Đống gặp Yến Quy Lai kia. Nơi này một ngày tiếp đón tối đa 20 khách nên bãi đỗ xe không có nhiều xe. Phòng nghỉ của Từ Xuân Nhạn rất ấm áp, mặc dù phòng không lớn nhưng đầy đủ trang thiết bị. Nghe Triệu Quốc Đống rất nhanh ngáy nhẹ nhẹ, Từ Xuân Nhạn không nhịn được khẽ thở dài một tiếng. Xem ra hắn rất mệt. Triệu Quốc Đống đến chỗ cô càng lúc càng ít. Sau khi hắn làm bí thư thị ủy Ninh Lăng có thể nói rất bận, khác hẳn lúc hắn ở Ninh Lăng. Đương nhiên Từ Xuân Nhạn cũng rất thỏa mãn vì một tháng hắn cũng đến với cô 2-3 lần. Nghĩ vậy Từ Xuân Nhạn không khỏi thấy mình lại có ham muốn. Từ Xuân Nhạn có kỹ thuật rất tốt khiến Triệu Quốc Đống nhanh chóng vào mộng đẹp. Chẳng qua hắn ngủ không lâu, chỉ tầm nửa tiếng. Triệu Quốc Đống tỉnh lại thì vẫn thấy Từ Xuân Nhạn đang ngồi trên người mình vuốt ve cổ, vai cho hắn, chẳng qua sức đã nhẹ hơn, có lẽ sợ mình tỉnh. Triệu Quốc Đống không khỏi cảm động vì sự chăm sóc của cô. Từ Xuân Nhạn không phải người phụ nữ đẹp nhất trong các người phụ nữ hắn có quan hệ, nhưng cô lại quan tâm hắn nhất, làm hắn không tự kiềm chế chìm vào trong đó. Đương nhiên cơ thể xinh đẹp cũng có sức hấp dẫn đối với hắn. Bất cứ người đàn ông nào khi thấy gái đẹp đều phải chú ý. Chiếc quần tất thiên nga màu đen đúng là dễ làm người ta sinh ra dục vọng. Hai mắt Từ Xuân Nhạn đầy yêu thương gần như muốn chảy nước ra. Khi tay Triệu Quốc Đống vuốt ve đùi cô, mặc dù còn cách quần tất nhưng cô có thể cảm nhận bên dưới mình đang ướt sũng đầy khó chịu. Cô lúc này không thể làm chủ mình mà để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Cả quần tất, quần lót đều được lột ra, Từ Xuân Nhạn giơ hai chân lên mặc đối phương muốn làm gì thì làm. Triệu Quốc Đống đúng là không nhịn được nữa. Từ Xuân Nhạn sao không phải như vậy? Một bên cởi thắt lưng cho hắn, một bên nằm xuống, mặc cho Triệu Quốc Đống thô lỗ kéo áo len của cô lên, chiếc áo lót cũng bị đẩy ra để tay hắn túm lấy, mấy giây sau hai cơ thể trần truồng quấn lấy nhau. Theo hắn tiến vào, Từ Xuân Nhạn không nhịn được kêu lên. Xuân Nhạn, chị sao lại học Thu Nhạn thế? Triệu Quốc Đống sau cơn điên cuồng vẫn không chịu rời khỏi cơ thể cô. Từ Xuân Nhạn biết hắn nói gì nên xấu hổ giãy giãy người. Có gì không được chứ? Bây giờ đang lưu hành trào lưu này mà. Bộ lông Từ Xuân Nhạn được cắt tỉa gọn gàng làm cho Triệu Quốc Đống phải thầm than Từ Xuân Nhạn là người phụ nữ bảo thủ mà cũng theo kịp thời đại. Không có gì không tốt cả, chỉ là cảm thấy chị cũng có thể chấp nhận việc này sao? Triệu Quốc Đống cười nói. Có gì không thể chấp nhận chứ?
Nơi này còn ai khác thấy sao? Từ Xuân Nhạn yêu kiều nhìn Triệu Quốc Đống. Thu Nhạn còn xăm một hình con bướm đó. Theo ngón tay Từ Xuân Nhạn chỉ, Triệu Quốc Đống nhìn vào bộ mông đầy đặn của cô. Ở đây. Ừ. Từ Xuân Nhạn dựa sát mặt vào ngực hắn. Nếu chị xăm sẽ xăm tên của em ở đó. Quyển 15, chương 8. Có rất nhiều lúc mọi người muốn tránh cũng không tránh được. Nhất là chuyện tình cảm làm người ta muốn thoát ra khỏi con suối đó cũng không thể. Triệu Quốc Đống không biết sau này ở chuyện tình cảm mình sẽ như thế nào, nhưng hắn tự nhận mình thiếu tính miễn dịch. Em sẽ lên Bắc Kinh học 3 tháng, thời gian về rất ít. Triệu Quốc Đống dựa lưng vào thành giường, suy nghĩ một chút rồi nói. Đi 3 tháng, sao lâu vậy? Từ Xuân Nhạn vẫn chìm đắm trong cao trào, cô như con mèo nhỏ rúc vào bên cạnh hắn. Căn phòng để khoảng 25 độ làm người ta rất thoải mái. Có lẽ cảm thấy cơ thể mình luôn có thể hấp dẫn ánh mắt Triệu Quốc Đống, Từ Xuân Nhạn cũng không cố che giấu cơ thể mình, chỉ là kéo chăn che ngang bụng mà thôi. Cô tuy 35 tuổi nhưng vẫn duy trì được vóc dáng của người phụ nữ mới 27, 28 tuổi, cơ thể trắng nõn xinh đẹp. Cuộc sống trong nhà máy dệt không làm ảnh hưởng đến cơ thể của cô. Mấy năm qua sống an nhàn, hạnh phúc khiến cô có nhiều điều kiện chăm sóc mình. Khiến Triệu Quốc Đống nhìn mà vẫn thấy cơ thể cô như 7-8 năm trước. Ừ, học theo thông lệ thôi mà, tháng năm em sẽ về. Triệu Quốc Đống suy nghĩ miên man, quan hệ giữa hắn với Từ Xuân Nhạn có khác gì Lưu Triệu Quốc với Hứa Á Phỉ đâu cơ chứ? Hắn không chắc có khác hay không, hoặc là nói hắn và Xuân Nhạn là quan hệ tình cảm thật sự, cô không muốn gì từ hắn. Nhưng Hứa Á Phỉ lại nhằm vào quyền lực trong tay Lưu Triệu Quốc. Nhưng tình cảm ai có thể nói rõ? Nghĩ đến lúc Hứa Á Phỉ gọi điện đầy tình cảm, Triệu Quốc Đống đúng là hy vọng giữa Lưu Triệu Quốc và Hứa Á Phỉ kia không như mình nghĩ. Vậy có cần chị lên Bắc Kinh thăm em không? Từ Xuân Nhạn ngẩng đầu lên nói. Thăm em ở ký túc, sợ là chỉ có 2 ngày nghỉ mới ra ngoài được. Triệu Quốc Đống cười cười vỗ vỗ mông Từ Xuân Nhạn. Đương nhiên, chị có thể đến thì em sẽ rất vui. Chỉ cần không ảnh hưởng đến em thì chị sẽ tới. Từ Xuân Nhạn vui vẻ nói. Mỗi người phụ nữ đều hy vọng có nhiều thời gian ở bên người đàn ông của mình. Lúc này Triệu Quốc Đống mới ý thức được Từ Xuân Nhạn mặc dù dịu dàng, ngoan hiền nhưng trong lòng vẫn khát vọng có nhiều thời gian bên hắn. Các người khác không phải cũng như vậy sao? Ra khỏi câu lạc bộ, Triệu Quốc Đống suy nghĩ xem nên làm gì. Chuyện của Lưu Triệu Quốc đã rất gấp, nếu không nhắc nhở đối phương thì chỉ sợ đối phương không có cơ hội quay đầu lại. Hắn suy nghĩ một chút rồi gọi cho Khâu Nguyên Phong. Tết hắn không có thời gian nên chỉ có thể gọi điện hỏi thăm Khâu Nguyên Phong, không thể gặp. Hai người vẫn duy trì được liên lạc. Đối với vị lão lãnh đạo ủng hộ hắn này, Triệu Quốc Đống chưa bao giờ quên ơn của đối phương đối với mình. Khâu Nguyên Phong hỏi hắn ở đâu, Triệu Quốc Đống nói mình ở An Đô. Điều này làm Khâu Nguyên Phong có chút kinh ngạc. Triệu Quốc Đống hỏi đối phương có rảnh không, rảnh ngồi một chút. Khâu Nguyên Phong đồng ý ngay. Cậu cũng biết. Khâu Nguyên Phong cười khổ một tiếng nói. Khâu ca, anh biết rồi, tôi có thể không biết sao. Triệu Quốc Đống mệt mỏi dựa lưng vào ghế. Câu này của Khâu Nguyên Phong chứng tỏ y sớm biết, như vậy chuyện đã không còn đơn giản nữa. Cục trưởng có ơn với tôi. Không có cục trưởng thì Khâu Nguyên Phong tôi cùng lắm làm trưởng phòng công an huyện là đến đỉnh. Bây giờ tôi có thể làm phó cục trưởng cục công an thành phố đã thấy đủ rồi. Khâu Nguyên Phong lạnh nhạt nói. Nói về Lý Hai chúng ta không nên nói gì trước mặt cục trưởng. Dù cục trưởng làm gì cũng là do y chọn, tôi có nhắc nhưng vô ích, 2 năm qua cục trưởng thay đổi rất nhiều, bộ máy đảng ủy cục công an đều thấy rõ. Chẳng qua mọi người chỉ thấy cục trưởng thích hưởng thụ nhiều hơn mà thôi. Anh biết những gì? Triệu Quốc Đống hỏi thẳng. Câu lạc bộ quốc tế Bình Quả đi qua con đường của cục trưởng, sở công an phê duyệt đơn điều tra câu lạc bộ quốc tế Bình Quả đã có không dưới 10 văn bản. Di cục công an cũng nghiên cứu, đội an ninh trật tự của cục cũng điều tra nhưng hiệu quả không cao. Kết quả sở công an cử tổ công tác xuống điều tra. Điều này làm mâu thuẫn giữa sở và cục rất lớn, cục trưởng Lưu bây giờ về cơ bản không lên sở họp. Khâu Nguyên Phong rụi thuốc lá nhưng chưa đầy 5 phút sau y đã móc điếu thứ he a châm. Câu lạc bộ quốc tế Bình Quả sau khi bị sở công an ta cũng thu lại một chút nhưng vấn đề là rất nhiều. Khâu Nguyên Phong cười khổ nói. Đương nhiên bây giờ các câu lạc bộ giải trí lớn không có vấn đề là không thể. Hấp dẫn được khách phải có thuốc lắc. Phải có gái. Có thể nói muốn ngăn ngừa hết là không thể, chỉ có thể khống chế trong phạm vi nhất định mà thôi. Nhưng câu lạc bộ quốc tế Bình Quả có danh tiếng lớn,
ngay cả các tỉnh thành xung quanh đều biết Ando có câu lạc bộ quốc tế bình quả, cuối cùng đến bộ cũng biết. Bộ còn cử tổ công tác tới trao đổi ý kiến với sở và cục. Cục công an cuối cùng ra lệnh câu lạc bộ quốc tế bình quả dừng kinh doanh 3 tháng chỉnh đốn, không ngờ 3 tháng sau câu lạc bộ quốc tế bình quả còn có tiếng tăm lớn hơn nữa. Vấn đề đã rất nghiêm trọng sao? Triệu Quốc Đống không tin nếu câu lạc bộ quốc tế bình quả chỉ có mấy vấn đề này thì mình không cần lo lắng. Chỉ chuyện này cũng không thể đánh ngãy Lưu Triệu Quốc. Quốc Đống, nếu chỉ là vấn đề này thì hai anh em ta có cần nhăn nhó mặt mày như thế này không? Khâu Nguyên Phong cười cười tự giễu. Chỉ sợ cậu cũng biết chủ câu lạc bộ quốc tế bình quả là ai mà. Đều là người từ nhà máy dệt đi ra, bây giờ còn mở công ty bất động sản và công ty giải phóng mặt bằng. Triệu Quốc Đống mơ hồ biết điều Khâu Nguyên Phong lo lắng nên khẽ gật đầu. Thị trường bất động sản bây giờ là như thế nào thì mọi người đều biết, không có thực lực sao dám vào. Công ty bất động sản của Khanh Liệt Bưu làm ăn khá ổn, nhanh chóng mở được thị trường, vậy nó dựa vào gì? Các khu đất tốt đều cần tiền mặt để cạnh tranh. Khanh Liệt Bưu mặc dù dựa vào câu lạc bộ quốc tế bình quả kiếm được không ít tiền, nhưng chút tiền đó mà tiến vào thị trường bất động sản sao đủ? Nó dựa vào gì cơ chứ? Dựa vào chính công ty giải phóng mặt bằng của nó, chuyên môn nhận giải tỏa các khu đất khó gặp. Có nhiều nơi chính quyền đau đầu, các công ty bất động sản khác không dám nhận mà nó đều nhận hết. Triệu Quốc Đống nghe không khỏi nhíu mày và thở dài một tiếng. Việc này dễ xảy ra chuyện lớn. Triệu Quốc Đống buồn bã nói. Lưu Ca cũng biết lợi hại trong đó mới đúng chứ. Vấn đề giải phóng mặt bằng rất phức tạp, theo quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng. Ando là thành phố trên 10 triệu dân lại đang muốn xây dựng thành trung tâm tài chính, kinh tế của khu vực đất liền nên việc đô thị hóa càng lớn hơn, giải tỏa là rất khó khăn. Trong đó sẽ phát sinh nhiều mâu thuẫn phức tạp, vì thế công tác giải phóng mặt bằng là công việc đau đầu nhất của chính quyền các cấp. Một khu đất nếu không kịp giải phóng mặt bằng sẽ ảnh hưởng đến tiến độ cả dự án, vì thế hoàn thành nhiệm vụ này cũng sẽ khiến chính quyền hài lòng. Nếu như có một công ty có nhiều quan hệ phụ trách việc này, mặc dù là trả giá cao một chút, chính quyền cũng chấp nhận. Tôi không biết cục trưởng nghĩ như thế nào, có lẽ y cảm thấy y có thể nói chuyện và khống chế được đám người Khanh Liệt Bưu. Khâu Ca bưng chén cà phê lên nhấp một ngụm, lắc đầu nói. Khống chế được, bọn người kia không sợ gì cả, y tưởng mình có thể ra lệnh như với nhân viên cảnh sát sao? Triệu Quốc Đống vỗ tay nói. Cứ tiếp tục như vậy nhất định sẽ xảy ra chuyện. Khâu Ca, anh nói đã nhắc Lưu Ca, từ bao giờ thế? Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Lúc câu lạc bộ quốc tế bình quả có vấn đề thì tôi đã ám chỉ vài lần, có lúc nói riêng khi chỉ có hai người. Tôi đã nói câu lạc bộ quốc tế bình quả gây ảnh hưởng xấu, có nhiều người thậm chí còn lấy danh nghĩa đại hội đại biểu nhân dân phê bình câu lạc bộ quốc tế bình quả là có người trong cục công an lầm ô dù. Xuất phát từ việc giữ gìn hình tượng của cục công an, tôi đã đề nghị nghiêm túc xử lý câu lạc bộ quốc tế bình quả. Nhưng cục trưởng không nói gì mà đổi đề tài. Tôi cũng chỉ có thể nói như vậy thôi mà. Vậy còn việc của công ty bất động sản và giải phóng mặt bằng kia? Triệu Quốc Đống hỏi tiếp. Việc này tạm thời khó nói vì hai công ty này được đăng ký đàng hoàng, ít nhất về trình tự là đúng pháp luật. Về vấn đề gặp khi giải phóng mặt bằng thì tôi thấy cũng có vài hiện tượng uy hiếp, ẩu đả các hộ ngoan cố nhưng đều được giải quyết ở cơ quan công an bên dưới, chưa tạo ảnh hưởng xấu. Khâu Nguyên Phong cẩn thận nói. Ở vấn đề này tôi không tiện nói nhưng cậu ở góc độ khác nên có thể nói một chút. Quyển 15, chương 9. Nên nói chuyện với Lưu Triệu Quốc một chút. Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng. Hắn hiểu tính của Lưu Triệu Quốc, Khâu Nguyên Phong nói chuyện còn không có hiệu quả, mình nói chuyện có hiệu quả sao? Hắn không nắm chắc chút nào cả. Nhưng hắn vẫn phải thử. Nếu không một khi Lưu Triệu Quốc phạm sai lầm quá lớn, hắn sẽ áy náy cả đời. Dù Lưu Triệu Quốc có thái độ gì với mình, hắn cũng phải thử một lần. Khâu Ca, tôi cảm thấy chúng ta nên nói chuyện với Lưu Ca, có thể y sẽ cảm thấy chúng ta nhằm vào y, nhưng tôi tin nếu chúng ta nói thẳng hậu quả, y sẽ biết lợi hại. Tôi hiểu khá rõ Khanh Liệt Bưu, chỉ cần có lợi ích thì y sẽ làm, còn nếu như xảy ra chuyện thì y là kẻ chạy nhanh hơn ai hết. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Ở điểm này tôi còn chưa biết Lưu Ca nghĩ như thế nào, nhưng tôi cũng định nhắc Lưu Ca một chút. Tôi đoán y cũng mơ hồ cảm nhận được một chút giống như anh vậy. Khâu Nguyên Phong cười khổ một tiếng nói. Bây giờ tôi cũng khó nói, nhưng mặc kệ cục trưởng Lưu thấy tôi như thế nào, tôi cũng không oán hận một câu. Cậu chọn thời gian thích hợp mời cục trưởng Lưu ra, ba chúng ta tạo không khí tốt tốt một chút, sau đó nói chuyện.
Triệu Quốc Đống cũng biết Khâu Nguyên Phong nói không sai. Y vốn phụ trách mảng an ninh trật tự nhưng bây giờ được điều sang phụ trách quản lý các công trình quốc gia, giám sát, pháp chế, đều là trách nhiệm lớn nhưng thực quyền không nhiều. Nếu nói trong lòng Khâu Nguyên Phong không có suy nghĩ là không thể, nhưng Khâu Nguyên Phong cũng không nói sai. Không có Lưu Triệu Quốc giúp đỡ thì y chưa vào được nội thành, càng không thể lên chức làm phó cục trưởng cục công an thành phố An Đô. Khâu ca, cuối tuần tôi lên Bắc Kinh hạc, chỉ sợ trong thời gian này sẽ không về được. Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Lên Bắc Kinh học. Khâu Nguyên Phong suy nghĩ thật nhanh và hiểu ra ngay. Trường Đảng Trung ương. Ừ, tôi đi học 3 tháng. Triệu Quốc Đống nói. Trong 3 tháng này chắc không có vấn đề gì lớn chứ. Khâu Nguyên Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Chắc không có đâu, 2-3 tháng trước xảy ra hai chuyện, mặc dù có chút tranh chấp nhưng tôi thấy cục trưởng Lưu khá mẫn cảm ở chuyện này, hai phân cục coi như xử lý tốt, xử lý ngay từ khi nó mới xuất hiện. Có lẽ bên kia cũng phải im tiếng một thời gian. Vậy thì tốt, chờ tôi về, tôi bố trí một chút, chọn thời cơ thích hợp rồi ngồi một chút. Triệu Quốc Đống thở dài nói. Lưu ca thay đổi quá nhiều khiến tôi không nắm chắc chút nào cả. Khâu Nguyên Phong cũng thở dài nói. Ai nói không phải, cục trưởng Lưu vốn rất trầm ổn, ai ngờ lại thành như vậy. Từ Thủy tỉnh Hạng, nơi ở của các thường vụ tỉnh ủy đến cửa sau của trụ sở ti cách nhau khoảng 300 mét. Phía trước luôn có cảnh vệ canh gác, còn ở phía sau lại có cổng nhỏ đi thông sang trụ sở tỉnh ủy. Triệu Quốc Đống đầu tiên dừng xe ở trụ sở tỉnh ủy, lúc này mới 8 giờ, ngay cả cảnh vệ cũng có chút kinh ngạc sao bí thư thị ủy Ninh Lăng lại đến sớm thế. Lúc này nhân viên của văn phòng tỉnh ủy còn chưa tới, lãnh đạo tỉnh có ai đến sớm như vậy chứ? Trụ sở tỉnh ủy không quá lớn, nó nhỏ hơn một chút so với bên ủy ban nhân dân tỉnh. Chẳng qua nó trông yên tĩnh hơn nhiều. Khác với bên trụ sở ủy ban, trụ sở tỉnh ủy hầu hết là công trình kiến trúc cũ, thậm chí có nhiều chỗ được xây dựng từ những năm 50, 60 thế kỷ trước. Văn phòng của bí thư tỉnh ủy Ứng Đông Lưu nằm ở một tòa nhà 2 tầng trông rất bình thường. Bề ngoài giống như một công ty nhỏ nào đó. Nhưng chỉ cần anh cẩn thận quan sát có thể thấy nhân viên công tác ở căn nhà này không quá nhiều, luôn làm người ta thấy nơi này có chút thần bí. Triệu Quốc Đống xem đồng hồ, đi đến cổng sau mất 5p, lúc này mới là 8 giờ 15. Theo Dương Kính Quang nói bí thư Ứng bình thường 8 giờ sẽ từ nhà đi ra, khoảng 5p sẽ đến cửa sau tỉnh ủy, sau đó đi một vòng quanh vườn hoa rồi mới vào văn phòng. Nếu kịp vừa vặn gặp bí thư Ứng ở cửa, mình có thể có thêm vài chục phút đi dạo với bí thư Ứng. Triệu Quốc Đống cảm thấy mình như ôm cây đợi thỏ vậy. Bảo vệ cửa sau khi kiểm tra chứng minh của hắn mới đồng ý để hắn đứng đây đợi. Ứng Đông Lưu cuối cùng đã xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Ứng Đông Lưu thực ra cũng không ngạc nhiên khi thấy Triệu Quốc Đống đứng đây. Dương Kính Quang đã sớm nói với y, nói Triệu Quốc Đống có công việc quan trọng cần báo cáo với mình. Sớm vậy sao Quốc Đống? Ứng Đông Lưu nhìn Triệu Quốc Đống đang cười cười mà trong lòng không khỏi thầm than một tiếng. Những câu hỏi nghi ngờ việc y bổ nhiệm Triệu Quốc Đống làm bí thư thị ủy Ninh Lăng đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là âm thanh nói Triệu Quốc Đống giỏi làm kinh tế, Miên Châu có trụ cột kinh tế tốt nhưng 2 năm nay phát triển chậm, có phải nên để Triệu Quốc Đống đến Miên Châu? Điều này làm cho Ứng Đông Lưu cảm thấy những người có ý kiến này là quá thiển cận. Thật sự cho rằng Triệu Quốc Đống sẽ đạt kỳ tích ở Miên Châu hay là có ý khác? Có một điều ai cũng công nhận là Triệu Quốc Đống làm tốt ở vị trí bí thư thị ủy Ninh Lăng, làm rất thành công. Quyết định của Ứng Đông Lưu chọn Triệu Quốc Đống làm bí thư thị ủy Ninh Lăng là rất sáng suốt. Năm ngoái kinh tế tỉnh phát triển chậm, nhưng Ứng Đông Lưu lên Bắc Kinh họp lại được mọi người chú ý. Kỳ tích Ninh Lăng được mọi người nhắc tới nhiều nhất, một thị xã có tốc độ tăng trưởng GDP quá cao, hơn nữa không phải dựa vào tài nguyên không thể không khiến người ta phải kính trọng. Mà Triệu Quốc Đống mới hơn 30. Thậm chí lãnh đạo chủ yếu của ban tổ chức cán bộ trung ương khi nói chuyện với mình đã hỏi nguyên nhân tại sao lại tin tưởng chọn Triệu Quốc Đống làm bí thư thị ủy Ninh Lăng. Lý do gì ư, là không có lựa chọn khác hay thực sự đánh giá cao Triệu Quốc Đống? Hay là muốn bù đắp, hoặc là cả ba, Ứng Đông Lưu không thể nói rõ, nếu nói tìm lý do thích hợp thì là lúc ấy y hy vọng Triệu Quốc Đống xông xáo một lần. Dù sao tổng GDP của Ninh Lăng còn quá nhỏ so với toàn tỉnh, không thể ảnh hưởng đến đại cuộc. Bí thư Ứng, đi một vòng sao? Tôi xin phép đi cùng ngài. Triệu Quốc Đống cười ha hả xoa tay đi sát theo Ứng Đông Lưu. Được, còn gần 20 phút nữa, tôi chỉ là đi một vòng xung quanh mà thôi. Ứng Đông Lưu gật đầu ra hiệu thư ký không cần đi theo.
Cậu sắp lên trường đảng học phải không? Thị xã đã bố trí xong chưa? Cũng đã bố trí xong, thị trưởng Trung còn quen tình hình Ninh Lăng hơn tôi, tuyệt đối không có vấn đề gì. Triệu Quốc Đống cười nói. Chẳng qua chúng tôi vừa tổ chức hội nghị thường ủy nghiên cứu mấy hạng mục trọng điểm cần tiến hành trong năm. Tôi lại đi 3 tháng nên hy vọng có thể xác thực mấy hạng mục này gấp. Quốc Đống, năm nay Trung ương sợ là sẽ nhanh chóng có chính sách mà. Năm ngoái Ninh Lăng đã có không ít hạng mục lớn, năm nay vẫn muốn sao? Ứng Đông Lưu từ chối cho ý kiến. Bí thư Ứng, Trung ương có tin tức thì tôi cũng biết, chủ yếu nhằm vào các ngành gây ô nhiễm môi trường cao và ngành bất động sản, cùng với các ngành đang thừa. Tôi thấy chính sách chỉ là khống chế chứ không phải là áp đặt. Triệu Quốc Đống cười nói. Tôi nghĩ 2 năm qua Ninh Lăng đã bắt đầu chuyển hình, mấy ngành truyền thống bị khống chế theo tôi là không có. Chúng tôi chủ yếu tập trung các ngành công nghiệp mới, chẳng những không thuộc phạm vi khống chế, còn có thể dựa vào chính sách mà được ủng hộ phát triển. Ồ, vậy là chuyện tốt mà. Các cậu cứ dựa theo quy hoạch đã xác định làm là được. Chỉ cần phù hợp chính sách của Trung ương thì tỉnh nhất định sẽ ủng hộ. Ứng Đông Lưu nhìn Triệu Quốc Đống và nói. Triệu Quốc Đống biết Ứng Đông Lưu đang cố ý để mình tự nói ra nhưng hắn không quá để ý. Bí thư Ứng, phát triển các ngành nghề mới là do quốc gia dốc sức đề xướng. Nhưng ngài cũng biết tình hình Ninh Lăng chúng tôi, vốn là thị xã nông nghiệp, nói khó nghe một chút là cơ sở vật chất không tốt mấy. 2 năm qua Ninh Lăng phát triển nhanh một chút nhưng khoảng cách vẫn còn lớn. Nhất là khi các ngành nghề mới tiến vào Ninh Lăng khiến cho chúng tôi phải đầu tư vào xây dựng cơ sở vật chất càng lớn, đây là nguyên nhân lớn nhất ngăn cản kinh tế Ninh Lăng phát triển. Quyển 15, chương 10. Cho nên Ninh Lăng nhất định cần phải đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở vật chất sao? Ứng Đông Lưu dừng lại hỏi một câu. Quốc Đống, làm một cán bộ lãnh đạo thì cậu cần phải thấy rõ tình hình, phải có sự nhạy cảm chính trị, phải có cái nhìn đại cuộc. Triệu Quốc Đống có thể nhận ra Ứng Đông Lưu sau khi biết phương hướng của Trung ương thay đổi liền thay đổi suy nghĩ. Mình muốn thuyết phục được đối phương là không hề dễ. Bí thư Ứng, theo tôi biết Trung ương phát ra tín hiệu khống chế mặc dù rõ ràng nhưng phạm vi còn chưa rõ. Tôi thấy trong mấy hội nghị các lãnh đạo liên quan đề cập tới việc đầu tư tăng trưởng quá nhanh, quá nhiều hạng mục mới được xây dựng, quy mô xây dựng quá lớn, kết cấu đầu tư không hợp lý. Có vài ngành sản xuất và khu vực mù quáng đầu tư khiến cho việc xây dựng trở nên hỗn loạn. Tôi cảm thấy mặc dù là như vậy nhưng cũng cần phù hợp tình hình thực tế của từng nơi, không nên vơ đũa cả nắm. Triệu Quốc Đống không đi vòng vo mà nói thẳng. Ninh Lăng năm nay xác định 3 hạng mục lớn. Một là sân bay Đông Trại Ninh Lăng, một là cải tạo hệ thống giao thông liên thị xã, một là hạng mục xử lý nước thải sinh hoạt của nội thành Ninh Lăng. Cả 3 hạng mục có quy mô không nhỏ. Hạng mục sân bay Đông Trại có tổng vốn đầu tư là khoảng từ 1 đến 1,2 tỷ, cải tạo đường giao thông liên quan nhiều hạng mục khác nên tôi nghĩ mất 3 năm để hoàn thành, năm nay là năm thứ nhất sẽ giải quyết 3 nơi có hệ thống giao thông khó khăn với tổng vốn đầu tư cũng vài trăm triệu. Hơn nữa là hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cũng tiêu tốn 500 triệu. 3 hạng mục này có tác dụng rất quan trọng đến việc tăng hoàn cảnh thu hút đầu tư của Ninh Lăng. 3 hạng mục, Quốc Đống, quy mô của cả 3 hạng mục này đều không hề nhỏ. Hệ thống xử lý nước thải thì tôi thấy có thể suy nghĩ, dù sao nó liên quan đến lợi ích nhân dân. Nhưng hạng mục giao thông có phải quy mô lớn quá không? 3 hạng mục giao thông nhỏ sợ là từng cái cũng phải đầu tư không ít chứ. Tài chính Ninh Lăng có chịu nổi không? Ứng Đông Lưu lắc đầu nói. Về phần sân bay Đông Trại thì tôi cũng nghe nói, năm ngoái cậu đã đi tuyên truyền quanh là muốn xây dựng sân bay, sao năm nay lại gấp như vậy? Đối với Ninh Lăng mà nói một sân bay có tác dụng quan trọng như vậy sao? Bí thư Ứng, 3 hạng mục này là rất quan trọng đối với Ninh Lăng, có thể nói thiếu một cũng không được. Hệ thống xử lý nước thải đô thị thì ngài cũng đã nói đó, nhất là mấy năm nay các công ty tiến vào Ninh Lăng với quy mô lớn, dân cư đô thị Ninh Lăng tăng mạnh. Hệ thống xử lý nước thải ở nội thành cũ không thể thừa nhận, chỉ giải quyết được có 20%, rất nhiều nước thải sinh hoạt đổ thẳng ra sông. To dự tính dân cư Ninh Lăng sẽ tăng lên rất nhanh trong vài năm tới. Nếu chúng ta không thể dự định trước sẽ khiến 2 dòng sông bị ô nhiễm môi trường trầm trọng. Ứng Đông Lưu gật đầu đồng ý với quan điểm của Triệu Quốc Đống. Hơn nữa vì Ninh Lăng có nhiều hạng mục đến đầu tư, cùng với đó là chế độ hấp dẫn nhân tài của Ninh Lăng đã dần có hiệu quả, hình thành lớp nhân viên có trình độ năng lực cao. Bọn họ yêu cầu hoàn cảnh sống càng lúc càng cao. Chúng tôi hy vọng tiến trình đô thị hóa diễn ra nhanh hơn, tăng khả năng hấp dẫn các công ty có trình độ khoa học kỹ thuật cao vào Ninh Lăng. Khó được, Triệu Quốc Đống,
có thể từ góc độ và cấp độ này nâng tầm quan trọng của hệ thống xử lý nước thải lên, tôi lần đầu nghe được. Tầm nhìn của Ninh Lăng có thể nói là rất cao. Ứng Đông Lưu phải công nhận việc Ninh Lăng muốn xây dựng hệ thống xử lý nước thải sẽ tăng hình tượng của Ninh Lăng, nâng cao khả năng thu hút đầu tư. Tầm nhìn này không phải người bình thường có thể nghĩ ra. Bí thư Ứng, tôi thấy như thế này. Ninh Lăng 2 năm qua mặc dù nắm bắt vài cơ hội nên đưa được các công ty lớn vào, nhưng đó chỉ là tạm thời. Hàng năm Ninh Lăng không thể đưa vào nhiều hạng mục lớn, nhất là khi các thị xã xung quanh cũng cố gắng thu hút đầu tư. Vậy Ninh Lăng nên làm gì? Tôi thấy Ninh Lăng muốn phát triển phải dựa vào lực lượng nội tạo, mà nó chính là hấp thu các nhân tài có trình độ cao. Bây giờ các hạng mục lớn từ bên ngoài tiến vào cũng mang một nhóm nhân tài đến. Ninh Lăng chúng tôi cần phải khiến người ta tình nguyện ở lại Ninh Lăng, còn muốn hấp dẫn nhiều nhân tài đến Ninh Lăng hơn nữa. Ứng Đông Lưu cười cười nhìn Triệu Quốc Đống. Có lẽ năm ngoái Ninh Lăng tăng trưởng cao khiến hắn tự tin, có lẽ là do hắn sớm dự đoán trước được vài ba bước mới khiến kinh tế Ninh Lăng phát triển tăng vọt. Nhưng không thể không thừa nhận người này mỗi lần đều có thể làm cho mình có chút ngạc nhiên, luôn khiến mình phải suy nghĩ. Ừ, Quốc Đống, suy nghĩ và quan điểm của cậu rất mới mẻ, độc đáo, có tính dự đoán. Sự phát triển của Ninh Lăng không thể đi theo con đường các thành thị khác. Tôi vẫn cho rằng mỗi đô thị cũng cần phải dựa vào ưu thế của mình mà có con đường phát triển riêng. Làm như thế nào để lợi dụng ưu thế, nắm bắt cơ hội, điều này cần phải do những người làm lãnh đạo suy nghĩ. Ở điểm này tôi thấy thị ủy Ninh Lăng làm tốt. Ứng Đông Lưu hiếm khi trực tiếp khen ngợi cấp dưới như thế này. Tôi hy vọng thị ủy Ninh Lăng các cậu cần phải nghiên cứu kỹ tình hình thực tế của địa phương, đồng thời phải học tập kinh nghiệm của các thành phố, thị xã phát triển để nâng cao tầm của Ninh Lăng lên. Bí thư Ứng, chúng tôi sẽ ghi nhớ ý kiến của ngài khiến Ninh Lăng phát triển nhanh hơn. Triệu Quốc Đống cười nói. Đừng có chụp mũ cho tôi nói như vậy cũng không có nghĩa là tôi chấp nhận mấy cái hạng mục lớn của Ninh Lăng. Ứng Đông Lưu cười nói. Nhưng ít ra ngài cũng tán thành hạng mục xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của Ninh Lăng chúng tôi mà. Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Ứng Đông Lưu không trả lời vấn đề này. Bí thư Ứng. Ninh Lăng cũng đưa ra chiến lược là kinh tế các quận, huyện trong toàn thị xã đều phát triển nhanh và mạnh. Ninh Lăng vốn có truyền thống sản xuất nông nghiệp, trong quá trình đô thị hóa khiến các quận, huyện phát triển nhanh sẽ tiêu hóa được nhiều sức lao động còn thừa ở nông thôn, tăng thu nhập của nông dân, tránh cho nông dân phải ra ngoài làm thuê quá nhiều. Triệu Quốc Đống thấy kế sách của mình có hiệu quả liền bắt đầu nói tiếp chuyện thứ hai. Ninh Lăng có 7 huyện, 2 quận, ngoài 2 quận ra thì mấy huyện khác cách thị xã không xa. Tôi đưa ra ý tưởng vành đai giao thông để kết nối 7 huyện với 2 quận kia, lợi dụng tài nguyên của thị xã xúc tiến các huyện phát triển. Đồng thời cũng có thể lợi dụng kinh tế các huyện phát triển để củng cố việc đẩy mạnh Ninh Lăng thành đô thị trung tâm của khu vực, mà muốn làm như vậy nhất định cần có hệ thống giao thông tốt. Cho nên cậu cảm thấy cần đầu tư vào hệ thống giao thông nhiều như vậy. Thậm chí không quá để ý đến chính sách khống chế của Trung ương. Ứng Đông Lưu hỏi thẳng. Bí thư Ứng. Ngài vừa nói phải căn cứ tình hình thực tế mà đưa ra chiến lược. Ninh Lăng muốn tạo vành đai kinh tế trong toàn thị xã nhất định phải cần cải tạo đường giao thông. Chúng tôi đặt ra thời hạn 3 năm sẽ hoàn thành, năm nay là năm thứ nhất, ngài không thể để lượt đạn đầu tiên của chúng tôi không thể bắn ra mà. Triệu Quốc Đống từ tốn nói. Tôi cảm thấy đây không phải vấn đề gì, đầu tư cơ sở vật chất chỉ cần phù hợp nhu cầu thực tế thì nên cho phép và ủng hộ. Vậy ý của cậu là sân bay Đông Trại cũng thuộc nhóm này sao? Ứng Đông Lưu nghiêm túc nói. Hạng mục sân bay từ trước đến giờ luôn được khống chế chặt, dù năm nay Trung ương không thay đổi chính sách cũng khó được phê chuẩn. Hơn nữa năm nay như vậy thì tôi thấy Ninh Lăng càng khó được thông qua. Quốc Đống, sao cậu phải cố chấp ở hạng mục sân bay này như vậy? Nếu cậu quá cố chấp thì tôi đề nghị cậu phải điều tra một chút, việc kinh doanh các sân bay chi nhánh không quá tốt. Là áp lực không nhỏ đối với tài chính thị xã. Tôi cũng đã nghĩ tới việc này. Bí thư Ứng, ngài xem ngài có thời gian không, tôi muốn báo cáo chi tiết với ngài về sự định vị phát triển của Ninh Lăng chúng tôi. Triệu Quốc Đống cảm thấy mình đã thành công làm Ứng Đông Lưu thấy tò mò. Quyển 15, chương 11. Ra khỏi văn phòng Ứng Đông Lưu, Triệu Quốc Đống rất hưng phấn. Hắn được thêm một tiếng rưỡi báo cáo. Dương Kính Quang ở bên cũng có tác dụng không nhỏ. Mỗi lần y đều xen vào một cách thích hợp làm cho Triệu Quốc Đống càng dễ trình bày quan điểm của mình hơn. Trưởng ban thư ký tỉnh ủy đúng là người có trình độ cao, luôn nắm bắt được chừng mực, có thể xảo diệu khiến cho Triệu Quốc Đống thể hiện đầy đủ ý đồ.
có thể nói hiệu quả cuộc nói chuyện hôm nay nằm ngoài dự tính trước đó của Triệu Quốc Đống. Đương nhiên Ứng Đông Lưu cũng không tỏ bất cứ thái độ gì với mấy hạng mục xây dựng cơ sở vật chất này. Đối với Triệu Quốc Đống mà nói, Ứng Đông Lưu có thể chăm chú lắng nghe quan điểm của mình, hơn nữa còn có thể đưa ra vài kiến nghị đã nói rõ thái độ của đối phương. Làm lãnh đạo thì bất cứ một động tác, vẻ mặt nào đều mang hàm nghĩa phong phú, phải xem anh hiểu ý lãnh đạo như thế nào. Nhưng câu nói cuối cùng của Ứng Đông Lưu đã làm sáng tỏ vấn đề. Tỉnh ủy chỉ nắm giữ phương hướng chung, còn liên quan đến công việc cụ thể thì cần Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ngành liên quan phụ trách. Ninh Lăng muốn làm gì cũng mong được bọn họ giải thích và ủng hộ. Dương Kính Quang có thể nói đã giúp Triệu Quốc Đống nhiều, không có y ở bên nói vài câu, Ứng Đông Lưu đã không cho Triệu Quốc Đống nhiều thời gian như vậy để trình bày toàn bộ quan điểm của mình. Có thể làm cho bí thư tỉnh ủy hiểu và chấp nhận suy nghĩ, quan điểm của anh, đó có thể nói là cơ hội ngàn năm có một. Bên tỉnh ủy xem ra đã không có vấn đề gì mấy, nhưng đó không phải là xong. Bên Ủy ban Nhân dân tỉnh còn cần nhiều việc phải làm. Triệu Quốc Đống cũng dần bình tĩnh lại, được bí thư tỉnh ủy ủng hộ nhưng bây giờ công việc trước mắt lại chưa thấy hiệu quả. Đúng như Dương Kính Quang đã ám chỉ với hắn, về hạng mục hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt đô thị nếu vận động một chút sẽ không vấn đề gì. Nhưng hạng mục sân bay lại khá khó khăn, nhất là bây giờ bên Ủy ban tỉnh đang có ý khống chế việc đầu tư quá lớn của các nơi, muốn được Ủy ban tỉnh thông qua có lẽ còn cần phải hoạt động thêm nữa. Triệu Quốc Đống ngồi trong xe cẩn thận suy nghĩ xem làm như thế nào mới thông được bên ủy ban. Tần Hạo Nghiên đã có vài lời đồn nói y có thể sẽ sớm kết thúc nhiệm kỳ ở An Nguyên đến bộ nào đó nhận chức, cũng có tin nói y đến một tỉnh nào đó làm bí thư tỉnh ủy. Đương nhiên khả năng sau thấp hơn nhiều vì y mới làm chủ tịch chưa đầy 2 năm. Vì thế khả năng y lên bộ nào đó là lớn hơn. Trong chính trị không bao giờ có lời đồn vu vơ, nhất là cán bộ ở cấp bậc như Tần Hạo Nghiên càng không thể. Nếu có tin truyền ra chứng tỏ khả năng Tần Hạo Nghiên đi là khá lớn. Tần Hạo Nghiên nếu muốn thật sự lên bộ nào đó làm lãnh đạo thì cần phải đạt được thành tích. Tần Hạo Nghiên không có biểu hiện đột xuất về kinh tế năm qua của An Nguyên là quá bình thường, thậm chí có thể nói là không quá lý tưởng. Tuy nói trách nhiệm không rơi vào đầu y nhưng làm chủ tịch tỉnh sẽ bị liên quan. Chỉ là Tần Hạo Nghiên cũng có chút tự tin, nếu thật sự muốn cấp bộ nào đó thì y cũng cần phải chứng minh năng lực của mình. Đột phá về kinh tế là quá khó khăn, như vậy có thể làm vài việc khác để Trung ương tán thành. Có thể mượn xu thế việc Trung ương muốn khống chế nền kinh tế để tạo ấn tượng với Trung ương không? Rất khó nói, nếu Tần Hạo Nghiên đặt ở việc này thì hạng mục sân bay Ninh Lăng sẽ rất nguy hiểm. Mặc dù là Ứng Đông Lưu có khuynh hướng chấp nhận cũng không tiện công khai phản đối thẳng Tần Hạo Nghiên. Mặc dù khó khăn nhưng không có nghĩa không có cách giải quyết. Triệu Quốc Đống cho đến bây giờ không phải là người cố chấp. Có thể dùng cách quang minh chính đại giải quyết vấn đề mặc dù là tốt, nếu như không được hắn cũng có thể đi đường vòng giải quyết. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi gọi cho Quế Toàn Hữu. Toàn Hữu, công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu xây dựng Bách Xuyên vẫn còn phát triển bên huyện anh chứ? Ừ, như vậy chắc anh cũng quen hả? Được, đã lâu tôi không gặp Quách Xuyên kia. Anh thử tìm xem có cơ hội thích hợp nói là Ninh Lăng năm nay sẽ khởi công xây dựng sân bay. Đúng, anh biết là được, tôi muốn y chủ động liên lạc với tôi. Ừ, nhanh lên, cuối tuần này tôi lên Bắc Kinh, anh có tin tức lập tức báo cho tôi. Đây coi như đi đường vòng phải không? Triệu Quốc Đống có chút bất đắc dĩ nói. Ninh Lăng muốn qua cửa ủy ban thì cần phải có nhiều cách. Mà Tần Hạo Nghiên gần như là quan trọng nhất. Đối với Triệu Quốc Đống mà nói chỉ cần có lợi cho sự phát triển của Ninh Lăng thì vài chi tiết nhỏ hắn có thể không cần quá để ý. Quách Xuyên 2 năm qua phát triển khá tốt bên Hoài Khánh. Lúc Triệu Quốc Đống ở Hoài Khánh cũng không tiếp xúc nhiều với y, nhưng cũng thấy người này biết khống chế, không quá tham lam. Sau khi hắn tới Ninh Lăng, Quách Xuyên kia tạm thời còn chưa tới, nhưng Triệu Quốc Đống biết chỉ cần Tần Hạo Nghiên còn làm chủ tịch tỉnh An Nguyên thì đối phương sang Ninh Lăng là tất nhiên. Cùng với ngồi chờ không bằng chủ động, hợp tác.